Đó. Cho nên có hai cách mà để nuôi dưỡng được thọ mạng. Thứ nhất là phát tâm rộng lượng cúng dường trai tăng phóng sanh kiên giết ăn chay. Đó là cái công đức của tu tạo lợi tha. Phải làm cái điều này. Và gặp vật là phải cứu nó liền. Gặp người phải thương người liền. Giúp đỡ người liền. Thì đó là cái cách tu tạo để tích lũy cái âm đức công đức lợi tha. Bên cạnh đó phát tâm niệm Quan Âm Bồ Tát. Mà Bồ Tát Quan Âm có cái hạnh nguyện là ai muốn trường thọ thì niệm Nam Mô Quan Âm Bồ Tát được trường thọ. Ai muốn phú quý là giàu có, niệm Quan Âm Bồ Tát được phú quý. Thấy nghe lạ hả? Phú quý là giàu có phải không? Hôm bữa có một cô Phật tử, cô lên cô cúng dường trai tăng. Đáng lẽ tuần trước có nói cái câu chuyện này rồi mà không đủ thời gian. Nghe Bồ Tát Quan Âm phát Bồ Đề Tâm dõng mãnh, người nào mà phát Bồ Đề Tâm dõng mãnh đó nghe, niệm danh hiệu Bồ Tát Quan Thế Âm thì người này cầu phú quý được phú quý. Cái cô đó cũng làm ăn bị thất thoát, rồi trở ngại trục trặc gia đình lộn xộn rối beng. Thì có nguyện Bồ Tát Quan Âm gia hộ cho con nghe thầy nhàn nói cái ngày lễ vía Quan Âm là niệm Quan Âm Bồ Tát, cầu trường thọ được trường thọ, cầu phú quý là cầu giàu có là được giàu có. Thì cô phát Bồ Đề Tâm của niệm Quan Âm Bồ Tát và sáng tối cổ trì đủ 108 miếng đại bi. Cô này hơi cười khôi, tại nhà mà vẫn đủ 108 miếng đại bi, lấy cái máy của chúng tôi tặng á là cô mở ra cổ trì tụng. Thì hàng ngày cô thường xuyên cổ niệm Quan Âm Bồ Tát, bắt đầu làm việc gì là có trúng bánh việc đó. Và khi mà cổ nghèo thì cổ túng thiếu, cổ nợ nần đến 1 tỷ mấy luôn. Sau đó rồi cổ phát tâm cổ niệm Quan Âm Bồ Tát thì cổ nói sao biết trong người nó mát mẻ, nó dễ chịu. Buôn bán lúc trước là đáng lẽ người ta hỏi không mua là mình bực bội, mình chửi bới, mình khó chịu không. Bây giờ người ta không mua thôi cũng vui vẻ cảm ơn người ta đàng hoàng. Cổ vui vẻ, cổ hoan hỷ trong lòng nó mát mẻ do cổ niệm Quan Âm trì thần chú để bi. Cho nên thành ra ai cũng thấy cổ mặt mày hoan hỷ sáng sủa, ai cũng tới mua đồ của cổ từ từ trong mấy tháng sau. Trả hết 1 tỷ còn dư mấy trăm triệu nữa. Có phải là từ nơi tâm của mình an vui rồi mình niệm danh hiệu Bồ Tát Quan Âm có phước báu không? Đúng. Nếu một thời lễ lạy cúng dường Bồ Tát Quan Âm, một thời lễ lạy niệm thần chú đại bi, một thời lễ lạy niệm Phật A Di Đà tụng kinh, công đức này thù thắng bất khả tư nghì, chỉ có Phật cùng Phật mới có thể thấy được đó. Chúng sanh khó tin vô cùng. Đó. Cái cô này cô lên cô cúng dường cái phong bì, cô không lật ra coi. Thì cô đưa nhiều bỏ trong túi vậy thôi, cô nói cảm ơn thầy. Khi mà con trả nợ xong còn dư mấy trăm triệu, con xin xây cái thất tại nhà, có miếng đất, ông chồng không cho. Ông kêu tu mà cất chùa, cất miễu, cất thất trong nhà, nó xui lắm thôi, ông cũng không chịu. Rồi con rời con nguyện tiếp với Quan Âm, con kêu khi nào mà ông đồng ý đủ duyên rồi, con lên con coi chỗ nào mua miếng đất, con mua cái nhà gì đó ở gần chùa thầy, con niệm Phật giảng sanh. Mà con nghĩ chắc chắn là Bồ Tát gia hộ cho con sẽ được, bởi vì cái mà con thấy là linh nghiệm đó là nợ cả tỷ mà con trả hết mà còn dư tiền nữa, thì con thấy cái công đức niệm danh hiệu Bồ Tát Quan Âm, đặc biệt ngoài cái việc mà mình niệm danh hiệu Bồ Tát Quan Âm nó có cái công đức gia trì đó, thì nó làm lại, nó hỗ trợ cho cái tâm của mình nó được an vui. Mà chính cái tâm an vui nó sanh ra cái phước báu. Cho nên cái người mà bực bội tức tối nhăn nhó cãi cọ bất hiếu cha mẹ rồi sừng sổ với người khác nóng nảy thì người này lúc nào cũng gì gặp xui. Xui đó không phải ông trời ông ban đến cho mình, mà chính mình hành tâm trạng đó là tâm trạng xui xẻo. Tâm trạng đó là tâm trạng mà hết phước báu, chết yểu, chết non. Nhớ chỗ nào không ạ? Phải hiểu chỗ này và tin tưởng cái điều này mà chúng tôi nói. Cái phước báu của ngũ phước lâm môn, thứ nhất đó là sống lâu, thứ hai đó là giàu có, thứ ba là bình yên khỏe mạnh, thứ tư đó là ham chuộng phước đức, thứ năm đó là chết tốt lành. Ấn Tổ hay nhắc đến cái ngũ phước lâm môn này. Mà ngũ phước lâm môn này không phải là ai mang đến tự bên ngoài, mang đến tặng cho mình may rủi đâu, mà tự thân mình phải tạo. Cho nên thành ra cuộc đời người ta không có hiểu nhân quả, người ta sống trong mờ mịt tội ghê lắm. Người ta thấy người đó làm ăn giàu có, tự nhiên người ta nói sao? Trời hên quá, tự nhiên ông trời hay là ông thần nào đó, hoặc là thánh thần gì đó, hoặc người này gặp may quá ta. Không có hiểu được cái nguyên do là họ tạo cái phước rồi. Họ làm ăn giàu có, họ biết phát tâm cúng dường, mà đời này không cúng dường, không có làm phước cái đời trước có. Họ hưởng thừa cái phước mà họ đã làm, họ gieo, chứ không phải bỗng không. Khi mình hiểu nhân quả rồi mình thấy mình nghèo phải không? An phận trong nghèo, bởi vì do đời trước và đời này mình không biết làm những cái pháp cúng dường.
thương người thương vật, mình không có làm điều này cho nên mình nghèo. Biết rồi, ăn phận thủ thường. Bây giờ từ giờ trở đi bắt đầu mình phát tâm dõng mãnh tinh tấn để tạo phước báu. Cho nên ra Đức Phật là lưỡng túc tôn, đầy đủ hai cái tôn quý nhất, đó là phước đức và trí tuệ, mới thành Phật được. Nhiều lúc mọi người nói rằng tu khỏi cần phải tạo phước, đóng cửa ở trong đó tu là được rồi. Một thời gian không ai cúng, thiếu phước không có gạo ăn. Có một cái vị đó hỏi Hòa Thượng Tịnh Không: tôi không tin nhân quả đâu, tôi không tin cái chuyện cảm ứng mà cầu được ước có đâu. Cái Hòa Thượng hỏi lý do làm sao vậy? Cái hôm trước giờ tôi cầu cái tủ lạnh mà tôi cầu hoài không có. Còn cái rồi Hòa Thượng Tịnh Không hỏi là: thầy ở với ai? Kêu tôi ở con mình à. Hòa Thượng Tịnh Không nói: thầy ở mình cầu không có. Đúng rồi, mình thầy đâu cần tủ lạnh chứ đâu, mua bữa nào ăn bữa đó là được rồi. Với hai thầy sống một mình thầy, thầy cầu cho thầy không có đâu. Thầy phải cầu vì chúng sanh, cho đại chúng kìa. Rồi bắt đầu thầy ở trong đại chúng đó thầy hưởng, chứ thầy cầu cho thầy không có là đúng rồi. Cái đạo lý nhân quả không có thâm. Cho nên để ý coi, người phụ nữ nào đó mà hiếu thảo với mẹ chồng, lo lắng cho chồng, không có xe xua hưởng phước, không có cầu về cho bản thân mình nhiều đó nghe, thì con người này được hạnh phúc và tuổi thọ người ta kéo dài, và cuộc đời về già người ta sẽ sung sướng, bởi vì người ta có tích phước mà. Đúng không? Đó. Thì cái phước báu thọ mạng là quan trọng nhất, lắng nghe cho kỹ nè. Cho nên thành ra cái đợt nào cúng trai tăng của quý vị, chúng tôi cũng phát tâm để mà phóng sanh hết. Ngoài cái việc phóng sanh đó là tích lũy một phần đó để nuôi các cụ già, rồi đem cái ẩm thực cúng dường đó đó, đem cái đồng tiền đó cũng như ẩm thực hôm nay đó đó, là cúng dường cho chư tăng trên đó, và để toàn bộ đại chúng hôm nay về cổng tu ăn miễn phí, không có tính tiền. Chúng tôi tin tưởng cái phước báu mà nấu đồ chay cho người đó ăn, người ta vui vẻ hoan hỷ để người tu hành, cái phước báu này lớn. Vậy cho nên ra trong tất cả các phước báu mà để mà tích lũy cái phước báu mà cho thọ mạng kéo dài, đây là quan trọng. Nếu quý vị có của cải vật chất giàu có, quý vị có trí tuệ sáng suốt, gia đình hạnh phúc, quý vị chết yểu quý vị hưởng được gì không? Không. Thấy chưa? Như vậy mình cần phải thọ mạng kéo dài. Cái này là cái nền tảng quan trọng. Rồi mình mới làm được cái gì thì làm. Mà muốn được cái nền tảng thọ mạng kéo dài, sống lâu á, thì mình phải gì? Ăn chay trường. Chỗ này quan trọng. Có một số người không bằng lòng với chúng tôi chỗ này, nói rằng thịt cá người ta bán bao nhiêu người ăn cũng vậy thôi chứ có gì đâu. Họ không hiểu được cái đạo lý nhân quả. Khi mình ăn thịt vào, có vay phải có trả, vay ít trả ít, vay nhiều trả nhiều. Vay là mình ăn á, mà không vay không ăn không trả. Trả là làm sao? Trả là đến cái lúc mà mình bệnh hoạn, mình đau đớn, không ai đâm chém chặt mình, mà tự nhiên nó đau đớn trong ruột, trong gan, trong người, nó bầm dập phải vô bác sĩ rồi gì, ruột thừa nó phải cắt, nó mổ, bao tử, đủ thứ, đó là một loại trả của nghiệp báo đấy. Mà mình không hiểu, mình cái ô chuyện đó chuyện đâu bình thường, không phải đâu, nó có nguyên do của nó đó. Sao có những người người ta sống suốt cuộc đời không mổ cái gì hết trơn, không mổ ruột thừa, không mổ bao tử, không đau đớn một cái gì, mổ xẻ. Còn mình mới có hai mấy tuổi mổ tùm lum hết trơn rồi. Nó có cái đạo lý nhân quả trong đó mà mình không hiểu. Cho nên muốn sống bình yên, chết an lành, làm ơn làm phước ăn chay giùm đi. Làm ơn làm phước kiên giết, khuyên người kiên giết đi. Có đồng tiền đó mình bớt xài ra mua cá mình thả. Bữa vừa rồi đây cô Lợi Hà Nội có phát tâm 10 triệu phóng sanh. Cái buổi giảng hôm đó biết sao tự nhiên lâu quá rồi không phóng sanh, chúng tôi cảm được cái điều phóng sanh chúng tôi nói. Và có một cái cô đó, cô nói 20 tháng 3 âm lịch cổ cũng làm cái lễ phóng sanh giống y chang như cô Lợi Hà Nội. Rồi một bà cụ ở đây bà cũng tích lũy được 10 triệu, mới hôm qua cũng làm được cái lễ mà chúng tôi bận lên ban tôn giáo có công việc đất đai trên chùa cho nên không có trực tiếp để giảng. Bởi vì hôm nay giảng rồi cho nên hôm qua chúng tôi nói thì mình chỉ làm lễ phóng sanh thôi. Cho nên thành ra khi mà làm một cái lễ phóng sanh như vậy đó, thì bao nhiêu người một đồng tiền đó, thay vì mình xài cho bản thân mình mua áo mua quần ăn uống thịt thà, mình xài nó hết phải không? Mà cái công đức phóng sanh đó bao nhiêu người hưởng luôn, và không những người sống hưởng mà người chết cũng được hưởng luôn, thù thắng. 10 công đức phóng sanh bất khả tư nghị. Cho nên Tổ sư Ấn Quang ngài nói cái việc mà kiên giết ăn chay phóng sanh, đây là một loại phước báu của ngũ phước lâm môn, thọ mạng kéo dài cực kỳ quan trọng, người tu sĩ cần cũng phải có làm. Cho nên thành ra có một số các vị thầy không đủ phước duyên, và một chúng tôi xin không dám nói tên, mà một số các vị thầy bác luôn cái chuyện phóng sanh.
tiền để mà đem cho người nghèo hoặc lo cho gia đình, lo cho con người, cho mua con cá thả ra làm gì, người ta bắt lại đủ kiểu để mà họ bác cái chuyện phóng sanh, mà trong khi đó là Đức Phật nói 10 công đức phóng sanh, họ bác lời của Phật. Cho nên thành ra tà sư thuyết pháp như các sông Hằng, quý vị lớ sớ mà lên trên mạng coi họ mà mình không có vững tín tâm là bị cuốn theo đó liền. Bây giờ là thôi, trên mạng biết bao nhiêu người giảng, lẽ dĩ nhiên mỗi người có mỗi cái cách thuyết giảng của họ, nhưng mà hầu như họ tự phát lên, họ nói theo ý nghĩ của họ chứ không theo một cái hướng đi nhất định của Phật hoặc của các vị tổ. Họ trại hết trơn những cái ý nghĩ của Phật, họ làm thời đại hóa hết, nguy hiểm vô cùng, nguy hiểm. Cái thứ nhất là ngộ phước lâm môn, là cái phước thứ nhất đó là sống lâu. Cái chỗ này đại chúng nên lưu tâm, ngoài cái việc ăn chay rồi, mình còn phải có cái phương cách để sinh hoạt cho khoa học một chút. Mà hôm trước Giác Nhàn nói, ba Giác Nhàn mà ổng 73 tuổi bị suy tỷ, cuối cùng ông cụ này sống đến 82 tuổi, mà bà cụ mẹ của Giác Nhàn cũng vậy, sư cô Liên Phương cũng sống thọ 83 tuổi, rồi ông cụ cũng là 82 tuổi. Họ có cái cách sống của họ, những người xưa họ có cách sống của họ. Mà cái cách sống của ông cụ mà Giác Nhàn ở bên cạnh đó là ông ngủ sớm, không khi nào quá 8 giờ. Chúng ta hôm nay thì 8 rưỡi, 1 giờ rưỡi dậy, chứ ông cụ là 8 giờ hoặc là 7 giờ mấy ông lên giường ngủ rồi. Ngủ sớm cực kỳ quan trọng, tốt cho bộ não và sống thọ. Thứ hai, ông đi bộ. Cái dốc đó ông đi lên đi xuống, đi lên đi xuống, ông đi bộ. Đi bộ thiệt là nhiều, uống nước lọc thôi, chứ qua bên chúng tôi là không còn uống bia uống rượu gì nữa rồi. Và ai cho đồng nào đó có thì ông gì, đem đi phóng sanh. Rồi đi lên đi xuống ông niệm Phật. Có gì khác không? Có gì cao sao? Có gì mà gọi là cao siêu lắm không? Niệm Phật, ăn chay, phóng sanh, đi bộ, ngủ sớm, vậy mà sống thọ, vậy mà chuyển cái bệnh suy tỷ ung thư máu 73 tuổi mà kéo dài được 9 năm đến 82. Đây là sự thật, đây là sự thật. Nhân vật này là sự thật. Bố Giác Nhàn là Giác Nhàn ở chung với ông cụ, nên cái những cái ý niệm này rất quan trọng nha anh em vấn đề. Đó là cái cách sống thọ mà hôm nay Giác Nhàn nói. Sống thọ đó là một loại phước nằm trong ngũ phước, mà phước thứ nhất gọi là sống thọ hay gọi là trường thọ. Đó. Cái thứ hai là phú quý, là giàu có. Người biết bố thí cúng dường, phóng sanh, lấy đồng tiền mình ra để phóng sanh cứu mạng, người này gọi là tài thí. Rồi quý thầy quy y tam bảo, sám hối nghiệp chướng cho nó, và niệm Phật cho nó nghe, và nói pháp cho nó nghe, là bố thí pháp cho loài súc sanh đó. Vô y thí là đáng lẽ nó sợ hãi, nó chết trong thời gian ngắn ngủi, chuẩn bị là nó chết, mà mình mua cái chết đó là công đức vô y thí. Đây mới là công đức kéo dài thọ mạng. Và đây cũng là công đức mà phú quý, là giàu có. Cho nên thành ra có một số Phật tử hay hỏi, vì sao lúc trước mà thầy nghèo quá, chừng năm 2000 đến 2007 mà coi như là gạo không có nấu, đi mua thiếu lên thiếu xuống, bình ga lúc đó có 80 ngàn mà cũng không có tiền mua, mà lý do gì bữa nay hôm nay nuôi mấy trăm cụ rồi quý thầy đồ ở trên này sinh hoạt, cái nhiều lúc xây dựng nữa, thì vì sao có được cái đồng ngân này, có được cái đồng tiền này, bí quyết chỗ nào? Hôm nay Giác Nhàn nói quý vị nghe về cái phước báu để mà mình giàu có, lắng nghe. Chỗ này là kinh nghiệm thực tế, lắng nghe kỹ. Phước báu mình có 500 ngàn mỗi chủ nhật bắt đầu phóng sanh, 2007 bắt đầu mới làm được chuyện này đó. Rồi có được đồng tiền đó, bắt đầu mới in băng, in đĩa, mua kinh, mua sách, mua tượng tặng cho người ta. Không gom cái đồng tiền đó, gom tích lũy từng chút xây cái chùa to đùng lên. Không, chưa làm chỗ này, không làm chuyện này. Cái đó là cái ngọn, không làm, chưa làm. Bây giờ phải tích lũy âm đức cái gốc chứ. Cái gốc đó là phóng sanh, cái gốc đó là 10 công đức in kinh tạo tượng, cái gốc đó là nuôi dưỡng các cụ già để họ yên ổn đó, họ tu. Đây là phước đức bậc trung. Và nuôi cho họ và nói cho họ nghe pháp môn tịnh độ để họ vãng sanh Tây Phương, đây là phước báu bậc thượng. Còn đem tiền tặng cho những người mà lúc mà họ bị ngặt, tức là họ bị lũ lụt đó, thì cứu cho họ như vậy trong một thời gian nhất định nào đó để họ qua cái cơn hoạn nạn đó, thì phước báu đó gọi là bậc hạ cũng phải làm. Phước báu bậc hạ này cũng phải làm. Mà phước báu bậc trung mà nuôi các cụ già,
Lúc đó chánh nhàn đâu có nghĩ có khả năng phước báu, có tài trí gì đâu mà có thể là nuôi các thầy hoặc độ các thầy đâu. Không có nghĩ đến điều này. Nghĩ rất là thấp. Nghĩ rất là thấp. Như vậy mà từ từ nuôi các cụ già, có đồng nào tích góp nuôi các cụ già, các cụ mà mất ha, con cái bỏ thì gì, lo quần lo áo, lo ăn lo uống, lo bệnh lo hoạn. Hôm nay chúng ta không phải kể lễ khoe khoang mà nói cái cách để cho những người là quý thầy và các Phật tử nên tích lũy âm đức. Đừng vội vàng xây nhà cửa lớn, đừng vội vàng lo cho bản thân mình nhiều xe cộ và giống như cái cây để cứ hưởng trái chứ không có bón phân tưới nước cái gốc. Cái cây muốn ra trái nhiều thì gì? Bón phân tưới nước cái gốc thì trái nó tự ra. Còn mình quên bón phân tưới nước cái gốc mà cứ hái trái ăn hoài thì nó gì? Cái cây nó khô nó chết. Bản thân của mình phước báu không bao nhiêu mà cứ lo làm sao có tiền. Làm sao mà để mà những cái tiện nghi tốt nhất đến với mình. Không bao giờ nghĩ đến cái chuyện lợi tha lợi ích chúng sanh. Không bao giờ nghĩ đến cái chuyện để mà lợi ích cho quần chúng. Thì giống như mình hái trái hoài là hết trái mà cây không ra nổi nó chết. Hưởng phước hoài trong mạng có bao nhiêu môi ra hết để hưởng rồi gì? Rồi hưởng phước bất khả hưởng tận. Nếu mà hưởng tận hết rồi thì gì? Đi ăn mày. Đây là cái bí quyết của sự thành công. Mua cuốn sách bên ngoài nó nói gì? Bí quyết của thành công đem về đọc làm được. Cái đó là chuyện đó của ổng. Còn ổng làm được. Tự nhiên ổng làm cái nghề đó ổng thành công. Ổng nói đủ thứ trong đó hết trơn. Mà trong cuối cùng cái gốc là trong mạng ổng có tài. Mà trong mạng mình không có tài, mình bắt chước thì ổng làm không xong. Thấy chưa? Mà cái phước báu này quan trọng. Phú quý ai cần không? Cần chứ. Mà biết cần trong cái thời điểm nào? Từ lúc 50 tuổi trở lên, ngũ thập tri thiên mạng, lúc đó có tiền trong tay rồi mới biết mình làm gì và không nên làm gì. Còn nếu mà dưới 50 tuổi thì có nên làm phước lợi ích chúng sanh đi. Đây là bài học của chúng ta, cực kỳ quan trọng. Bởi vì chưa đến 50 tuổi là lời Thánh Hiền nói là ngũ thập tri thiên mạng. Mà chưa đến 50 tuổi thì mình chưa biết thân mạng, thân tâm và hiểu biết của mình nên làm gì và không nên làm gì. Làm đôi khi dễ trật, cần phải hỏi những người đi trước. Muốn không trật thì cứ lợi tha vì lợi ích chúng sanh đi. Rồi tự nhiên khắc trong mạng mình nó có rồi ha. Giống như cái gốc mà mình làm cho nó vững rồi, bón phân tưới nước cho tốt rồi là cây coi như nó ra trái hoa, mình hái ăn không hết. Kêu nó đừng ra nữa, nhưng mà nó cứ ra. Người cứ thương người, thương vật, phóng sanh, ăn chay, tu hành, tích đức. Nó đừng có tiền tới nữa, mà nó cứ tới. Hiểu chỗ này không? Bí quyết của sự thành công, giàu có ở chỗ này. Đó là cách sống của một con người thánh hiền. Bên cạnh đó họ tích lũy âm đức, có phước họ không muốn hưởng cho bản thân họ nhiều, họ đem cho người khác hưởng. Cái chỗ này là cái chỗ bí quyết. Và cuộc đời trải nghiệm của Giác Nhàn là trong một cuộc đời này, chứ không phải là đời trước hoặc đời sau nữa đâu, mà trong cuộc đời này, trời ơi, nó quá trời thiếu thốn luôn. Quá trời thiếu thốn, từ 2000 đến 2007 là quá trời thiếu thốn. Mình biết rồi, bây giờ mình không có thể nào có một chút phước là mình làm cho nó thêm để mình hưởng, mà phải cho người khác hưởng để đắp cái nền móng cho vững, thì người này phú quý sẽ đến với họ. Bên cạnh đó chịu khó niệm Quan Âm, giống như cô hồi nãy Giác Nhàn kể đó, chịu khó niệm Quan Âm thêm đi. Tâm nó sẽ thanh tịnh an vui. Mà khi tâm thanh tịnh an vui rồi, bắt đầu nói gì? Nó thích đi làm phước, nó thích cứu người, thương vật. Nhất là cái tâm Bồ Tát Quan Âm mà đi vào trong cái tâm của con người mình, cái hạnh nguyện Bồ Tát Quan Âm mà đi vào cái hạnh nguyện của mình, thì nó thay đổi tâm tánh mình nhanh. Ngũ phước lâm môn. Thứ ba là bình yên khỏe mạnh. Khi mà có phước báu, khi mà người này, người ta sống lâu được rồi đó ha, thì cuộc sống họ rất là yên ả, ít có khi nào bị trắc trở, trở ngại. Bây giờ cái phước báu nó bảo bọc cho cuộc sống của họ, ít có gì lên đên gặp gờn lắm. Ổn định, cuộc sống họ rất ổn định. Họ nghèo họ sống theo nghèo, họ giàu họ sống theo giàu. Nhưng mà họ gì? Luôn luôn họ tích lũy cái phước báu. Cuộc sống họ rất yên ả. Quý vị coi lại đi, quý vị coi kỹ lại đi. Có nhiều người giàu có, tỷ phú, đủ thứ của cải vật chất có, nhưng mà lúc nào cũng đau khổ, tâm bất an, rồi công việc làm ăn trở ngại, rồi nó cứ bấp bênh, nó quằn chịu không nổi. Không được bình yên. Mà tâm không được bình yên thì bắt đầu bệnh xảy ra thôi. Làm gì có khỏe mạnh, đúng không? Những cái phước này quan trọng nha, nhớ nha, cái này quan trọng cực kỳ à. Rồi, cái thứ tư đó là ham chủ đức hạnh. Họ thấy người có đức hạnh là họ gì? Họ muốn bằng. Họ thấy người không có đức hạnh, người tệ bạc, họ không có chê bai, chỉ trích.
Họ ưa chuộng người có đức hạnh, mà Phật là người có đức hạnh nhất trong tất cả các người. Và có đức hạnh các vị trời thì Phật là có phước nhất hơn tất cả các trời. Đặc biệt Đức Phật là một vị có đức hạnh thù thắng, mà mình thành tâm xưng niệm danh hiệu Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, mà đảnh lễ bậc Nhị Túc Tôn có đức hạnh này giống như Diễm Hương á, thì cái đức hạnh đó sẽ đi vào trong con người của mình. Cho nên 10 công đức lễ Phật là vậy. Tôn kính Phật, mình đảnh lễ Phật thì cái công đức này rất là thù thắng, gọi là gì? Ham chủ đức hạnh. Và cuối cùng cái phước báu thứ 5 là chết tốt lành. Khi họ chết tốt lành là sao? Khi lúc ra đi thì gia đình của người này biết ăn chay làm lành phước báu. Rồi nếu buổi đời á thì gia đình của họ là sẽ mời thầy đến để mà liệm cúng kiến, rồi họ sẽ xây mồ, hoặc giả là họ sẽ làm cho cái người sống và người chết này rất là yên ổn và sắc diện họ rất là an vui. Thường những người mà có sống được bình yên, ham chuộng đức hạnh, rồi giàu có, sống lâu, có ngũ phước á, thì lúc lâm chung gương mặt của họ rất là hoan hỷ. Coi như là gương mặt của họ nhìn đẹp mà hoan hỷ vô cùng, thì gọi là chết tốt lành. Còn cái người mà tâm bực bội, tức tối, rồi giận hờn, không biết tích phước, không biết ăn chay, thì lúc lâm chung nhìn gương mặt họ dữ dằn. Có nhiều người mà họ kể lại mà chết rồi mà đắp mền rồi mà dở cái mền ra, hoặc dở cái mền quang minh ra, mà nhìn gương mặt là thôi không dám nhìn, trợn mắt le lưỡi. Có nhiều người đã mất rồi mà học máu ra, nó nhìn nó kinh khủng luôn. Do bình thời họ không có tích ngũ phước này, cho nên lúc lâm chung họ rất là kinh hồn khiếp vía. Hiểu không ạ? Cho nên thành ra là ngũ phước này Tổ sư Ấn Quang nói nên phải tích giữ. Mà khi có ngũ phước rồi là nó bảo bọc thân tâm của mình, sống thọ yên vui, giàu có, khỏe mạnh, ham chuộng đức hạnh và chết được an lành. Đây là ngũ phước. Đặc biệt có một con người nếu không tích ngũ phước thì con người này sống sẽ rất là đau khổ. Thì cái việc mà hôm nay Vấn Nhàn nói đến cái ngũ phước đó, thì Tổ sư Ấn Quang có khai thị về cái việc đó là mạng sống vô thường. Mạng sống mình chỉ qua một cái hơi thở, nếu mà hít vô mà không thở ra thì con người này chết hết một đời. Cho nên thành ra Ngài răng nhắc mạng sống vô thường. Cái đoạn này trong văn sao Ngài có nói, chút xíu nữa Vấn Nhàn có nói đoạn này. Bây giờ nói đến cái mạng sống vô thường qua hơi thở. Con người mình sống ở cõi này khi sanh ra đó, thì từ nhỏ rồi bắt đầu nó lớn từ từ. Mà có những người họ có phước báu, họ sanh ra họ lành lặn. Ví dụ đang ngồi dưới đó mà có mắt nhìn thấy được, tai nghe, miệng ăn được, rồi thân thể mạnh khỏe, thì người này có phước báu đời trước, cho nên sanh ra thân thể không bị tật nguyền, thì là một cái phước báu của ngũ phước đó. Nhưng mà họ không biết xài cái ngũ phước, họ đắp thêm cái ngũ phước, họ tích lũy ngũ phước đó, mà họ trái lại họ phá hủy cái ngũ phước đó. Họ ăn thì họ ăn thịt chúng sanh, họ nói bậy, họ nói hổn, họ nói làm cha mẹ đau khổ, họ nói cho người khác để mà hả giận, thì họ mất đi cái phước của cái lời nói. Cho nên thành ra đời sau hoặc trong đời này có nhiều lúc họ bị ngậm, họ bị trở ngại về cái âm thanh, xài hết cái phước của âm thanh. Mắt của họ đáng lẽ nhìn Phật, đảnh lễ Phật, hoặc nhìn những cái điều mà thiện thư tốt, họ đem nhìn đi cái chuyện bậy bạ xấu xa, cho nên hết phước con mắt, bị mù sớm, hoặc giả bị cận, bị đuôi gì đó, hết cái phước của con mắt. Đúng không ạ? Rồi cái gì nữa? Thêm cái thân họ đáng lẽ lành lặn, phải không? Rồi cuối cùng gì? Họ không biết hưởng cái phước của cái thân của họ. Rồi họ gì? Họ xài hết cái phước là gì? Tà dâm quá độ, dẫu vợ chồng họ không biết giữ cái thân của họ, cuối cùng gì? Bệnh mà chết luôn cũng có. Nó con người mình không có biết cái tích phước, không học lời thánh hiền để tích phước, toàn là hưởng phước mà phá luôn nữa chứ. Phước đâu mà chịu cho nó. Đó. Thì mạng sống con người nó mong manh như chỉ mành treo chuông, quý vị để coi. Trời, nghe ông thầy bạn, ông vừa lái Honda, ông đi ngang tới, qua khỏi cái bến xe tỉnh Lâm Đồng mình, bến xe trên thành phố, vừa qua khỏi xong cái tự nhiên mặt mày tối thui, xe té cái rầm cái chết. Quý vị thấy không? Quý thầy, vậy mà đôi khi cũng gì, cũng gặp nạn. Cái mạng sống mình nó mong manh như cái gì, cộng chỉ mà nó mỏng lép mà nó treo cái chuông thiệt lớn. Bởi vì mình không có ngũ phước để bảo bọc, cho nên là nó chết một cách quá dễ dàng luôn.
Còn người sanh ở cõi Tây Phương Cực Lạc hoa nở ra, họ thấy Phật, họ ngộ vô sanh, họ bên cái cảnh giới bên đó, không bị xe tông, không bị đói khát mà chết. Mà họ đi bằng thần thông chứ không cần xe nữa, thần túc thông, họ vận động đi cõi này đến cõi nọ luôn, chứ không phải ở đây mình đi tỉnh này qua tỉnh nọ mà phải dùng phương tiện xe, bất tiện vô cùng. Cho nên đang nghĩ đến Tây Phương Cực Lạc, đối chiếu vào cõi này, mà người nào tin tưởng là họ gì, sống đây tạm bợ, họ tích lũy phước đức để họ về bên đó. Cái chỗ này quan trọng, không phải nói chuyện bánh vẽ đâu, có sự thật đó. Nhiều người về rồi đó, về cũng không khó đâu. À, như vậy hôm nay mình biết rằng là mạng sống của mình vô thường, mong manh như chỉ mành treo chuông, thì phải biết cách để mà bảo vệ cái mạng sống mình bằng cách tích ngũ phước là phóng sanh, ăn chay để thọ mạng kéo dài, và kiên giết và thương loài động vật hoang dã. Và muốn giàu có là phải bố thí cúng dường, đừng có vơ vét vô bản thân mình nhiều quá. Nhớ, nhớ cái chỗ này là cái bí quyết của thánh hiền mà họ có phước báu, họ thành tựu. Lúc nào họ cũng nghĩ để mà giúp cho chúng sanh, lúc nào họ cũng muốn làm một cái gì đó lợi ích cho chúng sanh, thì người này bắt buộc phải có phước. Còn những người mà lúc nào họ cũng nghĩ phải làm lợi ích cho họ, lúc nào họ cũng muốn vơ vét cho họ một chút xíu phước báu cũng không biết làm, thì người này từ từ sẽ nghèo và bằng cùng. Dẫu cho họ đang giàu, phước thừa đời trước có, nhưng mà cũng phải nghèo đó. Và họ nghĩ riêng tư cho họ không, nghĩ cho mình không, không có một ý niệm gì mà nghĩ cho gia đình, để là cho chúng sanh, thì phước báu người này làm gì có. Họ nghèo từ chỗ này đó. Cho nên đây là cái bài học kinh nghiệm sống của giác ngàn. Gặp một người đó là gì? Không có nghĩ là họ phải cúng cho mình, mà gặp họ là phải gì? Nói pháp cho mấy, và hỏi họ có chuyện gì ông, tạo điều kiện giúp đỡ. Cái chỗ này là chỗ quan trọng. Giao tiếp đừng mong lợi mình, vì mong lợi mình thì hắc ám tâm trí, và giao tiếp đó có ý mưu đồ, và giao tiếp này sẽ tổn phước. Mà giao tiếp là muốn làm sao lợi ích cho họ, thì tự nhiên cái lợi mình có. Cho nên nhà tích phước điều vui có thừa là vậy đó. Khi Đức Phật còn tại thế, hỏi tất cả các vị tỳ kheo mạng sống con người sống bao lâu, thì có các vị tỳ kheo mới nói: bạch Đức Thế Tôn, mạng sống con người 100 năm. Thì thời Đức Phật là tuổi thọ 100 năm. Thì một số các vị tỳ kheo nói rằng là bạch Đức Thế Tôn là 70 năm cuộc đời là một mạng sống con người. Đức Phật cũng lắc đầu kêu không phải. Có nhiều người, các vị tỳ kheo nói là 60, rồi có người nữa 50, 40, 30, 20. Cuối cùng gì? Sai hết, không ai nói đúng hết. Đức Phật nói mạng sống con người qua hơi thở. Vừa mới đẻ ra thôi mà gì? Không thở được nữa, chết. 20-30 tuổi thôi, hơi thở hít vô, không thở ra, chết. Mạng sống con người qua hơi thở. Mà hơi thở đó nó cũng có cái sự rằng rịch, và nó có một cái sự mà gọi rằng là kết hợp với lại cái phước báu của con người, chứ không phải là hết thở là bỗng không đâu. Chết mà phải bỗng không đâu, mà do thọ mạng hết. Thọ mạng hết do mình xài cái thọ mạng này quá, xài qua cách là ăn mặn, sát sanh, và cứ giết các loài chúng sanh, bẻ chân bẻ cẳng nó, và dế chim rồi mũi mồng, cái con gì mình cũng gì, mình không có, có thả nó, mình phát tâm để mình phóng sanh, mà con gì mình cũng giết nó, thì thọ mạng mình ngắn. Có cái chú đó, ông nói, ông kêu trời, lúc trước con mới sinh ra nhìn mảnh trai, mặt mày tròn trịa đẹp lắm. Khi bắt đầu lớn lên đi học lớp 5, lớp 7 gì đó, rồi bạn bè rủ đi câu cá, chỉ có 1-2 năm thôi mà cái mặt nó biến dạng kinh khủng luôn. Dễ sợ thì một cái tâm sắc xanh mà biến dạng cái mặt như vậy. Cái người mà họ sanh về Tây Phương Cực Lạc cũng phải cần có ngũ phước và có tịnh nghiệp tam phước. Họ phát tâm, họ niệm Phật, họ về bên đó rồi hoa nở thấy Phật, ngộ vô sanh, và họ trở thành một thân tướng y hệt như Đức Phật Di Đà, có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, chứ không phải như một con người ở cõi này khi sanh ra giống như là cục thịt đỏ que bằng cái bắp đùi, xong bắt đầu từ từ lớn lên, phải gọi là thân vô thường. Nó từ nhỏ nó lớn lên, nó vô thường, nó lớn lên như vậy. Vì sao mà cái thân nó nhỏ rồi nó lớn từ từ lên vậy, rồi già rồi chết? Do sống với tâm vô thường, và hoàn cảnh ở đây cũng vô thường luôn. Cho nên thành ra con người sống ở đây là không ổn định, bất thường. Mà con người sống ở Tây Phương Cực Lạc với tâm chân thường, cho nên thành ra khi họ sanh ra một cái thân họ đẹp đẽ, 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, giống hệt như Đức Phật Di Đà, là họ sống với tâm chân thường, họ với tâm thanh tịnh,
cho nên họ mới được cái thân nó như vậy. Quý vị để ý thôi, nhìn người, gương mặt của người đó xấu xa, họ nhìn mấy cái thân tướng của họ không đẹp đẽ, vậy mà họ phóng sanh, họ ăn chay, họ niệm Phật, họ tích phước một thời gian, thân tướng họ đổi ra, họ đẹp lạ kỳ, đặc biệt như vậy. Thì giờ quý vị nghe cái đoạn mà Tổ sư Ấn Quang có khai thị về cái việc mà khi mà người sanh về Tây Phương Cực Lạc đó, thì cái thân tướng của họ sẽ đặc biệt hơn, không phải như thân tướng của một con người. Và hơn nữa đó là một cái câu chuyện của ông Hiển Ấm mà hôm nay Giác Nhàn muốn nói. Sư Hiển Ấm này là một vị sư mà rất là tài năng, xuất chúng, thông kinh luận và giỏi về mật tông, nhưng mà cuối cùng thì chết yểu, mới có 24 tuổi mà chết. Có nguyên do đệ tử ngài Đới Nhàn, có hai vị. Một vị là hòa thượng Tịnh Không, kẻ đó là ông thợ vá nồi, nghèo khổ đi vá nồi mà không đủ tiền để mà sinh sống, khổ quá. Cuối cùng gặp ngài Đới Nhàn, ngài cạo đầu xuống, tóc xuất gia, ngài giao tới một cái miếu đó, ngài tiêu ở tại cái miếu đó mà niệm Phật, có người bưng cơm đến cho ăn. Và ông thợ vá nồi này, những cái nồi hồi xưa, nồi chảo bằng gan bị lủng xong rồi người ta giá lại đó, gọi là thợ vá nồi, là không đủ sống luôn, khổ như vậy đó, khổ cùng cực luôn à. Rồi cuối cùng ông tới đó, ông niệm Phật 3 năm, ông đứng ông vãng sanh, đợi ngài Đới Nhàn đến rồi bắt đầu đỡ, nằm xuống mới khiêng về. Ngài Đới Nhàn nói: các vị trụ trì, các vị học thức tiến sĩ mà những giỏi cũng không thể qua nổi ông thợ vá nồi này. Ông niệm Phật 3 năm thôi mà ông đứng ông vãng sanh luôn. Thì đây là một vị mà đệ tử ngài Đế Nhàn mà Hòa Thượng Tịnh Không có giới thiệu. Vị thứ hai là sư Hiển Ấm, thông minh xuất chúng luôn. Và lúc thông minh quá cho nên ngài Đế Nhàn hay nói những cái việc là tốt, khen tặng, nghe quen tai, thích thú quá rồi. Rồi bắt đầu đi qua bên Nhật học mật tông, rồi được các vị bên mật tông truyền thừa về mật tông quán đảnh, về bên này truyền bá mật tông mà chê bai tịnh độ rồi thiền những pháp môn khác. Ấn Tổ có gửi lá thư cho ông sư Hiển Ấm này, và Ấn Tổ có khuyên là nên hàm dưỡng ẩn tính tài năng tu hành đi. Rồi sau đó ngài Đế Nhàn cũng khuyên nữa là ông còn trẻ tuổi, học thức ông thì giỏi, nhưng mà ông phải ẩn tính tài năng, ông hàm dưỡng bế quan tịnh tu 3 năm đi. Khi mà sư Hiển Ấm nghe như vậy rồi, kêu sao thầy mình lúc trước khen mình, bây giờ lại thầy mình kêu mình vô tu, mình giỏi vậy mà còn tu vậy nữa. Cuối cùng gì, bực tức đi qua tới cư sĩ Lâm và ôm cái khó chịu mà thầy mình nói như vậy đó là chết luôn. Thì Tổ sư Ấn Quang nói: sư Hiển Ấm là người thông minh xuất chúng, nhưng mà không nghe lời thầy là ngài Đế Nhàn khuyên rằng nên hàm dưỡng, ỷ vào cái tài năng của mình giỏi, cho nên thành ra gì, muốn làm gì làm, và không nghe lời thầy, bất kính thầy, rồi cuối cùng gì, trắc trở. Không trắc trở thì cũng phải chết non, cái này bị chết non. Cho nên trong cái phước mà để kéo dài thọ mạng trong ngũ phước, nó có một cái phước gọi là tôn kính sư trưởng, hiếu dưỡng cha mẹ. Đây là hai cái phước này kéo dài thọ mạng đặc biệt. Cho nên sư Hiển Ấm chết mà lúc chết đó có người nói với Ấn Tổ rằng Phật niệm không được mà chú trì cũng không xong luôn, mới có 24 tuổi ra đi chết. Cho nên là đây là một nhân vật mà Tổ Ấn Quang hay nhắc rằng là gì, thiếu sự hàm dưỡng. Người lớn khuyên không nghe, muốn đi là đi, muốn học nơi nào đó là học, muốn làm gì thì làm, trong khi đó là kinh nghiệm tu chưa có, hàm dưỡng chưa có, khả năng tài trí thì giỏi, nhưng mà đó chỉ là học thức thôi, không hàm dưỡng. Ấn Tổ viết cái thư cho ngài sư Hiển Ấm này rất hay luôn. Cho nên ra chúng tôi khuyên quý vị, học thì phải thực học và bắt chước theo cái hạnh của các vị thời xưa. Ngài Lý Bỉnh Nam cũng không ngoại lệ, cái việc mà hàm dưỡng cho Hòa Thượng Tịnh Không 5 năm, tự Hòa Thượng Tịnh Không phải xin ở lại 5 năm nữa để hàm dưỡng cho nó đủ cái công phu. Cho nên thành ra thời xưa học trò, thầy nói như sao họ nghe như vậy. Và bắt đầu thời ngài Đế Nhàn như vậy rồi mà vẫn không có thể nói cho sư Hiển Ấm có thể nghe được. Cho nên người thông minh có hai cái xuất hiện: thứ nhất là cống cao ngã mạn, thứ hai là dâm tâm khó trừ. Hai cái nghiệp này, hai nghiệp này là hai cái nghiệp đáng đọa, nguy hiểm cực kỳ luôn. Cho nên kẻ học thức giỏi giáng thường là phạm phải hai cái lỗi này, Ấn Tổ nói nguy hiểm cực kỳ. Đó. Thì bây giờ thầy Nhuận Minh sẽ đọc
cho đại chúng nghe cái lá thư của ấn tổ gửi cho sư Hiển Ấm nha. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Vâng, theo lời sư phụ chỉ dạy, con xin phép được đọc những lời khai thị của tổ sư Ấn Quang trích trong văn sao. Thành tâm dâng lên cúng dường chư tôn đức tăng và toàn thể đại chúng trong buổi sáng ngày hôm nay. Nam mô A Di Đà Phật. Tổ sư Ấn Quang trả lời lá thư số 28, thư trả lời pháp sư Hiện Ấm. Nhận được thư khôn ngăn mừng rỡ an ủi, tọa hạ túc căn sâu dày, thông minh hơn người. Chưa đầy mấy năm mà đối với tông, đối với giáo, đối với mật đều đã thông đạt. Đáng hận là quan già rồi, chẳng thể học theo những sở đắc của tọa hạ được. Chỉ mong tọa hạ từ đây chân tu thập chứng, thì hai tông Thiên Thai lẫn mật giáo từ nay sẽ được chấn hưng lớn lao. Nhưng hiện thời tuổi ông hãy còn quá trẻ, hãy nên gấp rút ẩn kính tài năng, tận lực tu hành, đợi đến khi công phu hàm dưỡng sâu đậm mới ra hoằng pháp thì lợi ích lớn lắm. Thông minh và có hàm dưỡng sẽ thành pháp khí, thiếu hàm dưỡng thì đối với bản thân, đối với pháp, chắc rằng lời lẽ hành vi sẽ chẳng tương ứng mà chính mình không biết. Đây là lòng khăng khăng ngu thành của quan. Thầy Liễu Đạo đã đến đây, đừng lo, gió xuân dễ xâm nhập vào người, xin hãy giữ gìn điều dưỡng, ác sẽ không cần thuốc mà được yên vui vậy. Sư Hiện Ấm là đệ tử của pháp sư Đế Nhàn, cực thông minh, chưa đầy 20 tuổi đã thông thạo giáo nghĩa tông Thiên Thai, qua Nhật học mật tông, sau 3 năm đã thấu hiểu giáo nghĩa mật tông. Do quá thông minh nên đâm ra ngạo nghễ, thường viết những bài gửi đăng trên tờ Hải Triều Âm đề cao mật tông, cho rằng các tông phái khác đều là thấp kém và chỉ có mình mới hiểu đúng mật tông. Khi sư trở về nước đến gặp thầy với vẻ hiu hiu tự đắc, pháp sư Đế Nhàn từ bi khuyên Hiện Ấm nên ẩn cư hàm dưỡng cho sâu dày rồi mới ra hoằng pháp để tránh va vấp. Nhưng Hiện Ấm lại tưởng lầm thầy mình đố kỵ, cố tình chèn ép nên đau bực đến nỗi ngã bệnh. Trong khi bị bệnh vẫn dùng thế trí biện thông để tranh biện với những ai vấn nạn, nên cuối cùng đã phải kiệt sức chết khi chưa đầy 24 tuổi. Khi mất, sư thần trí mê loạn, không niệm Phật mà cũng không trì chú được, nên rất khó thể khỏi bị đọa. Lá thư số 507, thư trả lời cư sĩ Ôn Quang Hy. Ông vọng tưởng tơi bời mà vẫn gấp muốn được nhất tâm bất loạn, tâm ấy chính là cái gốc cho ma dừa. Vì thế quan nói pháp môn tịnh độ trọng tại tính nguyện. Nếu tính nguyện chân thật thiết tha, dẫu chưa đắc nhất tâm, vẫn có thể vãng sanh. Nếu không có tính nguyện dẫu đắc nhất tâm, vẫn chẳng thể cậy vào tự lực để liệu sanh thoát tử. Vì thế chẳng khuyên ông miệt mài cầu nhất tâm, do ông vọng tưởng tơi bời, hễ cầu nhất tâm nhất định sẽ bị ma dừa. Ông chẳng xét hiểu ý quan, bèn nghĩ là mặc kệ, miễn sao thuận tiện thì thôi. Những kẻ đối với chuyện trước mắt bèn tùy tiện, chắc chắn chẳng phải là người tính nguyện chân thiết. Nếu tính nguyện chân thiết, quyết chẳng đến nỗi hờ hững tùy tiện để rồi đều chẳng được vãng sanh. Lý vốn chẳng chướng, do ông coi vô lý là hợp lý, nên tự sanh chướng ngại thì còn quán trách ai. Quán Âm đại sĩ chính là quá khứ cổ Phật, nhà khảo chứng tầm mắt nhỏ tí như hạt đậu, nhưng cứ nói bừa đạo lý. Há ông chẳng từng đọc phẩm Phổ Môn trong quyển 7 Kinh Pháp Hoa, chương Quán Âm Viên Thông trong quyển 6 Kinh Lăng Nghiêm. Đọc hai kinh ấy sẽ bật cười trước những lời lẽ của bọn khảo chứng. Sách Quán Thế Âm Bồ Tát Bổn Tích Cảm Ứng Tụng không gì chẳng nói rõ. Chỉ vì ông tâm khí thô phù, trọn chưa hề hiểu rõ ngữ khí và ý nghĩa của đoạn văn trước lẫn đoạn văn sau, nên mới mờ mịt không biết theo hướng nào. Bà cô con gái của vua Diệu Trang là Ngoa Truyền, Cao Vương Kinh là Ngụy Kinh. Tụng kinh ấy thì vẫn có công đức chẳng ít, do trong ấy có thật nhiều danh hiệu Phật. Kinh này đã lưu truyền từ thời Lục Triều. Người thật sự thông hiểu Phật Pháp chẳng đời sướng,
nhưng muốn cho tục nhân gieo thiện căn nên cũng chẳng ra sức ngăn trở. Ông thật đáng gọi là kẻ cuồng bậc nhất, tầm vinh hoa trong cõi đời như sóng biển vỗ đập ào ào, mà muốn ngay lập tức gió yên sóng lặng, lắng trong bất động. Tâm gấp muốn cầu được bất động chính là cái gốc của mọi sự đua nhau dấy động đấy. Lại như nồi đã sôi trào, cứ tận lực tăng thêm lửa mà mong cho nó chẳng trào sùng sục, há có được chăng? Quan nói với ông toàn là những chuyện lặng gió rút bớt củi, nhưng ông chẳng xét kỹ, vẫn cho là khuấy sóng sôi trào thêm, há chẳng đáng buồn quá đỗi ư? Ông hãy đọc kỹ văn sao và ngôn lục, ắt sẽ chẳng đến nỗi tự phụ bạc ông. Nếu không đừng coi tôi là thầy, hãy bái vị cao minh nào khác làm thầy, quan cũng chẳng hỏi đến ông nữa. Tổ sư Ấn Quang khai thị người sanh thế giới cực lạc. Thế giới cực lạc không có nữ nhân, nữ nhân xuất sanh hệ sanh về thế giới ấy đều mang tướng đồng nam trẻ trai, liên hoa hóa sanh, vừa từ trong hoa sen ra đều giống hệt như người trong thế giới cực lạc, chứ không phải là trước hết bé nhỏ rồi sau đấy mới dần dần khôn lớn. Người trong thế giới ấy không có phiền não, không có vọng tưởng, không có chuyện tạo nghiệp, do cậy vào Phật từ lực nên hết sức dễ sanh. Nhưng phải lấy niệm Phật làm nhân, đã vãng sanh rồi thấy Phật nghe Pháp, nhất định viên thành Phật đạo. Trong 10 phương thế giới chỉ có cõi này là thù thắng vượt trội nhất. Trong hết thảy pháp môn tu trì, chỉ có pháp này dễ tu nhất mà công đức lại lớn nhất. Trích Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên, quyển 2, thư trả lời cư sĩ Diệp Phước Bì. Vì thế hãy nên chuyên tu tịnh nghiệp cầu sanh cực lạc, nương theo Phật từ lực vãng sanh Tây Phương. Đã được vãng sanh thì liên hoa hóa sanh, không có các khổ, thuần là tướng đồng nam bé trai, thọ như hư không, thân không tai biến, những danh từ như già, bệnh, chết vân vân chẳng còn nghe đến, huống gì thật có. Theo chân thánh chúng, thân cận Di Đà, nước, chim, cây cối đều diễn pháp âm, tùy theo căn tánh mình do nghe pháp bèn chứng, thân còn trọn chẳng thể được, huống gì có oán. Nghĩ đến áo bèn có áo, nghĩ ăn bèn có ăn, lầu, gác, nhà, viện đều do bảy báo hợp thành, chẳng nhọc sức người tạo tác, chỉ là hóa ra, biến bảy sự khổ nơi ta bà thành bảy niềm vui. Lại thêm thân có đại thần thông, có đại oai lực, chẳng lìa chỗ mình liền có thể trong một niệm ở khắp trong 10 phương thế giới chư Phật, làm các Phật sự thượng cầu hạ hóa. Tâm có đại trí tuệ, có đại biện tài, từ một pháp biết trọn thật tướng của các pháp, tùy cơ thiết pháp không lầm lạc. Dẫu nói bằng ngôn ngữ thế đế, nhưng đều khế hợp diệu lý thật tướng, không có nỗi khổ ngủ ấm hừng hực, hưởng niềm vui thân tâm tịch diệt. Vì thế kinh nói không có các khổ, chỉ hưởng các sự vui nên gọi là cực lạc. Ta bà khổ, khổ không nói nổi, cực lạc vui, vui chẳng ví tày. Tin sâu lời Phật, trọn chẳng nghi hoặc mới gọi là chân tính. Cho nên dùng tri kiến phàm phu ngoại đạo, lầm sanh suy lường, bảo các thứ thù thắng trang nghiêm màu nhiệm trong tịnh độ đều là ngụ ngôn nhằm tỷ dụ tâm pháp, chẳng phải là thật cảnh. Nếu có sự thấy biết tà vậy sai lầm như thế, sẽ mất lợi ích thật sự được vãng sanh tịnh độ, tai hại quá lớn, không thể không biết. Trích Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tăng Quảng Chánh Biên Nguyễn 1, thư gửi cư sĩ Trần Tích Châu. Nam Mô A Di Đà Phật. Quý vị biết hiện giờ thì thường 300 đến 500 người đang xem trực tiếp trên toàn thế giới, cũng như gia đình của Nguyễn Thành Sơn, pháp danh Từ Phước ở Kentucky, nghe nói cũng xem trực tiếp một số với Phật tử Oregon, rồi Chicago, Cali, vân vân. Mười mấy cái tiểu bang lúc trước chúng tôi qua 2 năm bên đó, họ vẫn còn cái nhân duyên mà mỗi lần chủ nhật như vậy chúng tôi giảng họ đều xem trực tiếp hết. Đó là một cái nhân duyên mà hôm nay họ được nghe văn sao của Tổ sư Ấn Quang từ nơi Thầy Nhuận Minh đọc. Đây là một thiện thư.
Bất cứ ở trong đạo cũng như ngoài đời, không có vội vàng bợp chợt. Tu hành cũng vậy, làm ăn cuộc sống cũng vậy. Mới gieo mạ xuống, mới bỏ lúa xuống lên mạ mà mong có lúa có hạt thì người này quá đáng, không hiểu gì được cái cuộc sống và sự sinh tồn của vạn vật, sẽ gây trở ngại cho mình rất lớn. Dục tốc bất đạt, không vội vàng. Mà đến hôm nay chúng ta nói được cái câu nói này là 50 tuổi hôm nay á nha, sinh năm 72 nhâm tí ha, 50 tuổi hôm nay mới thực sự để mà cảm nhận được cái lời của Tổ sư Ấn Quang, mới có thọ dụng. Từ khi đọc văn sao bên Mỹ về đây 4 năm trời, hơn 4 năm ở đây bắt đầu chiêm nghiệm văn sao, mới đọc từng chút áp dụng, thấy có thọ dụng. Hồi nãy ngài quở cái ông đó, cái tâm ông còn vọng động điên đảo mà vọng tưởng như vậy mà ông cứ gấp muốn nhất tâm. Họ yên một chỗ để tịnh tu, để mà làm cho lắng dịu xuống, không chịu. Cứ đi rong hết chỗ này đến chỗ nọ mà muốn để thành tựu đạo nghiệp thì làm gì có đạo lý đó. Đó là bản thân chúng ta hôm trước dấp phải. Thấy một số các vị đi thuyết pháp đồ, đi hồng pháp nước này nước nọ cũng thích quá, hàm dưỡng mấy cái 3 năm, 207, 210 chưa đủ, đi ra rồi một cái thôi, chướng ngại đùng đùng. Chùa thì không ai coi ngó hết trơn, giao cho một số người, mấy chú mấy thầy mà làm đủ kiểu hết trơn, nhận người ào ào chư ni vô, mấy cô trẻ vô đầy hết trơn trong đó, không biết cách nào để mà mình quản lý, về dọn ứ nữ môn chết luôn. Bổn phận của mình đó là lo cho cái chùa dưới này chưa xong mà vượt quá phận, cứ nghĩ như vậy là mình là ngon thành tựu, coi lại văn sao là dở ẹt luôn. Là gì vậy? Nôn nóng vội vàng bực chồm. Mà cái tuổi nó là nó như vậy, ngộ vậy. Lúc đã ba mấy, 40 tuổi, bốn mấy tuổi là thôi chứ ai nói mà nghe đâu. Vậy mà có văn sao trị được. Văn sao để đọc vào cho nhưng chúng tôi kháng cự và gì? Hàm dưỡng mình còn thiếu. Khi mà mình không bợp chợp vội vã nha, mình yên ổn ở một cái nơi nào, chọn một cái nơi đó ở để mình dụng công tu hành, đọc cái bộ văn sao này chúng tôi thực sự là thấy có thọ dụng. Cho nên thành ra mà không biết quý vị ngồi nghe sao, chứ mà chúng tôi soạn ra cho thầy Nhuận Minh đọc thì chúng tôi cảm giác thấy thấm thiết cuộc đời vô cùng. Mà những người mà họ nghe văn sao họ cảm nhận được rồi thì cái hữu ích này bất khả tư nghị lớn lắm. Vậy cho nên thành ra là cái việc mà để mà ngài khai thị thì cần phải học. Mà bản thân chúng tôi nghĩ anh em huynh đệ cần phải 10 năm đèn sách, công thành mới danh toại được. Rồi thêm 10 hoặc 20 năm dụng công nữa thì bảo đảm cuộc đời của mình có sự thành tựu cho 30 năm. Mà thường chúng tôi thấy những người họ không có đi đây đi đó, đi nhiều là tuổi thọ kéo dài như Hòa Thượng Trí Tịnh. Ít khi nào người bước ra khỏi chùa, có công việc gì ngày lên nuôi cấm một chút rồi ngày về dịch kinh, ngày coi sách đồ, ít cái chuyện ngày phóng tâm ra ngoài ngày đi lắm. Là một vị hòa thượng mà chúng tôi lúc trước cũng hay xuống để đảnh lễ thăm hòa thượng. Thứ hai là hòa thượng ở ngoài Bắc là 104-105 tuổi. Trời ơi, ngài ở yên một cái chỗ, một cái chùa ngài cũng đơn giản, 105 tuổi thôi. Nên cái người mà họ không có đi nhiều cho nên họ không có xài cái phước. Đi thì phải tốn tiền xài phước đúng không ạ? Họ ở nhà họ đem cái tiền, cái phước đó họ hỗ trợ, họ hiến cho người khác. Họ yên một chỗ để họ tu. Nghề nghiệp cũng vậy. Tạo một cái nghề nghiệp là làm cho tới nơi. Nó có thất bại cũng là gì? Là kinh nghiệm cho tương lai. Họ một nghề mà họ làm, một chỗ mà họ ở, một pháp môn đó mà họ hành trì lâu ngày dài tháng, và một vị thầy đó với ấm tổ họ theo, có thọ dụng. Ngài khai thị về mạng sống vô thường. Mạng người vô thường, vinh hoa phú quý chẳng tồn tại dài lâu, hãy gấp đi theo diệu pháp niệm Phật để khỏi bị trầm luân. Đơn giản vài chữ vậy thôi, công hiệu lớn. Mạng người vô thường, mà thường con người họ không thấy họ vô thường, bệnh hoạn gần chết rồi họ kêu ô sao vô thường dữ ta, lúc đó muộn. Mà bây giờ họ nhận chân được cái vô thường rồi, rồi bắt đầu họ sẽ làm gì? Họ sống an vui với cái vô thường và họ trở về với cái chân thường là cái tâm thanh tịnh của họ. Thì đây mới đây gọi là chân thường. Và con người thông minh đó cũng phải bị vô thường. Mà thông minh thì không cự lại nỗi nghiệp lực. Lúc chết là hải hùng sợ hãi,
giận hờn tức tối, rồi quỷ sứ nó tới nó dắt đi là không thể nào cự lại nổi. Cho nên thông minh vẫn không cự lại nổi nghiệp lực đó. Phú quý không thoát khỏi luân hồi, vinh hoa phú quý khi chết rồi không lấy cái tiền đó để mua mình làm người lại, hoặc mình sanh cõi trời, đọa là phải đọa. Mà thường phú quý vinh hoa là có phước là hay tạo nghiệp, có phước là có tiền của rồi, ai cũng đi đâu, đi xuống biển ăn cua ghẹ rồi hưởng phước tạo nghiệp, đúng không? Nó hưởng phước là tạo nghiệp ha. Con người ở cõi này nè, cõi trời nè, cõi Atula là ba cõi đó là vô để hưởng phước, rồi tạo nghiệp xấu ác ra để bắt đầu vô địa ngục ngạ quỷ chúc sanh để trả quả xấu ác đó. Nó cứ xoay quần như vậy hoài. Tuy rằng mình nghèo đúng không, nhưng mà cũng đang hưởng phước. Hưởng phước không con súc vật, con thú nó đâu có thể nào giống con người được đâu. Đã vào cõi người, cõi Atula, cõi trời là đang hưởng phước đó. Ba cõi này là hưởng phước, mà thường hưởng phước là tạo nghiệp, chứ ít có ai mà gì hưởng phước là tạo ra phước, hoặc là bớt giảm đi cái hưởng phước để cho người khác hưởng, tạo được tịnh nghiệp, tạo được cái phước báu để mình hồi hướng về cực lạc. Ít ai họ tin lắm, nghe hiểu đúng không? Cuộc đời nó là vậy, cho nên họ đọa lạc là nhiều lắm bói nói đó. Bây giờ quý vị coi đi ăn một cái đám cưới được bao nhiêu cái bàn ăn chay, mình ăn chay người ta mỉa mai, người ta còn cười mặt mình nữa, kêu đồ ngu, giống như bò trâu ăn rau cỏ thành bò trâu hết. Họ không có hiểu được cái đạo lý, họ không có hiểu gì một cái việc mà tích phước ăn chay tu hành, cho nên thành ra người này đáng đọa, đáng đọa. Ngài khuyên nè, nếu mà mạng sống vô thường rồi phải lo liệu trước, chứ đừng có để sanh tử là lúc mà mình chuẩn bị chết rồi mới lo liệu là không kịp đâu. Nghiệp nó đoạt mất hết đi những cái việc mà mình ra đi. Đại sự sanh tử cần phải lo liệu sẵn, nếu đợi đến lúc ra đi, tức là lúc lâm chung mới tu, mới lo, chỉ sợ bị nghiệp đoạt mất đi. Nghĩa là ngay cái lúc còn sống này mình không lo ăn chay, không lo niệm Phật, không lo tích phước, không lo tu hành. Rồi cái lúc lâm chung mình muốn để mà sống lại làm người hoặc ra đi an lành không được, do cái nghiệp xấu á, nó làm cho tâm mình bất an, làm cho tâm mình sợ hãi, làm cho cái tâm mình phải nói là bị đọa lạc đi, cho nghiệp lực nó đoạt mất đi cái chí hướng để làm người hoặc về cõi trời hoặc là vãng sanh về cực lạc, đoạt mất cái chí hướng. Cho nên là ra cái cận tử nghiệp là cái cực kỳ nguy hiểm. Vừa rồi đây có bà cụ Hà Nội, bà này kỳ tích, chúng tôi mới lên làm một cái đoạn phim trên đó, mới lên làm một cái đoạn phim trên đó, mới lên làm một cái đoạn phim trên đó, mới lên làm một cái đoạn phim trên đó, mới lên làm một cái đoạn phim trên đó, mới lên làm một cái đoạn phim trên đó. Đó. Cho nên có hai cách mà để nuôi dưỡng được thọ mạng. Thứ nhất là phát tâm rộng lượng, cúng dường, trai tăng, phóng sanh, kiên giết, ăn chay. Đó là cái công đức của tu tạo lợi tha. Phải làm cái điều này. Và gặp vật là phải cứu nó liền, gặp người phải thương người liền, giúp đỡ người liền. Thì đó là cái cách tu tạo để tích lũy cái âm đức công đức lợi tha. Bên cạnh đó phát tâm niệm Quan Âm Bồ Tát, mà Bồ Tát Quan Âm có cái hạnh nguyện là ai muốn trường thọ thì niệm Nam Mô Quan Âm Bồ Tát được trường thọ, ai muốn phú quý là giàu có niệm Quan Âm Bồ Tát được phú quý. Thấy nghe lạ hả? Phú quý là giàu có phải không? Hôm bữa có một cô Phật tử, cô lên cô cúng dường trai tăng, đáng lẽ tuần trước có nói cái câu chuyện này rồi mà không đủ thời gian. Nghe Bồ Tát Quan Âm phát Bồ Đề Tâm dõng mãnh, người nào mà phát Bồ Đề Tâm dõng mãnh đó nha, niệm danh hiệu Bồ Tát Quan Thế Âm thì người này cầu phú quý được phú quý. Cái cô đó của làm ăn bị thất thoát, rồi trở ngại trục trặc gia đình lộn xộn rối beng, thì có nguyện Bồ Tát Quan Âm gia hộ cho con nghe thầy nhàn nói cái ngày lễ vía Quan Âm là niệm Quan Âm Bồ Tát, cầu trường thọ được trường thọ, cầu phú quý là cầu giàu có là được giàu có. Thì cô phát Bồ Đề Tâm của niệm Quan Âm Bồ Tát và sáng tối cổ trì đủ 108 miếng đại bi. Cô này hơi cười khôi, tại nhà mà vẫn đủ 108 miếng đại bi, lấy cái máy của chúng tôi tặng á, là cô mở ra cổ trì tụng. Thì hàng ngày cô thường xuyên cổ niệm Quan Âm Bồ Tát, bắt đầu làm việc gì là có trúng bánh việc đó. Và khi mà cổ nghèo thì cổ túng thiếu, cổ nợ nần đến 1 tỷ mấy luôn. Sau đó rồi cổ phát tâm cổ niệm Quan Âm Bồ Tát thì cổ nói sao biết trong người nó mát mẻ, nó dễ chịu. Buôn bán lúc trước là đáng lẽ người ta hỏi không mua là mình bực bội, mình chửi bới, mình khó chịu không? Bây giờ người ta không mua thôi cũng vui vẻ cảm ơn người ta đàng hoàng. Cổ vui vẻ, cổ hoan hỷ, trong lòng nó mát mẻ do cổ niệm Quan Âm trì thần chú để bi. Cho nên thành ra ai cũng thấy cổ mặt mày hoan hỷ sáng sủa, ai cũng tới mua đồ của cổ từ từ trong mấy tháng sau. Trả hết 1 tỷ còn dư mấy trăm triệu nữa.
Có phải là từ nơi tâm của mình an vui rồi mình niệm danh hiệu Bồ Tát Quan Âm có phước báu không? Đúng. Nếu một thời lễ lạy cúng dường Bồ Tát Quan Âm, một thời lễ lạy niệm thần chú Đại Bi, một thời lễ lạy niệm Phật A Di Đà tụng kinh, công đức này thù thắng bất khả tư nghì, chỉ có Phật cùng Phật mới có thể thấy được thôi. Chúng sanh khó tin vô cùng. Đó. Thì cô này cô lên cô cúng dường cái phong bì, cô không lật ra coi, thì cô đưa nhiều bỏ trong túi vậy thôi. Cô nói cảm ơn thầy, khi mà con trả nợ xong còn dư mấy trăm triệu, con xin xây cái thất tại nhà, có miếng đất ông chồng ông không cho, ông kêu tu mà cất chùa cất miễu cất thất trong nhà nó xui lắm thôi, ông cũng không chịu. Rồi cô rồi con nguyện tiếp với Quan Âm, con kêu khi nào mà ông đồng ý đủ duyên rồi con lên con coi chỗ nào mua miếng đất hoặc mua cái nhà gì đó ở gần chùa thầy con niệm Phật giảng sanh, mà con nghĩ chắc chắn là Bồ Tát gia hộ cho con sẽ được. Bởi vì cái mà con thấy là linh nghiệm đó là nợ cả tỷ mà con trả hết mà còn dư tiền nữa, thì con thấy cái công đức niệm danh hiệu Bồ Tát Quan Âm, đặc biệt ngoài cái việc mà mình niệm danh hiệu Bồ Tát Quan Âm nó có cái công đức gia trì đó, thì nó làm lại, nó hỗ trợ cho cái tâm của mình nó được an vui, mà chính cái tâm an vui nó sanh ra cái phước báu. Cho nên cái người mà bực bội tức tối nhăn nhó cãi cọ bất hiếu cha mẹ rồi sừng sổ với người khác nóng nảy thì người này lúc nào cũng gì gặp xui. Xui đó không phải ông trời ông ban đến cho mình, mà chính mình hành tâm trạng đó là tâm trạng xui xẻo, tâm trạng đó là tâm trạng mà hết phước báu, chết yểu chết non. Nhớ chỗ này không ạ? Phải hiểu chỗ này và tin tưởng cái điều này mà chúng tôi nói. Cái phước báu của ngũ phước lâm môn, thứ nhất đó là sống lâu, thứ hai đó là giàu có, thứ ba là bình yên khỏe mạnh, thứ tư đó là ham chuộng phước đức, thứ năm đó là chết tốt lành. Ấn Tổ hay nhắc đến cái ngũ phước lâm môn này. Mà ngũ phước lâm môn này không phải là ai mang đến tự bên ngoài mang đến tặng cho mình may rủi đâu, mà tự thân mình phải tạo. Cho nên thành ra cuộc đời người ta không có hiểu nhân quả, người ta sống trong mờ mịt tội ghê lắm. Người ta thấy người đó làm ăn giàu có, tự nhiên người ta nói sao? Trời hên quá, tự nhiên ông trời hay là ông thần nào đó hoặc là thánh thần gì đó hoặc người này gặp may quá ta. Không có hiểu được cái nguyên do là họ tạo cái phước rồi. Họ làm ăn giàu có, họ biết phát tâm cúng dường, mà đời này không cúng dường, không có làm phước cái đời trước có. Họ hưởng thừa cái phước mà họ đã làm, họ gieo, chứ không phải bỗng không. Khi mình hiểu nhân quả rồi mình thấy mình nghèo phải không? An phận trong nghèo, bởi vì do đời trước và đời này mình không biết làm những cái pháp cúng dường, thương người thương vật, mình không có làm điều này cho nên mình nghèo. Biết rồi an phận thủ thường, bây giờ từ giờ trở đi bắt đầu mình phát tâm dõng mãnh tinh tấn để tạo phước báu. Cho nên ra Đức Phật là lưỡng túc tôn, đầy đủ hai cái tôn quý nhất, đó là phước đức và trí tuệ mới thành Phật được. Nhiều lúc mọi người nói rằng tu khỏi cần phải tạo phước, đóng cửa ở trong đó tu là được rồi. Một thời gian không ai cúng, thiếu phước không có gạo ăn. Có một cái vị đó hỏi Hòa Thượng Tịnh Không, tôi không tin nhân quả đâu, tôi không tin cái chuyện cảm ứng mà cầu được ước có đâu. Cái Hòa Thượng hỏi lý do làm sao vậy? Khi hôm trước giờ tôi cầu cái tủ lạnh mà tôi cầu hoài không có. Còn cái rồi Hòa Thượng Tịnh Không hỏi là thầy ở với ai? Kêu tôi ở con mình à. Hòa Thượng Tịnh Không nói thầy ở mình cầu không có, đúng rồi, mình thầy đâu cần tủ lạnh chứ đâu. Mua bữa nào ăn bữa đó là được rồi, với hai thầy sống một mình thầy cầu cho thầy không có đâu. Thầy phải cầu vì chúng sanh cho đại chúng kìa, rồi bắt đầu thầy ở trong đại chúng đó thầy hưởng. Chứ thầy cầu cho thầy không có là đúng rồi. Cái đạo lý nhân quả không có thâm. Cho nên để ý coi, người phụ nữ nào đó mà hiếu thảo với mẹ chồng, lo lắng cho chồng, không có xe xua hưởng phước, không có cầu về cho bản thân mình nhiều đó nghe, thì con người này được hạnh phúc và tuổi thọ người ta kéo dài và cuộc đời về già người ta sẽ sung sướng, bởi vì người ta có tích phước mà. Đó mà. Đó. Thì cái phước báu thọ mạng là quan trọng nhất. Lắng nghe cho kỹ nè. Cho nên thành ra cái đợt nào cúng trai tăng của quý vị, chúng tôi cũng phát tâm để mà phóng sanh hết. Ngoài cái việc phóng sanh đó là tích lũy một phần đó để nuôi các cụ già, rồi đem cái ẩm thực cúng dường đó đó, đem cái đồng tiền đó cũng như ẩm thực hôm nay đó đó, là cúng dường cho chư tăng trên đó, và để toàn bộ đại chúng hôm nay về cổng tu ăn miễn phí, không có tính tiền. Chúng tôi tin tưởng cái phước báu mà nấu đồ chay cho người đó ăn, người ta vui vẻ hoan hỷ để người tu hành, cái phước báu này lớn. Vậy cho nên ra trong tất cả các phước báu mà để mà tích lũy cái phước báu mà cho thọ mạng kéo dài, đây là quan trọng.
Nếu quý vị có của cải vật chất giàu có, quý vị có trí tuệ sáng suốt, gia đình hạnh phúc, quý vị chết yểu, quý vị hưởng được gì không? Không. Thấy chưa? Như vậy mình cần phải thọ mạng kéo dài. Cái này là cái nền tảng quan trọng. Rồi mình mới làm được cái gì thì làm. Mà muốn được cái nền tảng thọ mạng kéo dài, sống lâu á, thì mình phải gì? Ăn chay trường. Chỗ này quan trọng. Có một số người không bằng lòng với chúng tôi chỗ này, nói rằng thịt cá người ta bán bao nhiêu người ăn cũng vậy thôi chứ có gì đâu. Họ không hiểu được cái đạo lý nhân quả. Khi mình ăn thịt vào, có vay phải có trả. Vay ít trả ít, vay nhiều trả nhiều. Vay là mình ăn á, mà không vay không ăn không trả. Trả là làm sao? Trả là đến cái lúc mà mình bệnh hoạn, mình đau đớn, không ai đâm chém chặt mình, mà tự nhiên nó đau đớn trong ruột, trong gan, trong người, nó bầm dập phải vô bác sĩ rồi gì, ruột thừa nó phải cắt, nó mổ, bao tử, đủ thứ. Đó là một loại trả của nghiệp báo đấy. Mà mình không hiểu, mình kêu ô chuyện đó chuyện đâu bình thường, không phải đâu. Nó có nguyên do của nó đó. Sao có những người, người ta sống suốt cuộc đời không mổ cái gì hết trơn, không mổ ruột thừa, không mổ bao tử, không đau đớn một cái gì, mổ xẻ. Còn mình mới có hai mấy tuổi mổ tùm lum hết trơn rồi. Nó có cái đạo lý nhân quả trong đó mà mình không hiểu. Cho nên muốn sống bình yên, chết an lành, làm ơn làm phước ăn chay giùm đi. Làm ơn làm phước kiên giết, khuyên người kiên giết đi. Có đồng tiền đó mình bớt xài ra mua cá mình thả. Hôm bữa vừa rồi đây cô Lợi Hà Nội có phát tâm 10 triệu phóng sanh. Cái buổi giảng hôm đó không biết sao tự nhiên lâu quá rồi không phóng sanh, chúng tôi cảm được cái điều phóng sanh chúng tôi nói. Và có một cái cô đó, cô nói 20 tháng 3 âm lịch cổ cũng làm cái lễ phóng sanh giống y chang như cô Lợi Hà Nội. Rồi một bà cụ ở đây bà cũng tích lũy được 10 triệu, mới hôm qua cũng làm được cái lễ mà chúng tôi bận lên ban tôn giáo có công việc đất đai trên chùa cho nên không có trực tiếp để giảng. Bởi vì hôm nay giảng rồi cho nên hôm qua chúng tôi nói thì mình chỉ làm lễ phóng sanh thôi. Cho nên thành ra khi mà làm một cái lễ phóng sanh như vậy đó thì bao nhiêu người, một đồng tiền đó thay vì mình xài cho bản thân mình mua áo mua quần ăn uống thịt thà mình xài nó hết phải không, mà cái công đức phóng sanh đó bao nhiêu người hưởng luôn, và không những người sống hưởng mà người chết cũng được hưởng luôn, thù thắng. 10 công đức phóng sanh bất khả tư nghị. Cho nên tổ sư Ông Quang ngài nói cái việc mà kiên giết ăn chay phóng sanh đây là một loại phước báu của ngũ phước lâm môn, thọ mạng kéo dài cực kỳ quan trọng, người tu sĩ cần cũng phải có làm. Cho nên thành ra có một số các vị thầy không đủ phước duyên, và một chúng tôi xin không dám nói tên, mà một số các vị thầy bác luôn cái chuyện phóng sanh. Tiền để mà đem cho người nghèo hoặc lo cho gia đình, lo cho con người, cho mua con cá thả ra làm gì, người ta bắt lại đủ kiểu để mà họ bác cái chuyện phóng sanh. Mà trong khi đó là Đức Phật nói 10 công đức phóng sanh, họ bác lời của Phật. Cho nên thành ra tà sư thuyết pháp cho các sông Hằng, quý vị lớ sớ mà lên trên mạng coi họ mà mình không có vững tín tâm là bị cuốn theo đó liền. Bây giờ thôi, trên mạng biết bao nhiêu người giảng, lẽ dĩ nhiên mỗi người có mỗi cái cách thuyết giảng của họ, nhưng mà hầu như họ tự phát lên, họ nói theo ý nghĩ của họ chứ không theo một cái hướng đi nhất định của Phật hoặc của các vị tổ. Họ chạy hết trơn những cái ý nghĩ của Phật, họ làm thời đại hóa hết, nguy hiểm vô cùng, nguy hiểm. Cái thứ nhất là ngũ phước lâm môn, là cái phước thứ nhất đó là sống lâu. Cái chỗ này đại chúng nên lưu tâm. Ngoài cái việc ăn chay rồi, mình còn phải có cái phương cách để sinh hoạt cho khoa học một chút. Mà hôm trước Giác Nhàn nói, ba Giác Nhàn mà ổng 73 tuổi bị suy tỷ, cuối cùng ông cụ này sống đến 82 tuổi, mà bà cụ mẹ của Giác Nhàn cũng vậy. Sư cô Liên Phương cũng sống thọ 83 tuổi, rồi ông cụ cũng là 82 tuổi. Họ có cái cách sống của họ, những người xưa họ có cách sống của họ. Mà cái cách sống của ông cụ mà Giác Nhàn ở bên cạnh đó là ông ngủ sớm, không khi nào quá 8 giờ. Chúng ta hôm nay thì 8 rưỡi, 1 giờ rưỡi dậy cho ông cụ là 8 giờ hoặc là 7 giờ mấy ông lên giường ngủ rồi. Ngủ sớm cực kỳ quan trọng, tốt cho bộ não và sống thọ. Thứ hai ông đi bộ. Cái dốc đó ông đi lên đi xuống, đi lên đi xuống, ông đi bộ. Đi bộ thiệt là nhiều. Uống nước lọc thôi, chứ qua bên chúng tôi là không còn uống bia uống rượu gì nữa rồi. Và ai cho đồng nào đó có thì ông gì? Đem đi phóng sanh. Rồi đi lên đi xuống ông niệm Phật. Có gì khác không? Có gì cao xa không? Có gì mà gọi là cao siêu lắm không? Niệm Phật, ăn chay, phóng sanh, đi bộ, ngủ sớm. Vậy mà sống thọ. Vậy mà chuyển cái bệnh suy tỷ ung thư máu 73 tuổi mà kéo dài được 9 năm đến 82. Đây là sự thật. Đây là sự thật. Nhân vật này là sự thật.
bố Giác Nhàn là Giác Nhàn ở chung với ông cụ, nên cái những cái ý niệm này rất quan trọng nha anh em. Để đó là cái cách sống thọ mà hôm nay Giác Nhàn nói. Sống thọ đó là một loại phước nằm trong ngũ phước, mà phước thứ nhất gọi là sống thọ hay gọi là trường thọ. À, cái thứ hai là phú quý là giàu có. Người biết bố thí cúng dường, phóng sanh, lấy đồng tiền mình ra để phóng sanh cứu mạng, người này gọi là tài thí. Rồi quý thầy quy y Tam Bảo sám hối nghiệp chướng cho nó và niệm Phật cho nó nghe và nói pháp cho nó nghe là bố thí pháp cho loài súc sanh đó. Vô y thí là đáng lẽ nó sợ hãi, nó chết trong thời gian ngắn ngủi, chuẩn bị là nó chết, mà mình mua cái chết đó là công đức vô y thí. Đây mới là công đức kéo dài thọ mạng. Và đây cũng là công đức mà phú quý là giàu có. Cho nên thành ra có một số quý Phật tử hay hỏi vì sao lúc trước mà thầy nghèo quá, chừng năm 2000 đến 2007 mà coi như là gạo không có nấu, đi mua thiếu lên thiếu xuống, bình ga lúc đó có 80.000 mà cũng không có tiền mua, mà lý do gì bữa nay hôm nay nuôi mấy trăm cụ rồi quý thầy đồ ở trên này sinh hoạt, nhiều lúc xây dựng nữa, vì sao có được cái đồng ngân này, có được cái đồng tiền này, bí quyết chỗ nào? Hôm nay Giác Nhàn nói với quý vị nghe về cái phước báu để mà mình giàu có, lắng nghe. Chỗ này là kinh nghiệm thực tế, lắng nghe kỹ. Phước báu mình có 500.000 mỗi chủ nhật bắt đầu phóng sanh. 2007 bắt đầu mới làm được chuyện này đó. Rồi có được đồng tiền đó, bắt đầu mới in băng, in đĩa, mua kinh, mua sách, mua tượng tặng cho người ta. Không gom cái đồng tiền đó, gom tích lũy từng chút xây cái chùa to đùng lên. Không, chưa làm chỗ này, không làm chuyện này. Cái đó là cái ngọn, không làm, chưa làm. Bây giờ phải tích lũy âm đức cái gốc chứ. Cái gốc đó là phóng sanh, cái gốc đó là 10 công đức in kinh tạo tượng, cái gốc đó là nuôi dưỡng các cụ già để họ yên ổn đó, họ tu. Đây là phước đức bậc trung. Và nuôi cho họ và nói cho họ nghe pháp môn tịnh độ để họ vãng sanh Tây Phương, đây là phước báu bậc thượng. Còn đem tiền tặng cho những người mà lúc mà họ bị ngặt, tức là họ bị lũ lụt đó, thì cứu cho họ như vậy trong một thời gian nhất định nào đó để họ qua cái cơn hoạn nạn đó, thì phước báu đó gọi là bậc hạ cũng phải làm. Phước báu bậc hạ này cũng phải làm. Mà phước báu bậc trung mà nuôi các cụ già, chút đó chẳng nhà đâu có nghĩ có khả năng phước báu, có tài trí gì đâu mà có thể là nuôi các thầy hoặc độ các thầy đâu. Không có nghĩ đến điều này. Nghĩ rất là thấp. Như vậy mà từ từ nuôi các cụ già, có đồng nào tích góp nuôi các cụ già, các cụ mà mất ha, con cái bỏ thì gì, lo quần, lo áo, lo ăn, lo uống, lo bệnh, lo hoạn. Hôm nay chúng ta không phải kể lễ khoe khoang, mà nói cái cách để cho những người là quý thầy và các Phật tử nên tích lũy âm đức. Đừng vội vàng xây nhà cửa lớn, đừng vội vàng lo cho bản thân mình nhiều xe cộ và giống như cái cây để cứ hưởng trái chứ không có bón phân tưới nước cái gốc. Cái cây muốn ra trái nhiều thì gì? Bón phân tưới nước cái gốc thì trái nó tự ra. Còn mình quên bón phân tưới nước cái gốc mà cứ hái trái ăn hoài thì nó gì? Cái cây nó khô nó chết. Bản thân của mình phước báu không bao nhiêu mà cứ lo làm sao có tiền. Làm sao mà để mà những cái tiện nghi tốt nhất đến với mình. Không bao giờ nghĩ đến cái chuyện lợi tha, lợi ích chúng sanh. Không bao giờ nghĩ đến cái chuyện để mà lợi ích cho quần chúng. Thì giống như mình hái trái hoài là hết trái mà cây không ra nổi nó chết. Hưởng phước hoài trong mạng có bao nhiêu môi ra hết để hưởng rồi gì? Rồi hưởng phước bất khả hưởng tận. Nếu mà hưởng tận hết rồi thì gì? Đi ăn mày. Đây là cái bí quyết của sự thành công. Mua cuốn sách bên ngoài nó nói gì? Bí quyết của thành công đem về đọc làm không được. Cái đó là chuyện đó của ổng. Còn ổng làm được. Tự nhiên ổng làm cái nghề đó ổng thành công. Ổng nói đủ thứ trong đó hết trơn. Mà trong cuối cùng cái gốc là trong mạng ổng có tài. Mà trong mạng mình không có tài, mình bắt chước thì ổng làm không xong. Thấy chưa? Mà cái phước báu này quan trọng. Phú quý ai cần không? Cần chứ. Mà biết cần trong cái thời điểm nào? Từ lúc 50 tuổi trở lên, ngũ thập tri thiên mạng, lúc đó có tiền trong tay rồi mới biết mình làm gì và không nên làm gì. Còn nếu mà dưới 50 tuổi thì có nên làm phước lợi ích chúng sanh đi. Đây là bài học của chúng ta, cực kỳ quan trọng. Bởi vì chưa đến 50 tuổi là lời Thánh Hiền nói là ngũ thập tri thiên mạng. Mà chưa đến 50 tuổi thì mình chưa biết thân mạng, thân tâm và hiểu biết của mình nên làm gì và không nên làm gì. Làm đôi khi dễ trật,
cần phải hỏi những người đi trước. Muốn không cập thì cứ lợi tha vì lợi ích chúng sanh đi. Rồi tự nhiên khắc trong mạng mình nó có rồi ha. Giống như cái gốc mà mình làm cho nó vững rồi, bón phân tưới nước cho tốt rồi là cây coi như nó ra trái hoa, mình hái ăn không hết. Kêu nó đừng ra nữa, đừng ra nữa, nhưng mà nó cứ ra. Người cứ thương người, thương vật, phóng sanh, ăn chay, tu hành, tích đức. Nó đừng có tiền tới nữa, đừng có tiền tới nữa, mà nó cứ tới. Hiểu chỗ này không? Bí quyết của sự thành công, giàu có ở chỗ này, đó là cách sống của một con người thánh hiền. Bên cạnh đó họ tích lũy âm đức, có phước họ không muốn hưởng cho bản thân họ nhiều, họ đem cho người khác hưởng. Cái chỗ này là cái chỗ bí quyết. Và cuộc đời trải nghiệm của Giác Nhàn là trong một cuộc đời này, chứ không phải là đời trước hoặc đời sau nữa đâu, mà trong cuộc đời này, trời ơi, nó quá trời thiếu thốn luôn. Quá trời thiếu thốn, từ 2000 đến 2007 là quá trời thiếu thốn. Mình biết rồi, bây giờ mình không có thể nào có một chút phước là mình làm cho nó thêm để mình hưởng, mà phải cho người khác hưởng để đắp cái nền móng cho vững, thì người này phú quý sẽ đến với họ. Bên cạnh đó chịu khó niệm Quan Âm, giống như cô hồi nãy Giác Nhàn kể đó, chịu khó niệm Quan Âm thêm đi. Tâm nó sẽ thanh tịnh an vui. Mà khi tâm thanh tịnh an vui rồi, bắt đầu nói gì? Nó thích đi làm phước, nó thích cứu người, thương vật. Nhất là cái tâm Bồ Tát Quan Âm mà đi vào trong cái tâm của con người mình, cái hạnh nguyện Bồ Tát Quan Âm mà đi vào cái hạnh nguyện của mình, thì nó thay đổi tâm tánh mình nhanh. Ngũ phước lâm môn. Thứ ba là bình yên khỏe mạnh. Khi mà có phước báu, khi mà người này, người ta sống lâu được rồi đó ha, thì cuộc sống họ rất là yên ả, ít có khi nào bị trắc trở, trở ngại. Bây giờ cái phước báu nó bảo bọc cho cuộc sống của họ, ít có gì lên đên gặp gờn lắm. Ổn định, cuộc sống họ rất ổn định. Họ nghèo họ sống theo nghèo, họ giàu họ sống theo giàu, nhưng mà họ gì, luôn luôn họ tích lũy cái phước báu, cuộc sống họ rất yên ả. Quý vị coi lại đi, quý vị coi kỹ lại đi, có nhiều người giàu có, tỷ phú, đủ thứ của cải vật chất có, nhưng mà lúc nào cũng đau khổ, tâm bất an, rồi công việc làm ăn trở ngại, rồi nó cứ bấp bênh, nó quằn chịu không nổi, không được bình yên. Mà tâm không được bình yên thì bắt đầu bệnh xảy ra thôi, làm gì có khỏe mạnh, đúng không? Những cái phước này quan trọng nha, nhớ nha, cái này quan trọng cực kỳ ạ. Rồi, cái thứ tư đó là ham chuộng đức hạnh. Họ thấy người có đức hạnh là họ gì? Họ muốn bằng. Họ thấy người không có đức hạnh, người tệ bạc, họ không có chê bai, chỉ trích. Họ ưa chuộng người có đức hạnh. Mà Phật là người có đức hạnh nhất trong tất cả các người. Và có đức hạnh các vị trời thì Phật là có phước nhất hơn tất cả các trời. Đặc biệt Đức Phật là một vị có đức hạnh thù thắng, mà mình thành tâm xưng niệm danh hiệu Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, mà đảnh lễ bậc nhị túc tôn có đức hạnh này giống như nhiễm hương á, thì cái đức hạnh đó sẽ đi vào trong con người của mình. Cho nên 10 công đức lễ Phật là vậy. Tôn kính Phật, mình đảnh lễ Phật thì cái công đức này rất là thù thắng, gọi là gì? Ham chuộng đức hạnh. Và cuối cùng cái phước báu thứ năm là chết tốt lành. Khi họ chết tốt lành là sao? Khi lúc ra đi thì gia đình của người này biết ăn chay làm lành phước báu. Rồi nếu gọi đời á, thì gia đình của họ là sẽ mời thầy đến để mà liệm cúng kiến. Rồi họ sẽ xây mồ, hoặc giả là họ sẽ làm cho cái người sống và người chết này rất là yên ổn, và sắc diện họ rất là an vui. Thường những người mà có sống được bình yên, ham chuộng đức hạnh, rồi giàu có, sống lâu, có ngũ phước á, thì lúc lâm chung gương mặt của họ rất là hoan hỷ. Coi như là gương mặt của họ nhìn đẹp mà hoan hỷ vô cùng, thì gọi là chết tốt lành. Còn cái người mà tâm bực bội, tức tối, rồi giận hờn, không biết tích phước, không biết ăn chay, thì lúc lâm chung nhìn gương mặt họ dữ dằn. Có nhiều người mà họ kể lại mà chết rồi mà đắp mền rồi mà dở cái mền ra, hoặc dở cái mền quang minh ra, mà nhìn gương mặt là thôi không dám nhìn, trợn mắt le lưỡi. Có nhiều người đã mất rồi mà học máu ra, nó nhìn nó kinh khủng luôn. Do bình thời họ không có tích ngũ phước này, cho nên lúc lâm chung họ rất là kinh hồn khiếp vía. Hiểu không ạ? Cho nên thành ra là ngũ phước này, tổ sư Ấn Quang nói nên phải tích giữ. Mà khi có ngũ phước rồi là nó bảo bọc thân tâm của mình, sống thọ yên vui, giàu có, khỏe mạnh, ham chuộng đức hạnh và chết được an lành. Đây là ngũ phước. Đặc biệt của một con người, nếu không tích ngũ phước thì con người này sống sẽ rất là đau khổ.
Thì cái việc mà hôm nay Vấn Nhàn nói đến cái ngũ phước đó, thì Tổ sư Ấn Quang có khai thị về cái việc đó là mạng sống vô thường. Mạng sống mình chỉ qua một cái hơi thở, nếu mà hít vô mà không thở ra thì con người này chết hết một đời. Cho nên thành ra Ngài răng nhắc mạng sống vô thường. Cái đoạn này trong văn sao Ngài có nói, chút xíu nữa Vấn Nhàn có nói đoạn này. Bây giờ nói đến cái mạng sống vô thường qua hơi thở. Con người mình sống ở cõi này khi sanh ra đó, thì từ nhỏ rồi bắt đầu nó lớn từ từ. Mà có những người họ có phước báu, họ sanh ra họ lành lặn. Quý vị đang ngồi dưới đó mà có mắt nhìn thấy được, tai nghe, miệng ăn được, rồi thân thể mạnh khỏe, thì người này có phước báu đời trước, cho nên sanh ra thân thể không bị tật nguyền, thì là một cái phước báu của ngũ phước đó. Nhưng mà họ không biết xài cái ngũ phước, họ đắp thêm cái ngũ phước, họ tích lũy ngũ phước đó, mà họ trái lại họ phá hủy cái ngũ phước đó. Họ ăn thì họ ăn thịt chúng sanh, họ nói bậy, họ nói hổ, họ nói làm cha mẹ đau khổ, họ nói cho người khác để mà hả giận, thì họ mất đi cái phước của cái lời nói. Cho nên thành ra đời sau hoặc trong đời này có nhiều lúc họ bị ngọng, họ bị trở ngại về cái âm thanh, xài hết cái phước của âm thanh. Mắt của họ đáng lẽ nhìn Phật, đảnh lễ Phật, hoặc nhìn những cái điều mà thiện thư tốt, họ đem nhìn đi cái chuyện bậy bạ xấu xa, cho nên hết phước con mắt, bị mù sớm hoặc giả bị cận, bị đuôi gì đó, hết cái phước của con mắt. Đúng không ạ? Rồi cái gì nữa? Thêm cái thân họ đáng lẽ lành lặn, phải không? Rồi cuối cùng gì? Họ không biết hưởng cái phước của cái thân của họ. Rồi họ gì? Họ xài hết cái phước là gì? Tà dâm quá độ. Dẫu vợ chồng họ không biết giữ cái thân của họ, cuối cùng gì? Bệnh mà chết luôn cũng có. Nó có người mình không có biết cái tích phước, không học lời Thánh Hiền để tích phước, toàn là hưởng phước mà phá luôn nữa chứ. Phước đâu mà chịu cho nó. Đó. Thì mạng sống con người nó mong manh như chỉ mành treo chuông, quý vị để coi. Trời, nghe ông thầy bạn, ông vừa lái Honda, ông đi ngang tới, qua khỏi cái bến xe tỉnh Lâm Đồng mình, bến xe trên thành phố, vừa qua khỏi xong cái tự nhiên mặt mày tối thui, xe té cái rầm cái chết. Quý vị thấy không? Quý thầy, vậy mà đôi khi cũng gì, cũng gặp nạn. Cái mạng sống mình nó mong manh như cái cọng chỉ mà nó mỏng lét, mà nó treo cái chuông thiệt lớn. Bởi vì mình không có ngũ phước để bảo bọc, cho nên là nó chết một cách quá dễ dàng luôn. Còn người sanh ở cõi Tây Phương Cực Lạc, hoa nở ra, họ thấy Phật, họ ngộ vô sanh, họ bên cái cảnh giới bên đó, không bị xe tông, không bị đói khát mà chết. Mà họ đi bằng thần thông chứ không cần xe nữa, thần túc thông, họ vận động đi cõi này đến cõi nọ luôn, chứ không phải ở đây mình đi tỉnh này qua tỉnh nọ mà phải dùng phương tiện xe, bất tiện vô cùng. Cho nên đang nghĩ đến Tây Phương Cực Lạc, đối chiếu vào cõi này, mà người nào tin tưởng là họ gì? Sống đây tạm bợ, họ tích lũy phước đức để họ về bên đó. Cái chỗ này quan trọng. Không phải nói chuyện bánh vẽ đâu, có sự thật đó. Nhiều người về rồi đó, về cũng không khó đâu. À. Như vậy hôm nay mình biết rằng là mạng sống của mình vô thường, mong manh như chỉ mành treo chuông, thì phải biết cách để mà bảo vệ cái mạng sống mình bằng cách tích ngũ phước là phóng sanh, ăn chay để thọ mạng kéo dài, và kiên giết và thương loài động vật hoang dã. Và muốn giàu có thì phải bố thí cúng dường, đừng có vơ vét vô bản thân mình nhiều quá. Nhớ cái chỗ này là cái bí quyết của Thánh Hiền mà họ có phước báu, họ thành tựu. Lúc nào họ cũng nghĩ để mà giúp cho chúng sanh, lúc nào họ cũng muốn làm một cái gì đó lợi ích cho chúng sanh, thì người này bắt buộc phải có phước. Còn những người mà lúc nào họ cũng nghĩ phải làm lợi ích cho họ, lúc nào họ cũng muốn vơ vét cho họ một chút xíu phước báu họ cũng không biết làm, thì người này từ từ sẽ nghèo và bằng cùng. Dẫu cho họ đang giàu, phước thừa đời trước có, nhưng mà cũng phải nghèo đó. Do họ nghĩ riêng tư cho họ không, nghĩ cho mình không, không có một ý niệm gì mà nghĩ cho gia đình, để là cho chúng sanh, thì phước báu người này làm gì có. Họ nghèo từ chỗ này đó. Cho nên đây là cái bài học kinh nghiệm sống của Vấn Nhàn. Gặp một người đó là gì? Không có nghĩ là họ phải cúng cho mình, mà gặp họ là phải gì? Nói pháp cho mấy, và hỏi họ có chuyện gì ông, tạo điều kiện giúp đỡ. Cái chỗ này là chỗ quan trọng. Giao tiếp đừng mong lợi mình, vì mong lợi mình thì hắc ám tâm trí, và giao tiếp đó có ý mưu đồ, và giao tiếp này sẽ tổn phước. Mà giao tiếp là muốn làm sao lợi ích cho họ, thì tự nhiên cái lợi mình có. Cho nên nhà tích phước điều vui có thừa là vậy đó. À.
Khi Đức Phật còn tại thế hỏi tất cả các vị tỳ kheo mạng sống con người sống bao lâu, thì có các vị tỳ kheo mới nói: bạch Đức Thế Tôn, mạng sống con người 100 năm. Thì thời Đức Phật là tuổi thọ 100 năm. Thì một số các vị tỳ kheo nói rằng là bạch Đức Thế Tôn là 70 năm cuộc đời là một mạng sống con người. Đức Phật cũng lắc đầu kêu không phải. Có nhiều người, các vị tỳ kheo nói là 60, rồi có người nữa 50, 40, 30, 20. Cuối cùng gì? Sai hết, không ai nói đúng hết. Đức Phật nói mạng sống con người qua hơi thở. Vừa mới đẻ ra thôi mà gì? Không thở được nữa, chết. 20-30 tuổi thôi, hơi thở hít vô, không thở ra, chết. Mạng sống con người qua hơi thở. Mà hơi thở đó nó cũng có cái sự rằng rịch, và nó có một cái sự mà gọi rằng là kết hợp với lại cái phước báu của con người, chứ không phải là hết thở là bỗng không đâu, chết mà phải bỗng không đâu, mà do thọ mạng hết. Thọ mạng hết do mình xài cái thọ mạng này quá, xài qua cách là ăn mặn sát sanh và cứ giết các loài chúng sanh, bẻ chân bẻ cẳng nó, và dế chim rồi mũi mồng, cái con gì mình cũng gì, mình không có có thả nó, mình phát tâm để mình phóng sanh, mà con gì mình cũng giết nó, thì thọ mạng mình ngắn. Có cái chú đó, ông nói, ông kêu trời, lúc trước con mới sinh ra nhìn mảnh trai, mặt mày tròn trịa đẹp lắm, khi bắt đầu lớn lên đi học lớp 5, lớp 7 gì đó, rồi bạn bè rủ đi câu cá, chỉ có 1-2 năm thôi mà cái mặt nó biến dạng kinh khủng luôn, dễ sợ. Thì một cái tâm sắc sanh mà biến dạng cái mặt như vậy đó. Cái người mà họ sanh về Tây Phương Cực Lạc cũng phải cần có ngũ phước và có tịnh nghiệp tam phước. Họ phát tâm, họ niệm Phật, họ về bên đó rồi hoa nở thấy Phật, ngộ vô sanh, và họ trở thành một thân tướng y hệt như Đức Phật Di Đà, có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, chứ không phải như một con người ở cõi này khi sanh ra giống như là cục thịt đỏ que bằng cái bắp đùi, xong bắt đầu từ từ lớn lên, phải gọi là thân vô thường. Nó từ nhỏ nó lớn lên, nó vô thường, nó lớn lên như vậy. Vì sao mà cái thân nó nhỏ rồi nó lớn từ từ lên vậy, rồi già rồi chết? Do sống với tâm vô thường, và hoàn cảnh ở đây cũng vô thường luôn, cho nên thành ra con người sống ở đây là không ổn định, bất thường. Mà con người sống ở Tây Phương Cực Lạc với tâm chân thường, cho nên thành ra khi họ sanh ra một cái thân họ đẹp đẽ, 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, giống hệt như Đức Phật Di Đà, là họ sống với tâm chân thường, họ với tâm thanh tịnh, cho nên họ mới được cái thân nó như vậy. Quý vị để ý thôi, nhìn người gương mặt của người đó xấu xa, họ nhìn mấy cái thân tướng của họ không đẹp đẽ, vậy mà họ phóng sanh, họ ăn chay, họ niệm Phật, họ tích phước một thời gian, thân tướng họ đổi ra, họ đẹp lạ kỳ, đặc biệt như vậy. Bây giờ quý vị nghe cái đoạn mà Tổ sư Ấn Quang có khai thị về cái việc mà khi mà người sanh về Tây Phương Cực Lạc đó, thì cái thân tướng của họ sẽ đặc biệt hơn, không phải như thân tướng của một con người. Và hơn nữa đó là một cái câu chuyện của ông Hiển Ấm mà hôm nay Giác Nhàn muốn nói. Sư Hiển Ấm này là một vị sư mà rất là tài năng, xuất chúng, thông kinh luận và giỏi về mật tông, nhưng mà cuối cùng thì chết yểu, mới có 24 tuổi mà chết. Có nguyên do. Đệ tử ngài Đới Nhàn có hai vị. Một vị là Hòa Thượng Tịnh Không, kẻ đó là ông thợ vá nồi, nghèo khổ đi vá nồi mà không đủ tiền để mà sinh sống, khổ quá. Cuối cùng gặp ngài Đế Nhàn, ngài cạo đầu xuống, tóc xuất gia, ngài giao tới một cái miếu đó, ngài tiêu ở tại cái miếu đó mà niệm Phật, có người bưng cơm đến cho ăn. Và ông thợ vá nồi này, những cái nồi hồi xưa, nồi chả bằng gan bị lủng xong rồi người ta giá lại đó, gọi là thợ vá nồi, là không đủ sống luôn, khổ như vậy đó, khổ cùng cực luôn. Cuối cùng ông tới đó, ông niệm Phật 3 năm, ông đứng, ông vãng sanh. Đợi ngài Đế Nhàn đến rồi bắt đầu đỡ, nằm xuống mới khiêng về. Ngài Đế Nhàn nói: các vị trụ trì, các vị học thức, tiến sĩ mà những giỏi cũng không thể qua nổi ông thợ vá nồi này. Ông niệm Phật 3 năm thôi mà ông đứng, ông vãng sanh luôn. Thì đây là một vị mà đệ tử ngài Đế Nhàn mà Hòa Thượng Tịnh Không có giới thiệu. Vị thứ hai là sư Hiển Ấm, thông minh xuất chúng luôn. Và lúc thông minh quá cho nên ngài Đế Nhàn hay nói những cái việc là tốt, khen tặng, nghe quen tai, thích thú quá rồi. Rồi bắt đầu đi qua bên Nhật học mật tông, rồi được các vị bên mật tông truyền thừa về mật tông Quán Đảnh, về bên này truyền bá mật tông mà chê bai Tịnh Độ rồi thiền những pháp môn khác. Ấn Tổ có gửi lá thư cho ông sư Hiển Ấm này, và Ấn Tổ có khuyên là nên hàm dưỡng ẩn kính tài năng tu hành đi.
Rồi sau đó Ngài Đế Nhàn cũng khuyên nữa là ông còn trẻ tuổi, học thức ông thì giỏi, nhưng mà ông phải ẩn kính tài năng, ông hàm dưỡng bế quan tịnh tu 3 năm đi. Khi mà sư Hiền Ấm nghe như vậy rồi kêu sao thầy mình lúc trước khen mình, bây giờ lại thầy mình kêu mình vô tu, mình giỏi vậy mà còn tu vậy nữa. Cuối cùng gì, bực tức đi qua tới cư sĩ Lâm và ôm cái khó chịu mà thầy mình nói như vậy đó là chết. Thì tổ sư Ấn Quang nói sư Hiền Ấm là người thông minh xuất chúng, nhưng mà không nghe lời thầy là Ngài Đế Nhàn khuyên răng nên hàm dưỡng, ỷ vào cái tài năng của mình giỏi, cho nên thành ra gì, muốn làm gì làm, và không nghe lời thầy, bất kính thầy, rồi cuối cùng gì, trắc trở. Không trắc trở thì cũng phải chết non, cái này bị chết non. Cho nên trong cái phước mà để kéo dài thọ mạng trong ngũ phước, nó có một cái phước gọi là tôn kính sư trưởng, hiếu dưỡng cha mẹ. Đây là hai cái phước này kéo dài thọ mạng đặc biệt. Cho nên sư Hiển Ấm chết, chết mà lúc chết đó có người nói với Ấn Tổ rằng Phật niệm không được mà chú trì cũng không xong luôn. Mới có 24 tuổi ra đi chết. Cho nên là đây là một nhân vật mà Tổ Ấn Quang hay nhắc rằng là gì? Thiếu sự hàm dưỡng. Người lớn khuyên không nghe. Muốn đi là đi. Muốn học nơi nào đó là học. Muốn làm gì thì làm. Trong khi đó là kinh nghiệm tu chưa có, hàm dưỡng chưa có. Khả năng tài trí thì giỏi, nhưng mà đó chỉ là học thức thôi, không hàm dưỡng. Ấn Tổ viết cái thư cho Ngài Sư Hiền Ấm này rất hay. Cho nên ra chúng tôi khuyên quý vị, học thì phải thực học và bắt chước theo cái hạnh của các vị thời xưa. Ngài Lý Bỉnh Nam cũng không ngoại lệ. Cái việc mà hàm dưỡng cho Hòa Thượng Tịnh Không 5 năm, tự Hòa Thượng Tịnh Không phải xin ở lại 5 năm nữa để hàm dưỡng cho nó đủ cái công phu. Cho nên thành ra thời xưa học trò, thầy nói như sao họ nghe như vậy. Và bắt đầu thời Ngài Đế Nhàn như vậy rồi mà vẫn không có thể nói cho sư Hiền Ấm có thể nghe được. Cho nên người thông minh có hai cái xuất hiện. Thứ nhất là cống cao ngã mạn, thứ hai là dâm tâm khó trừ. Hai cái nghiệp này, hai nghiệp này là hai cái nghiệp đáng đọa, nguy hiểm cực kỳ luôn. Cho nên kẻ học thức giỏi giang thường là phạm phải hai cái lỗi này, Ấn Tổ nói nguy hiểm cực kỳ. Đó. Thì bây giờ thầy Nhuận Minh sẽ đọc cho đại chúng nghe cái lá thư của Ấn Tổ gửi cho sư Hiển Ấm nha. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Vâng, theo lời sư phụ chỉ dạy, con xin phép được đọc những lời khai thị của Tổ sư Ấn Quang trích trong văn sao. Thành tâm dâng lên cúng dường chư tôn đức tăng và toàn thể đại chúng trong buổi sáng ngày hôm nay. Nam mô A Di Đà Phật. Tổ sư Ấn Quang trả lời lá thư số 28, thư trả lời pháp sư Hiển Ấm. Nhận được thư khôn ngăn mừng rỡ an ủi, tọa hạ túc căn sâu dày, thông minh hơn người. Chưa đầy mấy năm mà đối với tông, đối với giáo, đối với mật đều đã thông đạt. Đáng hận là quan già rồi, chẳng thể học theo những sở đắc của tọa hạ được. Chỉ mong tọa hạ từ đây chân tu thập chứng, thì hai tông Thiên Thai lẫn mật giáo từ nay sẽ được chấn hưng lớn lao. Nhưng hiện thời tuổi ông hãy còn quá trẻ, hãy nên gấp rút ẩn kính tài năng, tận lực tu hành, đợi đến khi công phu hàm dưỡng sâu đậm mới ra hoằng pháp thì lợi ích lớn lắm. Thông minh và có hàm dưỡng sẽ thành pháp khí, thiếu hàm dưỡng thì đối với bản thân, đối với pháp, chắc rằng lời lẽ hành vi sẽ chẳng tương ứng mà chính mình không biết. Đây là lòng khăng khăng ngu thành của quan. Thầy Liễu Đào đã đến đây, đừng lo, gió xuân dễ xâm nhập vào người, xin hãy giữ gìn điều dưỡng, ác sẽ không cần thuốc mà được yên vui vậy. Sư Hiển Ấm là đệ tử của pháp sư Đế Nhàn, cực thông minh, chưa đầy 20 tuổi đã thông thạo giáo nghĩa tông Thiên Thai, qua Nhật học mật tông, sau 3 năm đã thấu hiểu giáo nghĩa mật tông. Do quá thông minh nên đâm ra ngạo nghễ, thường viết những bài gửi đăng trên tờ Hải Triều Âm đề cao mật tông, cho rằng các tông phái khác đều là thấp kém và chỉ có mình mới hiểu đúng mật tông. Khi sư trở về nước, đến gặp thầy với vẻ hiu hiu tự đắc,
Pháp sư Đế Nhàn từ bi khuyên Thiện Ấm nên ẩn cư hàm dưỡng cho sâu dày rồi mới ra hoằng pháp để tránh va vấp. Nhưng Hiện Ấm lại tưởng lầm thầy mình đố kỵ, cố tình chèn ép, nên đau bực đến nỗi ngã bệnh. Trong khi bị bệnh vẫn dùng thế trí biện thông để tranh biện với những ai vấn nạn, nên cuối cùng đã phải kiệt sức chết khi chưa đầy 24 tuổi. Khi mất, sư thần trí mê loạn, không niệm Phật mà cũng không trì chú được, nên rất khó thể khỏi bị đọa. Lá thư số 507, thư trả lời cư sĩ Ôn Quang Hy. Ông vọng tưởng tơi bời mà vẫn gấp muốn được nhất tâm bất loạn, tâm ấy chính là cái gốc cho ma dừa. Vì thế Quang nói pháp môn tịnh độ trọng tại tín nguyện. Nếu tín nguyện chân thật thiết tha, dẫu chưa đắc nhất tâm, vẫn có thể vãng sanh. Nếu không có tín nguyện, dẫu đắc nhất tâm, vẫn chẳng thể cậy vào tự lực để liệu sanh thoát tử. Vì thế chẳng khuyên ông miệt mài cầu nhất tâm, do ông vọng tưởng tơi bời, hễ cầu nhất tâm nhất định sẽ bị ma dừa. Ông chẳng xét hiểu ý quan, bèn nghĩ là mặc kệ, miễn sao thuận tiện thì thôi. Những kẻ đối với chuyện trước mắt bèn tùy tiện, chắc chắn chẳng phải là người tín nguyện chân thiết. Nếu tín nguyện chân thiết, quyết chẳng đến nỗi hờ hững tùy tiện để rồi đều chẳng được vãng sanh. Lý vốn chẳng chướng, do ông coi vô lý là hợp lý, nên tự sanh chướng ngại thì còn oán trách ai? Quán Âm đại sĩ chính là quá khứ cổ Phật, nhà khảo chứng tầm mắt nhỏ tí như hạt đậu, nhưng cứ nói bừa đạo lý. Há ông chẳng từng đọc phẩm Phổ Môn trong quyển 7 Kinh Pháp Hoa, chương Quán Âm Viên Thông trong quyển 6 Kinh Lăng Nghiêm. Đọc hai kinh ấy sẽ bật cười trước những lời lẽ của bọn khảo chứng. Sách Quán Thế Âm Bồ Tát Bổn Tích Cảm Ứng Tụng không gì chẳng nói rõ. Chỉ vì ông tâm khí thô phù, trọn chưa hề hiểu rõ ngữ khí và ý nghĩa của đoạn văn trước lẫn đoạn văn sau, nên mới mờ mịt không biết theo hướng nào. Bà cô con gái của vua Diệu Trang là Ngoa Truyền, Cao Vương Kinh là Ngụy Kinh. Tụng kinh ấy thì vẫn có công đức chẳng ít, do trong ấy có thật nhiều danh hiệu Phật. Kinh này đã lưu truyền từ thời Lục Triều. Người thật sự thông hiểu Phật Pháp chẳng đời sướng, nhưng muốn cho tục nhân gieo thiện căn nên cũng chẳng ra sức ngăn trở. Ông thật đáng gọi là kẻ cuồng bậc nhất, tầm vinh hoa trong cõi đời như sóng biển vỗ đập ào ào, mà muốn ngay lập tức gió yên sóng lặng, lắng trong bất động. Tâm gấp muốn cầu được bất động chính là cái gốc của mọi sự đua nhau giấy động đấy. Lại như nồi đã sôi trào, cứ tận lực tăng thêm lửa mà mong cho nó chẳng trào sùng sục, há có được chăng? Quang nói với ông toàn là những chuyện lặng gió rút bớt củi, nhưng ông chẳng xét kỹ, vẫn cho là khuấy sóng sôi trào thêm, há chẳng đáng buồn quá đỗi ư? Ông hãy đọc kỹ văn sao và ngôn lục, ắt sẽ chẳng đến nỗi tự phụ bạc ông. Nếu không, đừng coi tôi là thầy, hãy bái vị cao minh nào khác làm thầy. Quang cũng chẳng hỏi đến ông nữa. Tổ sư Ấn Quang khai thị người sanh thế giới cực lạc. Thế giới cực lạc không có nữ nhân. Nữ nhân xuất sanh hệ sanh về thế giới ấy đều mang tướng đồng nam trẻ trai, liên hoa hóa sanh. Vừa từ trong hoa sen ra đều giống hệt như người trong thế giới cực lạc, chứ không phải là trước hết bé nhỏ rồi sau đấy mới dần dần khôn lớn. Người trong thế giới ấy không có phiền não, không có vọng tưởng, không có chuyện tạo nghiệp, do cậy vào Phật từ lực nên hết sức dễ sanh. Nhưng phải lấy niệm Phật làm nhân, đã vãng sanh rồi thấy Phật nghe Pháp, nhất định viên thành Phật đạo. Trong 10 phương thế giới chỉ có cõi này là thù thắng vượt trội nhất. Trong hết thảy pháp môn tu trì, chỉ có pháp này dễ tu nhất mà công đức lại lớn nhất. Trích Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên, quyển 2 thư trả lời cư sĩ Diệp Phước Bì. Vì thế hãy nên chuyên tu tịnh nghiệp cầu sanh cực lạc, nương theo Phật từ lực vãng sanh Tây Phương. Đã được vãng sanh thì liên hoa hóa sanh, không có các khổ, thuần là tướng đồng nam bé trai,
thọ như hư không, thân không tai biến, những danh từ như già, bệnh, chết vân vân, chẳng còn nghe đến, huống gì thật có. Theo chân thánh chúng, thân cận Di Đà, nước, chim, cây cối, đều diễn pháp âm. Tùy theo căn tánh mình, do nghe pháp bèn chứng, thân còn trọn chẳng thể được, huống gì có oán. Nghĩ đến áo, bèn có áo, nghĩ ăn, bèn có ăn, lầu, gác, nhà, viện, đều do bảy báo hợp thành, chẳng nhọc sức người tạo tác, chỉ là hóa ra, biến bảy sự khổ nơi ta bà, thành bảy niềm vui. Lại thêm thân, có đại thần thông, có đại oai lực, chẳng lìa chỗ mình liền có thể trong một niệm, ở khắp trong mười phương thế giới chư Phật, làm các Phật sự, thượng cầu hạ hóa. Tâm có đại trí tuệ, có đại biện tài, từ một pháp biết trọn thật tướng của các pháp, tùy cơ thiết pháp không lầm lạc. Dẫu nói bằng ngôn ngữ thế đế, nhưng đều khế hợp diệu lý thật tướng, không có nỗi khổ ngủ ấm hừng hực, hưởng niềm vui thân tâm tịch diệt. Vì thế kinh nói không có các khổ, chỉ hưởng các sự vui nên gọi là cực lạc. Ta bà khổ, khổ không nói nổi, cực lạc vui, vui chẳng ví tày. Tin sâu lời Phật, trọn chẳng nghi hoặc mới gọi là chân tính. Cho nên dùng tri kiến phàm phu ngoại đạo, lầm sanh suy lường, bảo các thứ thù thắng trang nghiêm màu nhiệm trong tịnh độ, đều là ngụ ngôn nhằm tỷ dụ tâm pháp, chẳng phải là thật cảnh. Nếu có sự thấy biết tà vậy sai lầm như thế, sẽ mất lợi ích thật sự, được vãng sanh tịnh độ, tai hại quá lớn, không thể không biết. Trích Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tăng Quảng Chánh Biên Nguyễn Một, thư gửi cư sĩ Trần Tích Châu. Nam Mô A Di Đà Phật. Quý vị biết hiện giờ thì thường 300 đến 500 người đang xem trực tiếp trên toàn thế giới, cũng như gia đình của Nguyễn Thành Sơn, pháp danh Từ Phước ở Kentucky, nghe nói cũng xem trực tiếp một số với Phật tử Oregon, rồi Chicago, Cali, vân vân. Mười mấy cái tiểu bang lúc trước chúng tôi qua 2 năm bên đó, họ vẫn còn cái nhân duyên mà mỗi lần chủ nhật như vậy chúng tôi giảng, họ đều xem trực tiếp hết. Đó là một cái nhân duyên mà hôm nay họ được nghe văn sao của Tổ sư Ấn Quang từ nơi Thầy Nhuận Minh đọc. Đây là một thiện thư. Bất cứ ở trong đạo cũng như ngoài đời, không có vội vàng bợp chợt. Tu hành cũng vậy, làm ăn cuộc sống cũng vậy. Mới gieo mạ xuống, mới bỏ lúa xuống lên mạ mà mong có lúa có hạt, thì người này quá đáng, không hiểu gì được cái cuộc sống và sự sinh tồn của vạn vật, sẽ gây trở ngại cho mình rất lớn. Dục tốc bất đạt, không vội vàng. Mà đến hôm nay chúng ta nói được cái câu nói này là 50 tuổi hôm nay á nha, sinh năm 72 nhâm tí ha, 50 tuổi hôm nay mới thực sự để mà cảm nhận được cái lời của Tổ sư Ấn Quang, mới có thọ dụng. Từ khi đọc văn sao bên Mỹ về đây 4 năm trời, hơn 4 năm ở đây bắt chiêm nghiệm văn sao, mới đọc từng chút áp dụng, thấy có thọ dụng. Hồi nãy ngài quở cái ông đó, cái tâm ông còn vọng động điên đảo mà vọng tưởng như vậy, mà ông cứ gấp muốn nhất tâm. Họ yên một chỗ để tịnh tu, để mà làm cho lắng dịu xuống, không chịu cứ đi rong hết chỗ này đến chỗ nọ mà muốn để thành tựu đạo nghiệp, thì làm gì có đạo lý đó. Đó là bản thân chúng ta hôm trước dấp phải. Thấy một số các vị đi thuyết pháp đồ, đi hồng pháp nước này nước nọ cũng thích quá, hàm dưỡng mấy cái 3 năm, 207, 210 chưa đủ, đi ra rồi một cái thôi chướng ngại đùng đùng, chùa thì không ai coi ngó hết trơn, giao cho một số người, mấy chú mấy thầy mà làm đủ kiểu hết trơn, nhận người ào ào chư ni vô, mấy cô trẻ vô đầy hết trơn trong đó, không biết cách nào để mà mình quản lý, về dọn ứ nữ môn chết luôn. Bổn phận của mình đó là lo cho cái chùa dưới này chưa xong mà vượt quá phận, cứ nghĩ như vậy là mình là ngon thành tựu, coi lại văn sao là dở ẹt luôn. Là gì vậy? Nôn nóng vội vàng bực chồm. Mà cái tuổi nó là nó như vậy, ngộ vậy. Lúc đó ba mấy, 40 tuổi, bốn mấy tuổi là thôi chứ ai nói mà nghe đâu. Vậy mà có văn sao trị được. Văn sao để đọc vào cho nhưng chúng tôi kháng cự, và gì? Hàm dưỡng mình còn thiếu.
Khi mà mình không bợp chợp vội vã nha, mình yên ổn ở một cái nơi nào, chọn một cái nơi đó ở để mình dụng công tu hành. Đọc cái bộ văn sao này chúng tôi thực sự là thấy có thọ dụng, cho nên thành ra mà không biết quý vị ngồi nghe sao, chứ mà chúng tôi soạn ra cho thầy Nhuận Minh đọc thì chúng tôi cảm giác thấy thấm thía cuộc đời vô cùng. Mà những người mà họ nghe văn sao họ cảm nhận được rồi thì cái hữu ích này bất khả tư nghị lớn lắm. Vì vậy cho nên thành ra là cái việc mà để mà ngài khai thị thì cần phải học. Mà bản thân chúng tôi nghĩ anh em huynh đệ cần phải 10 năm đèn sách công thành mới danh toại được, rồi thêm 10 hoặc 20 năm dụng công nữa thì bảo đảm cuộc đời của mình có sự thành tựu cho 30 năm. Mà thường chúng tôi thấy những người họ không có đi đây đi đó, đi nhiều là tuổi thọ kéo dài như Hòa Thượng Trí Tịnh. Ít khi nào người bước ra khỏi chùa, có công việc gì ngày lên nuôi cấm một chút rồi ngày về dịch kinh, ngày coi sách đồ, ít cái chuyện ngày phóng tâm ra ngoài ngày đi lắm. Là một vị Hòa Thượng mà chúng tôi lúc trước cũng hay xuống để đảnh lễ thăm Hòa Thượng. Thứ hai là Hòa Thượng ở ngoài Bắc là 104-105 tuổi. Trời ơi, ngài ở yên một cái chỗ, một cái chùa ngài cũng đơn giản, 105 tuổi rồi. Nên cái người mà họ không có đi nhiều cho nên họ không có xài cái phước. Đi thì phải tốn tiền xài phước đúng không ạ? Họ ở nhà họ đem cái tiền, cái phước đó họ hỗ trợ, họ hiến cho người khác. Họ yên một chỗ để họ tu. Nghề nghiệp cũng vậy, tạo một cái nghề nghiệp là làm cho tới nơi. Nó có thất bại cũng là gì? Là kinh nghiệm cho tương lai. Họ một nghề mà họ làm, một chỗ mà họ ở, một pháp môn đó mà họ hành trì lâu ngày dài tháng, một vị thầy đó với ấm tổ họ theo, có thọ dụng. Ngài khai thị về mạng sống vô thường. Mạng người vô thường, vinh hoa phú quý chẳng tồn tại dài lâu, hãy gấp đi theo diệu pháp niệm Phật để khỏi bị trầm luân. Đơn giản vài chữ vậy thôi, công hiệu lớn. Mạng người vô thường, mà thường con người họ không thấy họ vô thường, bệnh hoạn gần chết rồi họ kêu ô sao vô thường dữ ta, lúc đó muộn. Mà bây giờ họ nhận chân được cái vô thường rồi, rồi bắt đầu họ sẽ làm gì? Họ sống an vui với cái vô thường, và họ trở về với cái chân thường là cái tâm thanh tịnh của họ. Thì đây mới đây gọi là chân thường. Và con người thông minh đó cũng phải bị vô thường, mà thông minh thì không cự lại nổi nghiệp lực. Lúc chết là hải hùng sợ hãi, giận hờn tức tối, rồi quỷ sứ nó tới nó dắt đi, là không thể nào cự lại nổi. Cho nên thông minh vẫn không cự lại nổi nghiệp lực đó. Phú quý không thoát khỏi luân hồi, vinh hoa phú quý khi chết rồi không lấy cái tiền đó để mua mình làm người lại, học mình sanh cõi trời, đọa là phải đọa. Mà thường phú quý vinh hoa là có phước là hay tạo nghiệp, có phước là có tiền của rồi, ai cũng đi đâu, đi xuống biển ăn cua ghẹ rồi hưởng phước tạo nghiệp đúng không? Nó hưởng phước là tạo nghiệp ha. Con người ở cõi này nè, cõi trời nè, cõi Atula là ba cõi đó là vô để hưởng phước, rồi tạo nghiệp xấu ác ra để bắt đầu vô địa ngục ngạ quỷ chúc sanh để trả quả xấu ác đó. Nó cứ xoay quần như vậy hoài. Tuy rằng mình nghèo đúng không, nhưng mà cũng đang hưởng phước. Hưởng phước không con súc vật, con thú nó đâu có thể nào giống con người được đâu. Đã vào cõi người, cõi Atula, cõi trời là đang hưởng phước đó. Ba cõi này là hưởng phước, mà thường hưởng phước là tạo nghiệp. Chứ ít có ai mà gì hưởng phước là tạo ra phước, hoặc là bớt giảm đi cái hưởng phước để cho người khác hưởng, tạo để tịnh nghiệp, tạo được cái phước báu để mình hồi hướng về cực lạc. Ít ai họ tin lắm. Nghe hiểu đúng không? Cuộc đời nó là vậy, cho nên họ đọa lạc là nhiều đâu nói. Đó, bây giờ quý vị có coi đi ăn một cái đám cưới là được bao nhiêu cái bàn ăn chay. Mình ăn chay người ta mỉa mai, người ta còn cười mặt mình nữa, kêu đồ ngu. Giống như bò trâu ăn rau cỏ thành bò trâu hết. Họ không có hiểu được cái đạo lý, họ không có hiểu gì một cái việc mà tích phước ăn chay tu hành. Cho nên thành ra người này đáng đọa. Đáng đọa. Ngài khuyên nè, nếu mà mạng sống vô thường rồi phải lo liệu trước, chứ đừng có để sanh tử là lúc mà mình chuẩn bị chết rồi mới lo liệu là không kịp đâu. Nghiệp nó đoạt mất hết đi những cái việc mà mình ra đi. Đại sự sanh tử cần phải lo liệu sẵn, nếu đợi đến lúc ra đi, tức là lúc lâm chung mới tu, mới lo, chỉ sợ bị nghiệp đoạt mất đi. Nghĩa là ngay cái lúc còn sống này mình không lo ăn chay, không lo niệm Phật, không lo tích phước, không lo tu hành. Rồi cái lúc lâm chung mình muốn để mà sống lại làm người hoặc ra đi an lành không được, do cái nghiệp xấu á, nó làm cho tâm mình
bất an, làm cho tâm mình sợ hãi, làm cho cái tâm mình phải nói là bị đọa lạc đi, cho nghiệp lực nó đoạt mất đi cái chí hướng để làm người hoặc về cõi trời hoặc là vãng sanh về cực lạc, đoạt mất cái chí hướng. Cho nên là ra cái cận tử nghiệp là cái cực kỳ nguy hiểm. Vừa rồi đây có bà cụ Hà Nội, bà này kỳ tích, chúng tôi mới lên làm một cái đoạn phim trên đó, mới lên làm một cái đoạn phim trên đó, mới lên làm một cái đoạn phim trên đó, mới lên làm một cái đoạn phim trên đó, mới lên làm một cái đoạn phim trên đó, mới lên làm một cái đoạn phim trên đó. Đó. Cho nên có hai cách mà để nuôi dưỡng được thọ mạng. Thứ nhất là phát tâm rộng lượng, cúng dường, trai tăng, phóng sanh, kiên giết, ăn chay. Đó là cái công đức của tu tạo lợi tha, phải làm cái điều này. Và gặp vật là phải cứu nó liền, gặp người phải thương người liền, giúp đỡ người liền. Thì đó là cái cách tu tạo để tích lũy cái âm đức công đức lợi tha. Bên cạnh đó phát tâm niệm Quan Âm Bồ Tát, mà Bồ Tát Quan Âm có cái hạnh nguyện là ai muốn trường thọ thì niệm Nam Mô Quan Âm Bồ Tát được trường thọ. Ai muốn phú quý là giàu có, niệm Quan Âm Bồ Tát được phú quý. Thấy nghe lạ hả? Phú quý là giàu có phải không? Hôm bữa có một cô Phật tử, cô lên cô cúng dường trai tăng. Đáng lẽ tuần trước có nói cái câu chuyện này rồi mà không đủ thời gian. Nghe Bồ Tát Quan Âm phát Bồ Đề Tâm võng mãnh, người nào mà phát Bồ Đề Tâm võng mãnh đó nha, niệm danh hiệu Bồ Tát Quan Thế Âm thì người này cầu phú quý được phú quý. Cái cô đó của làm ăn bị thất thoát, rồi trở ngại trục trặc gia đình lộn xộn rối beng, thì cổ nguyện Bồ Tát Quan Âm gia hộ cho con nghe thầy Nhàn nói cái ngày lễ vía Quan Âm là niệm Quan Âm Bồ Tát cầu trường thọ được trường thọ, cầu phú quý là cầu giàu có là được giàu có. Thì cổ phát Bồ Đề Tâm của niệm Quan Âm Bồ Tát và sáng tối cổ trì đủ 108 miếng đại bi. Cô này hơi cười khôi, tại nhà mà vẫn đủ 108 miếng đại bi, lấy cái máy của chúng tôi tặng á là cổ mở ra cổ trì tụng. Thì hàng ngày cổ thường xuyên cổ niệm Quan Âm Bồ Tát, bắt đầu làm việc gì là có trúng bánh việc đó. Và khi mà cổ nghèo thì cổ túng thiếu, cổ nợ nần đến 1 tỷ mấy luôn. Sau đó rồi cổ phát tâm cổ niệm Quan Âm Bồ Tát thì cổ nói sao mấy trong người nó mát mẻ, nó dễ chịu. Buôn bán lúc trước là đáng lẽ người ta hỏi không mua là mình bực bội, mình chửi bới, mình khó chịu không. Bây giờ người ta không mua thôi cũng vui vẻ cảm ơn người ta đàng hoàng. Cổ vui vẻ, cổ hoan hỷ trong lòng nó mát mẻ do cổ niệm Quan Âm trì thần chú để bi. Cho nên thành ra ai cũng thấy cổ mặt mày hoan hỷ sáng sủa, ai cũng tới mua đồ của cổ. Từ từ trong mấy tháng sau trả hết 1 tỷ còn dư mấy trăm triệu nữa. Có phải là từ nơi tâm của mình an vui rồi mình niệm danh hiệu Bồ Tát Quan Âm có phước báu không? Đúng. Nếu một thời lễ lạy cúng dường Bồ Tát Quan Âm, một thời lễ lạy niệm thần chú đại bi, một thời lễ lạy niệm Phật A Di Đà tụng kinh, công đức này thù thắng bất khả tư nghì, chỉ có Phật cùng Phật mới có thể thấy được thôi. Chúng sanh khó tin vô cùng. Đó. Thì cô này cô lên cô cúng dường cái phong bì, cô không lật ra coi. Thì cô đưa nhiều bỏ trong túi vậy thôi, cô nói cảm ơn thầy. Khi mà con trả nợ xong còn dư mấy trăm triệu, con xin xây cái thất tại nhà, có miếng đất, ông chồng ông không cho. Ông kêu tu mà cất chùa, cất miễu, cất thất trong nhà nó xui lắm thôi, ông cũng không chịu. Rồi con nguyện tiếp với Quan Âm, con kêu khi nào mà ông đồng ý đủ duyên rồi, con lên con chỗ nào mua miếng đất hoặc mua cái nhà gì đó ở gần chùa thầy, con niệm Phật giảng sanh. Mà con nghĩ chắc chắn là Bồ Tát gia hộ cho con sẽ được, bởi vì cái mà con thấy là linh nghiệm đó là nợ cả tỷ mà con trả hết mà còn dư tiền nữa, thì con thấy cái công đức niệm danh hiệu Bồ Tát Quan Âm, đặc biệt ngoài cái việc mà mình niệm danh hiệu Bồ Tát Quan Âm nó có cái công đức gia trì đó, thì nó làm lại, nó hỗ trợ cho cái tâm của mình nó được an vui. Mà chính cái tâm an vui nó sanh ra cái phước báu. Cho nên cái người mà bực bội, tức tối, nhăn nhó, cãi cọ, bất hiếu cha mẹ, rồi sừng sổ với người khác, nóng nảy, thì người này lúc nào cũng gì gặp xui. Xui đó không phải ông trời ông ban đến cho mình, mà chính mình hành tâm trạng đó là tâm trạng xui xẻo. Tâm trạng đó là tâm trạng mà hết phước báu, chết yểu, chết non. Nhớ chỗ nào không? Phải hiểu chỗ này và tin tưởng cái điều này mà chúng tôi nói. Cái phước báu của ngũ phước lâm môn, thứ nhất đó là sống lâu, thứ hai đó là giàu có, thứ ba là bình yên khỏe mạnh, thứ tư đó là ham chuộng phước đức, thứ năm đó là chết tốt lành. Ấn Tổ hay nhắc đến cái ngũ phước lâm môn này. Mà ngũ phước lâm môn này không phải là ai mang đến tự bên ngoài, mang đến tặng cho mình may rủi đâu, mà tự thân mình phải tạo. Cho nên thành ra cuộc đời người ta không có hiểu nhân quả, người ta sống trong mờ mịt tội ghê lắm. Người ta thấy người đó làm ăn giàu có, tự nhiên người ta nói sao? Trời hên quá, tự nhiên ông trời hay là
ông thần nào đó hoặc là thánh thánh thần gì đó, hoặc người này gặp may quá ta, không có hiểu được cái nguyên do là họ tạo cái phước rồi. Họ làm ăn giàu có, họ biết phát tâm cúng dường, mà đời này không cúng dường, không có làm phước ở đời trước có. Họ hưởng thừa cái phước mà họ đã làm, họ gieo, chứ không phải bỗng không. Khi mình hiểu nhân quả rồi, mình thấy mình nghèo phải không? An phận trong nghèo, bởi vì do đời trước và đời này mình không biết làm những cái pháp cúng dường, thương người thương vật, mình không có làm điều này cho nên mình nghèo. Biết rồi, an phận thủ thường. Bây giờ từ giờ cho đi, bắt đầu mình phát tâm dõng mãnh tinh tấn để tạo phước báu. Cho nên ra Đức Phật là lưỡng túc tôn, đầy đủ hai cái tôn quý nhất, đó là phước đức và trí tuệ, mới thành Phật được. Nhiều lúc mọi người nói rằng tu khỏi cần phải tạo phước, đóng cửa ở trong đó tu là được rồi. Một thời gian không ai cúng, thiếu phước, không có gạo ăn. Có một cái vị đó hỏi Hòa Thượng Tịnh Không: tôi không tin nhân quả đâu, tôi không tin cái chuyện cảm ứng mà cầu được ước có đâu. Cái Hòa Thượng hỏi lý do làm sao vậy? Khi hôm trước giờ tôi cầu cái tủ lạnh mà tôi cầu hoài không có. Còn cái rồi Hòa Thượng Tịnh Không hỏi là: thầy ở với ai? Kêu tôi ở con mình à. Thì Hòa Thượng Tịnh Không nói: thầy ở mình cầu không có, đúng rồi, mình thầy đâu cần tủ lạnh chứ đâu. Mua bữa nào ăn bữa đó là được rồi, với hai thầy sống một mình thầy cầu cho thầy không có đâu. Thầy phải cầu vì chúng sanh, cho đại chúng kìa, rồi bắt đầu thầy ở trong đại chúng đó thầy hưởng. Chứ thầy cầu cho thầy không có là đúng rồi. Cái đạo lý nhân quả không có thâm. Cho nên để ý coi, người phụ nữ nào đó mà hiếu thảo với mẹ chồng, lo lắng cho chồng, không có xe xua hưởng phước, không có cầu về cho bản thân mình nhiều đó nghe, thì con người này được hạnh phúc và tuổi thọ người ta kéo dài, và cuộc đời về già người ta sẽ sung sướng, bởi vì người ta có tích phước mà. Đó mà. Đó. Thì cái phước báu thọ mạng là quan trọng nhất, lắng nghe cho kỹ nè. Cho nên thành ra cái đợt nào cúng trai tăng của quý vị, chúng tôi cũng phát tâm để mà phóng sanh hết. Ngoài cái việc phóng sanh đó là tích lũy một phần đó để nuôi các cụ già, rồi đem cái ẩm thực cúng dường đó đó, đem cái đồng tiền đó cũng như ẩm thực hôm nay đó đó, là cúng dường cho chư tăng trên đó, và để toàn bộ đại chúng hôm nay về cổng tu ăn miễn phí, không có tính tiền. Chúng tôi tin tưởng cái phước báu mà nấu đồ chay cho người đó ăn, người ta vui vẻ hoan hỷ để người tu hành, cái phước báu này lớn. Vậy cho nên ra trong tất cả các phước báu mà để mà tích lũy cái phước báu mà cho thọ mạng kéo dài, đây là quan trọng. Nếu quý vị có của cải vật chất giàu có, quý vị có trí tuệ sáng suốt, gia đình hạnh phúc, quý vị chết yểu quý vị hưởng được gì không? Không. Thấy chưa? Như vậy mình cần phải thọ mạng kéo dài. Cái này là cái nền tảng quan trọng. Rồi mình mới làm được cái gì thì làm. Mà muốn được cái nền tảng thọ mạng kéo dài, sống lâu á, thì mình phải gì? Ăn chay trường. Chỗ này quan trọng. Có một số người không bằng lòng với chúng tôi chỗ này, nói rằng thịt cá người ta bán bao nhiêu người ăn cũng vậy thôi chứ có gì đâu. Họ không hiểu được cái đạo lý nhân quả. Khi mình ăn thịt vào, có vay phải có trả, vay ít trả ít, vay nhiều trả nhiều. Vay là mình ăn á, mà không vay không ăn không trả. Trả là làm sao? Trả là đến cái lúc mà mình bệnh hoạn, mình đau đớn, không ai đâm chém chặt mình, mà tự nhiên nó đau đớn trong ruột, trong gan, trong người, nó bầm dập phải vô bác sĩ rồi gì, ruột thừa nó phải cắt, nó mổ, bao tử, đủ thứ, đó là một loại trả của nghiệp báo đấy. Mà mình không hiểu, mình cái ô chuyện đó chuyện đâu bình thường, không phải đâu. Nó có nguyên do của nó đó. Sao có những người người ta sống suốt cuộc đời không mổ cái gì hết trơn, không mổ ruột thừa, không mổ bao tử, không đau đớn một cái gì, mổ xẻ. Còn mình mới có hai mấy tuổi mổ tùm lum hết trơn rồi. Nó có cái đạo lý nhân quả trong đó mà mình không hiểu. Cho nên muốn sống bình yên, chết an lành, làm ơn làm phước ăn chay giùm đi. Làm ơn làm phước kiên giết, khuyên người kiên giết đi. Có đồng tiền đó mình bớt xài ra mua cá mình thả. Bữa vừa rồi đây cô Lợi Hà Nội cũng phát tâm 10 triệu phóng sanh. Cái buổi giảng hôm đó biết sao tự nhiên lâu quá rồi không phóng sanh, chúng tôi cảm được cái điều phóng sanh chúng tôi nói. Và có một cái cô đó, cô nói 20 tháng 3 âm lịch cổ cũng làm cái lễ phóng sanh giống y chang như cô Lợi Hà Nội. Rồi một bà cụ ở đây bà cũng tích lũy được 10 triệu, mới hôm qua cũng làm được cái lễ mà chúng tôi bận lên ban tôn giáo có công việc đất đai trên chùa cho nên không có trực tiếp để giảng. Bởi vì hôm nay giảng rồi cho nên hôm qua chúng tôi nói thầy Minh chỉ làm lễ phóng sanh thôi. Cho nên thành ra khi mà làm một cái lễ phóng sanh như vậy đó, thì bao nhiêu người một đồng tiền đó, thay vì mình xài cho bản thân mình mua áo mua quần ăn uống thịt thà mình xài nó hết phải không, mà cái công đức phóng sanh đó bao nhiêu người hưởng luôn, và không những người sống hưởng mà người chết cũng được hưởng luôn, thù thắng.
10 công đức phóng sanh bất khả tư nghì. Cho nên Tổ sư Ấn Quang ngài nói cái việc mà kiên giết ăn chay phóng sanh, đây là một loại phước báu của ngũ phước lâm môn, thọ mạng kéo dài cực kỳ quan trọng, người tu sĩ cần cũng phải có làm. Cho nên thành ra có một số các vị thầy không đủ phước duyên, và một chúng tôi xin không dám nói tên, mà một số các vị thầy bác luôn cái chuyện phóng sanh, tiền để mà đem cho người nghèo hoặc lo cho gia đình, lo cho con người, cho mua con cá thả ra làm gì, người ta bắt lại đủ kiểu để mà họ bác cái chuyện phóng sanh, mà trong khi đó là Đức Phật nói 10 công đức phóng sanh, họ bác lời của Phật. Cho nên thành ra tà sư thuyết pháp cho các sông Hằng, quý vị lớ sớ mà lên trên mạng coi họ mà mình không có vững tín tâm là bị cuốn theo đó liền. Bây giờ thôi, trên mạng biết bao nhiêu người giảng, lẽ dĩ nhiên mỗi người có mỗi cái cách thuyết giảng của họ, nhưng mà hầu như họ tự phát lên, họ nói theo ý nghĩ của họ chứ không theo một cái hướng đi nhất định của Phật hoặc của các vị tổ. Họ trại hết trơn những cái ý nghĩ của Phật, họ làm thời đại hóa hết, nguy hiểm vô cùng, nguy hiểm. Cái thứ nhất là ngũ phước lâm môn, là cái phước thứ nhất đó là sống lâu. Cái chỗ này đại chúng nên lưu tâm, ngoài cái việc ăn chay rồi, mình còn phải có cái phương cách để sinh hoạt cho khoa học một chút. Mà hôm trước Giác Nhàn nói, ba Giác Nhàn mà ổng 73 tuổi bị suy tỷ, cuối cùng ông cụ này sống đến 82 tuổi, mà bà cụ mẹ của Giác Nhàn cũng vậy. Sư cô Liên Phương cũng sống thọ 83 tuổi, rồi ông cụ cũng là 82 tuổi. Họ có cái cách sống của họ, những người xưa họ có cách sống của họ. Mà cái cách sống của ông cụ mà Giác Nhàn ở bên cạnh đó là ông ngủ sớm, không khi nào quá 8 giờ. Chúng ta hôm nay thì 8 rưỡi, 1 giờ rưỡi dậy cho ông cụ là 8 giờ hoặc là 7 giờ mấy ông lên giường ngủ rồi. Ngủ sớm cực kỳ quan trọng, tốt cho bộ não và sống thọ. Thứ hai, ông đi bộ. Cái dốc đó ông đi lên đi xuống, đi lên đi xuống, ông đi bộ. Đi bộ thiệt là nhiều, uống nước lọc thôi, chứ qua bên chúng tôi là không còn uống bia uống rượu gì nữa rồi. Và ai cho đồng nào đó có thì ông gì, đem đi phóng sanh. Rồi đi lên đi xuống ông niệm Phật. Có gì khác không? Có gì cao xa không? Có gì mà gọi là cao siêu lắm không? Niệm Phật, ăn chay, phóng sanh, đi bộ, ngủ sớm, vậy mà sống thọ. Vậy mà chuyển cái bệnh suy tỷ ung thư máu 73 tuổi mà kéo dài được 9 năm đến 82. Đây là sự thật. Đây là sự thật. Nhân vật này là sự thật. Bố Giác Nhàn là Giác Nhàn ở chung với ông cụ. Nên cái những cái ý niệm này rất quan trọng nha anh em vấn đề. Đó là cái cách sống thọ mà hôm nay Giác Nhàn nói. Sống thọ đó là một loại phước nằm trong ngũ phước, mà phước thứ nhất gọi là sống thọ hay gọi là trường thọ. Đó. Cái thứ hai là phú quý, là giàu có. Người biết bố thí cúng dường phóng sanh, lấy đồng tiền mình ra để phóng sanh cứu mạng, người này gọi là tài thí. Rồi quý thầy quy y Tam Bảo, sám hối nghiệp chướng cho nó, và niệm Phật cho nó nghe, và nói pháp cho nó nghe, là bố thí pháp cho loài súc sanh đó. Vô y thí là đáng lẽ nó sợ hãi, nó chết trong thời gian ngắn ngủi, chuẩn bị là nó chết, mà mình mua cái chết đó là công đức vô y thí. Đây mới là công đức kéo dài thọ mạng. Và đây cũng là công đức mà phú quý, là giàu có. Cho nên thành ra có một số Phật tử hay hỏi, vì sao lúc trước mà thầy nghèo quá, chừng năm 2000 đến 2007 mà coi như là gạo không có nấu, đi mua thiếu lên thiếu xuống, bình ga lúc đó có 80.000 mà cũng không có tiền mua, mà lý do gì bữa nay hôm nay nuôi mấy trăm cụ rồi quý thầy đồ ở trên này sinh hoạt, nhiều lúc xây dựng nữa, vì sao có được cái đồng ngân này, có được cái đồng tiền này, bí quyết chỗ nào? Hôm nay Giác Nhàn nói quý vị nghe về cái phước báu để mà mình giàu có, lắng nghe. Chỗ này là kinh nghiệm thực tế, lắng nghe kỹ. Phước báu mình có 500.000, mỗi chủ nhật bắt đầu phóng sanh. 2007 bắt đầu mới làm được chuyện này đó. Rồi có được đồng tiền đó, bắt đầu mới in băng, in đĩa, mua kinh, mua sách, mua tượng tặng cho người ta. Không gom cái đồng tiền đó, gom tích lũy từng chút xây cái chùa to đùng lên. Không, chưa làm chỗ này, không làm chuyện này. Cái đó là cái ngọn, không làm, chưa làm. Bây giờ phải tích lũy âm đức cái gốc chứ. Cái gốc đó là phóng sanh, cái gốc đó là 10 công đức in kinh tạo tượng, cái gốc đó là nuôi dưỡng các cụ già để họ yên ổn đó họ tu. Đây là phước đức bậc trung. Và nuôi cho họ và nói cho họ nghe pháp môn tịnh độ để họ vãng sanh Tây Phương, đây là phước báu bậc thượng. Còn đem tiền tặng cho những người mà lúc
mà họ bị ngặt, tức là họ bị lũ lụt đó, thì cứu cho họ như vậy trong một thời gian nhất định nào đó để họ qua cái cơn hoạn nạn đó, thì phước báo đó gọi là bậc hạ cũng phải làm. Phước báo bậc hạ này cũng phải làm, mà phước báo bậc trung mà nuôi các cụ già, chúng đó chẳng nhàng đâu có nghĩ có khả năng phước báo có tài trí gì đâu mà có thể là nuôi các thầy hoặc độ các thầy đâu, không có nghĩ đến điều này, nghĩ rất là thấp. Như vậy mà từ từ nuôi các cụ già, có đồng nào tích góp nuôi các cụ già, các cụ mà mất ha, con cái bỏ thì gì, lo quần lo áo, lo ăn lo uống, lo bệnh lo hoạn. Hôm nay chúng ta không phải kể lễ khoe khoang mà nói cái cách để cho những người là quý thầy và các Phật tử nên tích lũy âm đức. Đừng vội vàng xây nhà cửa lớn, đừng vội vàng lo cho bản thân mình nhiều xe cộ và giống như cái cây để cứ hưởng trái chứ không có bón phân tưới nước cái gốc. Cái cây muốn ra trái nhiều thì gì? Bón phân tưới nước cái gốc thì trái nó tự ra. Còn mình quên bón phân tưới nước cái gốc mà cứ hái trái ăn hoài thì nó gì? Cái cây nó khô nó chết. Bản thân của mình phước báo không bao nhiêu mà cứ lo làm sao có tiền. Làm sao mà để mà những cái tiện nghi tốt nhất đến với mình. Không bao giờ nghĩ đến cái chuyện lợi tha lợi ích chúng sanh. Không bao giờ nghĩ đến cái chuyện để mà lợi ích cho quần chúng. Thì giống như mình hái trái hoài là hết trái mà cây không ra nổi nó chết. Hưởng phước hoài trong mạng có bao nhiêu môi ra hết để hưởng rồi gì? Rồi hưởng phước bất khả hưởng tận. Nếu mà hưởng tận hết rồi thì gì? Đi ăn mày. Đây là cái bí quyết của sự thành công. Mua cuốn sách bên ngoài nó nói gì? Bí quyết của thành công đem về đọc làm được. Cái đó là chuyện đó của ổng. Còn ổng làm được. Tự nhiên ổng làm cái nghề đó ổng thành công. Ổng nói đủ thứ trong đó hết trơn. Mà trong cuối cùng cái gốc là trong mạng ổng có tài. Mà trong mạng mình không có tài, mình bắt chước thì ổng làm không xong. Thấy chưa? Mà cái phước báo này quan trọng. Phú quý ai cần không? Cần chứ. Mà biết cần trong cái thời điểm nào? Từ lúc 50 tuổi trở lên, ngũ thập tri thiên mạng, lúc đó có tiền trong tay rồi mới biết mình làm gì và không nên làm gì. Còn nếu mà dưới 50 tuổi thì có nên làm phước lợi ích chúng sanh đi. Đây là bài học của chúng ta, cực kỳ quan trọng. Bởi vì chưa đến 50 tuổi là lời Thánh Hiền nói là ngũ thập tri thiên mạng, mà chưa đến 50 tuổi thì mình chưa biết thân mạng, thân tâm và hiểu biết của mình nên làm gì và không nên làm gì. Làm đôi khi dễ trật, cần phải hỏi những người đi trước. Muốn không trật thì cứ lợi tha vì lợi ích chúng sanh đi. Rồi tự nhiên khắc trong mạng mình nó có rồi ha. Giống như cái gốc mà mình làm cho nó vững rồi, bón phân tưới nước cho tốt rồi là cây coi như nó ra trái hoa, mình hái ăn không hết. Kêu nó đừng ra nữa, nhưng mà nó cứ ra. Người cứ thương người, thương vật, phóng sanh, ăn chay, tu hành, tích đức. Nó đừng có tiền tới nữa, mà nó cứ tới. Hiểu chỗ này không? Bí quyết của sự thành công, giàu có ở chỗ này, đó là cách sống của một con người thánh hiền. Bên cạnh đó họ tích lũy âm đức, có phước họ không muốn hưởng cho bản thân họ nhiều, họ đem cho người khác hưởng. Cái chỗ này là cái chỗ bí quyết. Và cuộc đời trải nghiệm của Giác Nhàn là trong một cuộc đời này, chứ không phải là đời trước hoặc đời sau nữa đâu, mà trong cuộc đời này, trời ơi, nó quá trời thiếu thốn luôn. Quá trời thiếu thốn, từ 2000 đến 2007 là quá trời thiếu thốn. Mình biết rồi, bây giờ mình không có thể nào có một chút phước là mình làm cho nó thêm để mình hưởng, mà phải cho người khác hưởng để đắp cái nền móng cho vững, thì người này phú quý sẽ đến với họ. Bên cạnh đó chịu khó niệm Quan Âm, giống như cô hồi nãy Giác Nhàn kể đó, chịu khó niệm Quan Âm thêm đi. Tâm nó sẽ thanh tịnh an vui, mà khi tâm thanh tịnh an vui rồi bắt đầu nói gì? Nó thích đi làm phước, nó thích cứu người, thương vật, nhất là cái tâm Bồ Tát Quan Âm mà đi vào trong cái tâm của con người mình. Cái hạnh nguyện Bồ Tát Quan Âm mà đi vào cái hạnh nguyện của mình. À, thì nó thay đổi tâm tánh mình nhanh. Ngũ phước lâm môn. Thứ ba là bình yên khỏe mạnh. Khi mà có phước báu, khi mà người này người ta sống lâu được rồi đó ha, thì cuộc sống họ rất là yên ả, ít có khi nào bị trắc trở trở ngại. Bởi vì cái phước báu nó bảo bọc cho cuộc sống của họ, ít có gì lên đên gặp gờn lắm. Ổn định, cuộc sống họ rất ổn định. Họ nghèo họ sống theo nghèo, họ giàu họ sống theo giàu. Nhưng mà họ gì? Luôn luôn họ tích lũy cái phước báu. Cuộc sống họ rất yên ả. Quý vị coi lại đi, quý vị coi kỹ lại đi. Có nhiều người giàu có, tỷ phú, đủ thứ của cải vật chất có, nhưng mà lúc nào cũng đau khổ, tâm bất an. Rồi công việc làm ăn trở ngại, rồi nó cứ bấp bênh, nó quằn chịu không nổi. Không được bình yên. Mà tâm không được bình yên thì bắt đầu bệnh xảy ra thôi. Làm gì có khỏe mạnh.
đúng không? Những cái phước này quan trọng nha, nhớ nha, cái này quan trọng cực kỳ ạ. Rồi cái thứ tư đó là ham chủ đức hạnh. Họ thấy người có đức hạnh là họ gì? Họ muốn bằng. Họ thấy người không có đức hạnh, người tệ bạc, họ không có chê bai chỉ trích, họ ưa chuộng người có đức hạnh. Mà Phật là người có đức hạnh nhất trong tất cả các người. Và có đức hạnh các vị trời thì Phật là có phước nhất hơn tất cả các trời. Đặc biệt Đức Phật là một vị có đức hạnh thù thắng, mà mình thành tâm xưng niệm danh hiệu Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, mà đảnh lễ bậc Nhị Túc Tôn có đức hạnh này giống như nhiễm hương á, thì cái đức hạnh đó sẽ đi vào trong con người của mình. Cho nên 10 công đức lễ Phật là vậy. Mình tôn kính Phật, mình đảnh lễ Phật thì cái công đức này rất là thù thắng, gọi là gì? Ham chủ đức hạnh. Đó. Và cuối cùng cái phước báu thứ 5 là chết tốt lành. Khi họ chết tốt lành là sao? Khi lúc ra đi thì gia đình của người này biết ăn chay làm lành phước báu. Rồi nếu ngoài đời á thì gia đình của họ là sẽ mời thầy đến để mà liệm cúng kiến, rồi họ sẽ xây mồ, hoặc giả là họ sẽ làm cho cái người sống và người chết này rất là yên ổn và sắc diện họ rất là an vui. Thường những người mà có sống được bình yên, ham chuộng đức hạnh, rồi giàu có, sống lâu, có ngũ phước á, thì lúc lâm chung gương mặt của họ rất là hoan hỷ, coi như là gương mặt của họ nhìn đẹp mà hoan hỷ vô cùng, thì gọi là chết tốt lành. Còn cái người mà tâm bực bội tức tối, rồi giận hờn, không biết tích phước, không biết ăn chay, thì lúc lâm chung nhìn gương mặt họ dữ dằn. Có nhiều người mà họ kể lại mà chết rồi mà đắp mền rồi mà dỡ cái mền ra, hoặc dỡ cái mền quang minh ra, mà nhìn gương mặt là thôi không dám nhìn, trợn mắt le lưỡi. Có nhiều người đã mất rồi mà học máu ra, nó nhìn nó kinh khủng luôn. Do bình thời họ không có tích ngũ phước này, cho nên lúc lâm chung họ rất là kinh hồn khiếp vía, hiểu không ạ? Cho nên thành ra là ngũ phước này tổ sư Ấn Quang nói nên phải tích giữ. Mà khi có ngũ phước rồi là nó bảo bọc thân tâm của mình, sống thọ yên vui, giàu có, khỏe mạnh, ham chuộng đức hạnh và chết được an lành. Đây là ngũ phước đặc biệt của một con người. Nếu không tích ngũ phước thì con người này sống sẽ rất là đau khổ. Thì cái việc mà hôm nay Vấn Nhàn nói đến cái ngũ phước đó, thì tổ sư Ấn Quang có khai thị về cái việc đó là mạng sống vô thường. Mạng sống mình chỉ qua một cái hơi thở, nếu mà hít vô mà không thở ra thì con người này chết hết một đời. Cho nên thành ra Ngài răng nhắc mạng sống vô thường. Cái đoạn này trong văn sao Ngài có nói, chút xíu nữa Vấn Nhàn có nói đoạn này. Bây giờ nói đến cái mạng sống vô thường qua hơi thở. Con người mình sống ở cõi này khi sanh ra đó, thì từ nhỏ rồi bắt đầu nó lớn 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 từ từ. Mà có những người họ có phước báu, họ sanh ra họ lành lặn. Ví dụ đang ngồi dưới đó mà có mắt nhìn thấy được, tai nghe, miệng ăn được, rồi thân thể mạnh khỏe, thì người này có phước báu đời trước, cho nên sanh ra thân thể không bị tật nguyền, thì là một cái phước báu của ngũ phước đó. Nhưng mà họ không biết xài cái ngũ phước, họ đắp thêm cái ngũ phước, họ tích lũy ngũ phước đó, mà họ trái lại họ phá hủy cái ngũ phước đó. Họ ăn thì họ ăn thịt chúng sanh, họ nói bậy, họ nói hổ, họ nói làm cha mẹ đau khổ, họ nói cho người khác để mà hả giận, thì họ mất đi cái phước của cái lời nói. Cho nên thành ra đời sau hoặc trong đời này có nhiều lúc họ bị ngọng, họ bị trở ngại về cái âm thanh, xài hết cái phước của âm thanh. Mắt của họ đáng lẽ nhìn Phật, đảnh lễ Phật, hoặc nhìn những cái điều mà thiện thư tốt, họ đem nhìn đi cái chuyện bậy bạ xấu xa, cho nên hết phước con mắt, bị mù sớm, hoặc giả bị cận, bị đuôi gì đó, hết cái phước của con mắt, hiểu không ạ? Rồi cái gì nữa, thêm cái thân họ đáng lẽ lành lặn, phải không? Rồi cuối cùng gì, họ không biết hưởng cái phước của cái thân của họ, rồi họ gì, họ xài hết cái phước là gì, tà dâm quá độ. Dẫu vợ chồng họ không biết giữ cái thân của họ, cuối cùng gì, bệnh mà chết luôn cũng có. Nó con người mình không có biết cái tích phước, không học lời thánh hiền để tích phước, toàn là hưởng phước mà phá luôn nữa chứ, phước đâu mà chịu cho nó. Đó. Thì mạng sống con người nó mong manh như chỉ mành treo chuông, quý vị để coi. Trời, nghe ông thầy bạn, ông vừa lái Honda, ông đi ngang tới, qua khỏi cái bến xe tỉnh Lâm Đồng mình, bến xe trên thành phố, vừa qua khỏi xong cái tự nhiên mặt mày tối thui, xe té cái rầm cái chết. Quý vị thấy không? Quý thầy,
vậy mà đôi khi cũng gì cũng gặp nạn. Cái mạng sống mình nó mong manh như cái cọng chỉ mà nó mỏng lép mà nó treo cái chuông thiệt lớn, bởi vì mình không có ngũ phước để bảo bọc, cho nên là nó chết một cách quá dễ dàng luôn. Còn người sanh ở cõi Tây Phương Cực Lạc, hoa nở ra, họ thấy Phật, họ ngộ vô sanh, họ bên cái cảnh giới bên đó không bị xe tông, không bị đói khát mà chết. Mà họ đi bằng thần thông chứ không cần xe nữa, thần túc thông, họ vận động đi cõi này đến cõi nọ luôn, chứ không phải ở đây mình đi tỉnh này qua tỉnh nọ mà phải dùng phương tiện xe, bất tiện vô cùng. Cho nên người ta nghĩ đến Tây Phương Cực Lạc, đối chiếu vào cõi này mà người nào tin tưởng là họ gì, sống đây tạm bợ, họ tích lũy phước đức để họ về bên đó. Cái chỗ này quan trọng, không phải nói chuyện bánh vẽ đâu, có sự thật đó. Nhiều người về rồi đó, về cũng không khó đâu. À, như vậy hôm nay mình biết rằng là mạng sống của mình vô thường, mong manh như chỉ mành treo chuông, thì phải biết cách để mà bảo vệ cái mạng sống mình bằng cách tích ngũ phước là phóng sanh, ăn chay để thọ mạng kéo dài, và kiên giết và thương loài động vật hoang dã. Và muốn giàu có là phải bố thí cúng dường, đừng có vơ vét vô bản thân mình nhiều quá. Nhớ, nhớ cái chỗ này là cái bí quyết của thánh hiền mà họ có phước báu, họ thành tựu. Lúc nào họ cũng nghĩ để mà giúp cho chúng sanh, lúc nào họ cũng muốn làm một cái gì đó lợi ích cho chúng sanh, thì người này bắt buộc phải có phước. Còn những người mà lúc nào họ cũng nghĩ phải làm lợi ích cho họ, lúc nào họ cũng muốn vơ vét cho họ một chút xíu phước báu họ cũng không biết làm, thì người này từ từ sẽ nghèo và bằng cùng. Dẫu cho họ đang giàu, phước thừa đời trước có, nhưng mà cũng phải nghèo đó. Và họ nghĩ riêng tư cho họ không, nghĩ cho mình không, không có một ý niệm gì mà nghĩ cho gia đình, để là cho chúng sanh, thì phước báu người này làm gì có. Họ nghèo từ chỗ này đó. Cho nên đây là cái bài học kinh nghiệm sống của giác ngàn. Gặp một người đó là gì? Không có nghĩ là họ phải cúng cho mình, mà gặp họ là phải gì? Nói pháp cho mấy, và hỏi họ có chuyện gì ông, tạo điều kiện giúp đỡ. Cái chỗ này là chỗ quan trọng. Giao tiếp đừng mong lợi mình, vì mong lợi mình thì hắc ám tâm trí, và giao tiếp đó có ý mưu đồ, và giao tiếp này sẽ tổn phước. Mà giao tiếp là muốn làm sao lợi ích cho họ, thì tự nhiên cái lợi mình có. Cho nên nhà tích phước điều vui có thừa là vậy đó. À, khi Đức Phật còn tại thế, hỏi tất cả các vị tỳ kheo mạng sống con người sống bao lâu, thì có các vị tỳ kheo mới nói: bạch Đức Thế Tôn, mạng sống con người 100 năm. Thì thời Đức Phật là tuổi thọ 100 năm. Thì một số các vị tỳ kheo nói rằng là bạch Đức Thế Tôn là 70 năm cuộc đời là một mạng sống con người. Đức Phật cũng lắc đầu kêu không phải. Có nhiều người, các vị tỳ kheo nói là 60, rồi có người nữa 50, 40, 30, 20. Cuối cùng gì? Sai hết, không ai nói đúng hết. Đức Phật nói mạng sống con người qua hơi thở. Vừa mới đẻ ra thôi mà gì? Không thở được nữa, chết. 20-30 tuổi thôi, hơi thở hít vô, không thở ra, chết. Mạng sống con người qua hơi thở. Mà hơi thở đó nó cũng có cái sự rằng rịch, và nó có một cái sự mà gọi rằng là kết hợp với lại cái phước báu của con người, chứ không phải là hết thở là bỗng không đâu, chết mà phải bỗng không đâu, mà do thọ mạng hết. Thọ mạng hết do mình xài cái thọ mạng này quá, xài qua cách là ăn mặn, sát sanh, và cứ giết các loài chúng sanh, bẻ chân bẻ cẳng nó, và dế chim rồi mũi mồng, cái con gì mình cũng gì, mình không có có thả nó, mình phát tâm để mình phóng sanh, mà con gì mình cũng giết nó, thì thọ mạng mình ngắn. Có cái chú đó, ông nói, ông kêu trời, lúc trước con mới sinh ra nhìn mảnh trai, mặt mày tròn trịa đẹp lắm, khi bắt đầu lớn lên đi học lớp 5, lớp 7 gì đó, rồi bạn bè rủ đi câu cá, chỉ có 1-2 năm thôi mà cái mặt nó biến dạng kinh khủng luôn, dễ sợ. Thì một cái tâm sắc sanh mà nó biến dạng cái mặt như vậy. Cái người mà họ sanh về Tây Phương Cực Lạc cũng phải cần có ngũ phước và có tịnh nghiệp tam phước. Họ phát tâm, họ niệm Phật, họ về bên đó rồi hoa nở thấy Phật, ngộ vô sanh, và họ trở thành một thân tướng y hệt như Đức Phật Di Đà, có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, chứ không phải như một con người ở cõi này khi sanh ra giống như là cục thịt đỏ que bằng cái bắp đùi, xong bắt đầu từ từ lớn lên, phải gọi là thân vô thường. Nó từ nhỏ nó lớn lên, nó vô thường, nó lớn lên như vậy. Vì sao mà cái thân nó nhỏ rồi nó lớn từ từ lên vậy, rồi già rồi chết? Do sống với tâm vô thường, và hoàn cảnh ở đây cũng vô thường luôn. Cho nên thành ra con người sống ở đây là không ổn định,
bất thường. Mà con người sống ở Tây Phương Cực Lạc với tâm chân thường, cho nên thành ra khi họ sanh ra một cái thân họ đẹp đẽ, 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, giống hệt như Đức Phật Di Đà, là họ sống với tâm chân thường, họ với tâm thanh tịnh, cho nên họ mới được cái thân nó như vậy. Quý vị để ý thôi, nhìn người gương mặt của người đó xấu xa, họ nhìn mấy cái thân tướng của họ không đẹp đẽ, vậy mà họ phóng sanh, họ ăn chay, họ niệm Phật, họ tích phước, một thời gian thân tướng họ đổi ra, họ đẹp lạ kỳ, đặc biệt như vậy. Bây giờ quý vị nghe cái đoạn mà Tổ sư Ấn Quang có khai thị về cái việc mà khi mà người sanh về Tây Phương Cực Lạc đó, thì cái thân tướng của họ sẽ đặc biệt hơn, không phải như thân tướng của một con người. Và hơn nữa đó là một cái câu chuyện của ông Hiền Ấm mà hôm nay Giác Nhàn muốn nói. Sư Hiền Ấm này là một vị sư mà rất là tài năng, xuất chúng, thông kinh luận và giỏi về mật tông, nhưng mà cuối cùng thì chết yểu, mới có 24 tuổi mà chết. Có nguyên do, đệ tử ngài Đế Nhàn có hai vị. Một vị là Hòa Thượng Tịnh Không, kẻ đó là ông thợ vá nồi, nghèo khổ đi vá nồi mà không đủ tiền để mà sinh sống, khổ quá. Cuối cùng gặp ngài Đế Nhàn, ngài cạo đầu xuống, tóc xuất gia, ngài giao tới một cái miếu đó, ngài tiêu ở tại cái miếu đó mà niệm Phật, có người bưng cơm đến cho ăn. Và ông thợ vá nồi này, những cái nồi hồi xưa, nồi chả bằng gang bị lủng xong rồi người ta giá lại đó, gọi là thợ vá nồi, và không đủ sống luôn, khổ như vậy đó, khổ cùng cực luôn. Rồi cuối cùng ông tới đó, ông niệm Phật 3 năm, ông đứng ông vãng sanh. Đợi ngài Đế Nhàn đến rồi bắt đầu đỡ, nằm xuống mới khiêng về. Ngài Đế Nhàn nói: các vị trụ trì, các vị học thức, tiến sĩ mà những giỏi cũng không thể qua nổi ông thợ vá nồi này. Ông niệm Phật 3 năm thôi mà ông đứng ông vãng sanh luôn. Thì đây là một vị mà đệ tử ngài Đế Nhàn mà Hòa Thượng Tịnh Không có giới thiệu. Vị thứ hai là sư Hiển Ấm, thông minh xuất chúng luôn. Và lúc thông minh quá cho nên ngài Đế Nhàn hay nói những cái việc là tốt, khen tặng, nghe quen tai, thích thú quá rồi. Rồi bắt đầu đi qua bên Nhật học mật tông, rồi được các vị bên mật tông truyền thừa về mật tông Quán Đảnh, về bên này truyền bá mật tông mà chê bai Tịnh Độ rồi thiền những pháp môn khác. Ấn Tổ có gửi lá thư cho ông sư Hiển Ấm này, và Ấn Tổ có khuyên là nên hàm dưỡng ẩn tính tài năng tu hành đi. Rồi sau đó ngài Đế Nhàn cũng khuyên nữa là ông còn trẻ tuổi, học thức ông thì giỏi, nhưng mà ông phải ẩn tính tài năng, ông hàm dưỡng bế quan tịnh tu 3 năm đi. Khi mà sư Hiển Ấm nghe như vậy rồi kêu: sao thầy mình lúc trước khen mình, bây giờ lại thầy mình kêu mình vô tu, mình giỏi vậy mà còn tu gì nữa. Cuối cùng gì, bực tức đi qua tới cư sĩ Lâm và ôm cái khó chịu mà thầy mình nói như vậy đó là chết luôn. Thì Tổ sư Ấn Quang nói: sư Hiển Ấm là người thông minh xuất chúng, nhưng mà không nghe lời thầy là ngài Đế Nhàn khuyên răng nên hàm dưỡng, ỷ vào cái tài năng của mình giỏi, cho nên thành ra gì, muốn làm gì làm, và không nghe lời thầy, bất kính thầy, rồi cuối cùng gì, trắc trở. Không trắc trở thì cũng phải chết non, cái này bị chết non. Cho nên trong cái phước mà để kéo dài thọ mạng trong ngũ phước, nó có một cái phước gọi là tôn kính sư trưởng, hiếu dưỡng cha mẹ. Đây là hai cái phước này kéo dài thọ mạng đặc biệt. Cho nên sư Hiển Ấm chết mà lúc chết đó có người nói với Ấn Tổ rằng Phật niệm không được mà chú trì cũng không xong luôn, mới có 24 tuổi ra đi chết. Cho nên là đây là một nhân vật mà Tổ Ấn Quang hay nhắc rằng là gì, thiếu sự hàm dưỡng. Người lớn khuyên không nghe, muốn đi là đi, muốn học nơi nào đó là học, muốn làm gì thì làm, trong khi đó là kinh nghiệm tu chưa có, hàm dưỡng chưa có, khả năng tài trí thì giỏi, nhưng mà đó chỉ là học thức thôi, không hàm dưỡng. Ấn Tổ viết cái thư cho ngài sư Hiền Ốc này rất hay. Cho nên ra chúng tôi khuyên quý vị, học thì phải thực học, và bắt chước theo cái hạnh của các vị thời xưa. Ngài Lý Bỉnh Nam cũng không ngoại lệ, cái việc mà hàm dưỡng cho Hòa Thượng Tịnh Không 5 năm, tự Hòa Thượng Tịnh Không phải xin ở lại 5 năm nữa để hàm dưỡng cho nó đủ cái công phu. Cho nên thành ra thời xưa học trò, thầy nói như sao họ nghe như vậy. Và bắt đầu thời ngài Đế Nhàn như vậy rồi mà vẫn không có thể nói cho sư Hiền Ấm có thể nghe được. Cho nên người thông minh có hai cái xuất hiện. Thứ nhất là cống cao ngã mạn, thứ hai là dâm tâm khó trừ. Hai cái nghiệp này, hai nghiệp này là hai cái nghiệp đáng đọa, nguy hiểm cực kỳ luôn.
Cho nên kẻ học thức giỏi giang thường là phạm phải hai cái lỗi này, ấn tượng không? Nguy hiểm cực kỳ. Đó. Thì bây giờ thầy Nhuận Minh sẽ đọc cho đại chúng nghe cái lá thư của ấn tổ gửi cho sư Hiển Ấm nha. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Vâng theo lời sư phụ chỉ dạy, con xin phép được đọc những lời khai thị của tổ sư Ấn Quang trích trong văn sao. Thành tâm dâng lên cúng dường chư tôn đức tăng và toàn thể đại chúng trong buổi sáng ngày hôm nay. Nam mô A Di Đà Phật. Tổ sư Ấn Quang trả lời lá thư số 28, thư trả lời pháp sư Hiển Ấm. Nhận được thư khôn ngăn mừng rỡ an ủi, tọa hạ túc căn sâu dày, thông minh hơn người. Chưa đầy mấy năm mà đối với tông, đối với giáo, đối với mật đều đã thông đạt. Đáng hận là quan già rồi, chẳng thể học theo những sở đắc của tọa hạ được. Chỉ mong tọa hạ từ đây chân tu thật chứng, thì hai tông Thiên Thai lẫn mật giáo từ nay sẽ được chấn hưng lớn lao. Nhưng hiện thời tuổi ông hãy còn quá trẻ, hãy nên gấp rút ẩn kính tài năng, tận lực tu hành, đợi đến khi công phu hàm dưỡng sâu đậm mới ra hoằng pháp thì lợi ích lớn lắm. Thông minh và có hàm dưỡng sẽ thành pháp khí, thiếu hàm dưỡng thì đối với bản thân, đối với pháp, chắc rằng lời lẽ hành vi sẽ chẳng tương ứng mà chính mình không biết. Đây là lòng khăng khăng ngu thành cửu quan. Thầy Liễu Đạo đã đến đây, đừng lo, gió xuân dễ xâm nhập vào người, xin hãy giữ gìn điều dưỡng, ác sẽ không cần thuốc mà được yên vui vậy. Sư Hiển Ấm là đệ tử của pháp sư Đế Nhàn, cực thông minh, chưa đầy 20 tuổi đã thông thạo giáo nghĩa tông Thiên Thai, qua Nhật học mật tông, sau 3 năm đã thấu hiểu giáo nghĩa mật tông, do quá thông minh nên đâm ra ngạo nghễ, thường viết những bài gửi đăng trên tờ Hải Triều Âm đề cao mật tông, cho rằng các tông phái khác đều là thấp kém và chỉ có mình mới hiểu đúng mật tông. Khi sư trở về nước đến gặp thầy với vẻ hiu hiu tự đắc, pháp sư Đế Nhàn từ bi khuyên Hiển Ấm nên ẩn cư hàm dưỡng cho sâu dày rồi mới ra hoằng pháp để tránh va vấp. Nhưng Hiển Ấm lại tưởng lầm thầy mình đố kỵ, cố tình chèn ép nên đau bực đến nỗi ngã bệnh. Trong khi bị bệnh vẫn dùng thế trí biện thông để tranh biện với những ai vấn nạn, nên cuối cùng đã phải kiệt sức chết khi chưa đầy 24 tuổi. Khi mất, sư thần trí mê loạn, không niệm Phật mà cũng không trì chú được, nên rất khó thể khỏi bị đọa. Lá thư số 507, thư trả lời cư sĩ Ôn Quang Hy. Ông vọng tưởng tơi bời mà vẫn gấp muốn được nhất tâm bất loạn, tâm ấy chính là cái gốc cho ma dừa. Vì thế Quang nói pháp môn tịnh độ trọng tại tính nguyện. Nếu tính nguyện chân thật thiết tha, dẫu chưa đắc nhất tâm, vẫn có thể vãng sanh. Nếu không có tính nguyện, dẫu đắc nhất tâm, vẫn chẳng thể cậy vào tự lực để liệu sanh thoát tử. Vì thế chẳng khuyên ông miệt mài cầu nhất tâm, do ông vọng tưởng tơi bời, hễ cầu nhất tâm nhất định sẽ bị ma dừa. Ông chẳng xét hiểu ý Quang, bèn nghĩ là mặc kệ, miễn sao thuận tiện thì thôi. Những kẻ đối với chuyện trước mắt bèn tùy tiện, chắc chắn chẳng phải là người tín nguyện chân thiết. Nếu tín nguyện chân thiết, quyết chẳng đến nỗi hờ hững tùy tiện để rồi đều chẳng được vãng sanh. Lý vốn chẳng chướng, do ông coi vô lý là hợp lý, nên tự sanh chướng ngại thì còn quán trách ai. Quán Âm đại sĩ chính là quá khứ cổ Phật, nhà khảo chứng tầm mắt nhỏ tí như hạt đậu, nhưng cứ nói bừa đạo lý. Há ông chẳng từng đọc phẩm Phổ Môn trong quyển 7 Kinh Pháp Hoa, chương Quán Âm Viên Thông trong quyển 6 Kinh Lăng Nghiêm. Đọc hai kinh ấy sẽ bật cười trước những lời lẽ của bọn khảo chứng. Sách Quán Thế Âm Bồ Tát Bổn Tích Cảm Ứng Tụng không gì chẳng nói rõ. Chỉ vì ông tâm khí thô phù, trọn chưa hề hiểu rõ ngữ khí và ý nghĩa của đoạn văn trước lẫn đoạn văn sau, nên mới mờ mịt không biết theo hướng nào. Bà cô con gái của vua Diệu Trang là Ngoa Truyền, Cao Vương Kinh là Ngụy Kinh. Tụng kinh ấy thì vẫn có công đức chẳng ít, do trong ấy có thật nhiều danh hiệu Phật,
kinh này đã lưu truyền từ thời Lục Triều. Người thật sự thông hiểu Phật Pháp chẳng đời sướng, nhưng muốn cho tục nhân gieo thiện căn nên cũng chẳng ra sức ngăn trở. Ông thật đáng gọi là kẻ cuồng bậc nhất. Tầm vinh hoa trong cõi đời như sóng biển vỗ đập ào ào, mà muốn ngay lập tức gió yên sóng lặng, lắng trong bất động. Tâm gấp muốn cầu được bất động chính là cái gốc của mọi sự đua nhau giấy động đấy. Lại như nồi đã sôi trào, cứ tận lực tăng thêm lửa mà mong cho nó chẳng trào sùng sục, há có được chăng? Quan nói với ông toàn là những chuyện lặng gió rút bớt củi, nhưng ông chẳng xét kỹ, vẫn cho là khuấy sóng sôi trào thêm, há chẳng đáng buồn quá đỗi ư? Ông hãy đọc kỹ văn sao và ngôn lục, ắt sẽ chẳng đến nỗi tự phụ bạc ông. Nếu không đừng coi tôi là thầy, hãy bái vị cao minh nào khác làm thầy, quan cũng chẳng hỏi đến ông nữa. Tổ sư Ấn Quang khai thị người sanh thế giới cực lạc. Thế giới cực lạc không có nữ nhân. Nữ nhân xuất sanh hệ sanh về thế giới ấy đều mang tướng đồng nam trẻ trai, liên hoa hóa sanh, vừa từ trong hoa sen ra đều giống hệt như người trong thế giới cực lạc, chứ không phải là trước hết bé nhỏ rồi sau đấy mới dần dần khôn lớn. Người trong thế giới ấy không có phiền não, không có vọng tưởng, không có chuyện tạo nghiệp, do cậy vào Phật từ lực nên hết sức dễ sanh. Nhưng phải lấy niệm Phật làm nhân, đã vãng sanh rồi thấy Phật nghe Pháp, nhất định viên thành Phật đạo. Trong 10 phương thế giới chỉ có cõi này là thù thắng vượt trội nhất. Trong hết thảy pháp môn tu trì, chỉ có pháp này dễ tu nhất mà công đức lại lớn nhất. Trích Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên, quyển 2 thư trả lời cư sĩ Diệp Phước Bì. Vì thế hãy nên chuyên tu tịnh nghiệp cầu sanh cực lạc, nương theo Phật từ lực vãng sanh Tây Phương. Đã được vãng sanh thì liên hoa hóa sanh không có các khổ, thuần là tướng đồng nam bé trai, thọ như hư không, thân không tai biến, những danh từ như già, bệnh, chết vân vân chẳng còn nghe đến, huống gì thật có. Theo chân thánh chúng, thân cận Di Đà, nước, chim, cây cối đều diễn pháp âm, tùy theo căn tánh mình do nghe pháp bèn chứng, thân còn trọn chẳng thể được, huống gì có oán. Nghĩ đến áo bèn có áo, nghĩ ăn bèn có ăn, lầu, gác, nhà, viện đều do bảy báo hợp thành, chẳng nhọc sức người tạo tác, chỉ là hóa ra, biến bảy sự khổ nơi ta bà thành bảy niềm vui. Lại thêm thân có đại thần thông, có đại oai lực, chẳng lìa chỗ mình liền có thể trong một niệm ở khắp trong 10 phương thế giới chư Phật, làm các Phật sự thượng cầu hạ hóa. Tâm có đại trí tuệ, có đại biện tài, từ một pháp biết trọn thật tướng của các pháp, tùy cơ thiết pháp không lầm lạc. Dẫu nói bằng ngôn ngữ thế đế, nhưng đều khế hợp diệu lý thật tướng, không có nỗi khổ ngủ ấm hừng hực, hưởng niềm vui thân tâm tịch diệt. Vì thế kinh nói không có các khổ, chỉ hưởng các sự vui nên gọi là cực lạc. Ta bà khổ, khổ không nói nổi, cực lạc vui, vui chẳng ví tày. Tin sâu lời Phật, trọn chẳng nghi hoặc mới gọi là chân tính. Cho nên dùng tri kiến phàm phu ngoại đạo, lầm sanh suy lường, bảo các thứ thù thắng trang nghiêm màu nhiệm trong tịnh độ, đều là ngụ ngôn nhằm tỉ dụ tâm pháp, chẳng phải là thật cảnh. Nếu có sự thấy biết tà vậy sai lầm như thế sẽ mất lợi ích thật sự được vãng sanh tịnh độ, tai hại quá lớn, không thể không biết. Trích Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tăng Quảng Chánh Biên Nguyễn 1, thư gửi cư sĩ Trần Tích Châu. Nam Mô A Di Đà Phật. Quý vị biết hiện giờ thì thường 300 đến 500 người đang xem trực tiếp trên toàn thế giới, cũng như gia đình của Nguyễn Thành Sơn, pháp danh Từ Phước ở Kentucky, nghe nói cũng xem trực tiếp một số với Phật tử Oregon, rồi Chicago, Cali, vân vân. Mười mấy cái tiểu bang lúc trước chúng tôi qua 2 năm bên đó, họ vẫn còn cái nhân viên mà mỗi lần chủ nhật như vậy chúng tôi giảng họ đều xem trực tiếp hết.
Đó là một cái nhân duyên mà hôm nay họ được nghe văn sao của tổ sư Ấn Quang từ nơi thầy Nhuận Minh đọc. Đây là một thiện thư. Bất cứ ở trong đạo cũng như ngoài đời, không có vội vàng bợp chợt. Tu hành cũng vậy, làm ăn cuộc sống cũng vậy. Mới gieo mạ xuống, mới bỏ lúa xuống lên mạ mà mong có lúa có hạt thì người này quá đáng, không hiểu gì được cái cuộc sống và sự sinh tồn của vạn vật, sẽ gây trở ngại cho mình rất lớn. Dục tốc bất đạt, không vội vàng. Mà đến hôm nay chúng ta nói được cái câu nói này là 50 tuổi hôm nay á nha, sinh năm 72 nhâm tí ha, 50 tuổi hôm nay mới thực sự để mà cảm nhận được cái lời của tổ sư Ấn Quang, mới có thọ dụng. Từ khi đọc văn sao bên Mỹ về đây 4 năm trời, hơn 4 năm ở đây bắt chiêm nghiệm văn sao, mới đọc từng chút áp dụng, thấy có thọ dụng. Hồi nãy ngài quở cái ông đó, cái tâm ông còn vọng động điên đảo mà vọng tưởng như vậy mà ông cứ gấp muốn nhất tâm. Họ yên một chỗ để tịnh tu, để mà làm cho lắng dịu xuống, không chịu. Cứ đi rong hết chỗ này đến chỗ nọ mà muốn để thành tựu đạo nghiệp thì làm gì có đạo lý đó. Đó là bản thân chúng ta hôm trước dấp phải. Thấy một số các vị đi thuyết pháp đồ, đi hồng pháp nước này nước nọ cũng thích quá, hàm dưỡng mấy cái 3 năm 207, 210 chưa đủ, đi ra rồi một cái thôi chướng ngại đùng đùng, chùa thì không ai coi ngó hết trơn, giao cho một số người, mấy chú mấy thầy mà làm đủ kiểu hết trơn, nhận người ào ào chư ni vô, mấy cô trẻ vô đầy hết trơn trong đó, không biết cách nào để mà mình quản lý, về dọn ứ nữ môn chết luôn. Bổn phận của mình đó là lo cho cái chùa dưới này chưa xong mà vượt quá phận, cứ nghĩ như vậy là mình là ngon thành tựu, coi lại văn sao là dở ẹt luôn. Là gì vậy? Nôn nóng vội vàng bợp chợt. Mà cái tuổi nó là nó như vậy, ngộ vậy. Lúc đó ba mấy 40 tuổi, bốn mấy tuổi là thôi chứ ai nói mà nghe đâu. Vậy mà có văn sao trị được. Văn sao để đọc vào cho nhưng chúng tôi kháng cự, và gì? Hàm dưỡng mình còn thiếu. Khi mà mình không bợp chợt vội vã nha, mình yên ổn ở một cái nơi nào, chọn một cái nơi đó ở để mình dụng công tu hành, đọc cái bộ văn sao này chúng tôi thực sự là thấy có thọ dụng. Cho nên thành ra mà không biết quý vị ngồi nghe sao, chứ mà chúng tôi soạn ra cho thầy Nhuận Minh đọc thì chúng tôi cảm giác thấy thấm thía cuộc đời vô cùng. Mà những người mà họ nghe văn sao họ cảm nhận được rồi thì cái hữu ích này bất khả tư nghị lớn lắm. Vậy cho nên thành ra là cái việc mà để mà ngài khai thị thì cần phải học. Mà bản thân chúng tôi nghĩ anh em huynh đệ cần phải 10 năm đèn sách, công thành mới danh toại được. Rồi thêm 10 hoặc 20 năm dụng công nữa thì bảo đảm cuộc đời của mình có sự thành tựu cho 30 năm. Mà thường chúng tôi thấy những người họ không có đi đây đi đó, đi nhiều là tuổi thọ kéo dài như Hòa Thượng Trí Tịnh. Ít khi nào người bước ra khỏi chùa, có công việc gì ngày lên nuôi cấm một chút rồi ngày về dịch kinh, ngày coi sách đồ, ít cái chuyện ngày phóng tâm ra ngoài ngày đi. Là một vị hòa thượng mà chúng tôi lúc trước cũng hay xuống để đảnh lễ thăm hòa thượng. Thứ hai là hòa thượng ở ngoài Bắc là 104, 105 tuổi. Trời ơi, ngài ở yên một cái chỗ, một cái chùa ngài cũng đơn giản, 105 tuổi rồi. Nên cái người mà họ không có đi nhiều cho nên họ không có xài cái phước, đi thì phải tốn tiền xài phước đúng không ạ? Họ ở nhà họ đem cái tiền cái phước đó họ hỗ trợ, họ hiến cho người khác, họ yên một chỗ để họ tu. Nghề nghiệp cũng vậy, tạo một cái nghề nghiệp là làm cho tới nơi, nó có thất bại cũng là gì? Là kinh nghiệm cho tương lai. Họ một nghề mà họ làm, một chỗ mà họ ở, một pháp môn đó mà họ hành trì lâu ngày dài tháng, một vị thầy đó do ấn tổ họ theo có thọ dụng. Ngài khai thị về mạng sống vô thường. Mạng người vô thường, vinh hoa phú quý chẳng tồn tại dài lâu, hãy gấp đi theo diệu pháp niệm Phật để khỏi bị trầm luân. Đơn giản vài chữ vậy thôi, công hiệu lớn. Mạng người vô thường, mà thường con người họ không thấy họ vô thường, bệnh hoạn gần chết rồi họ kêu ô sao vô thường dữ ta, lúc đó muộn. Mà bây giờ họ nhận chân được cái vô thường rồi, rồi bắt đầu họ sẽ làm gì? Họ sống an vui với cái vô thường và họ trở về với cái chân thường là cái tâm thanh tịnh của họ. Thì đây mới đây gọi là chân thường.
Và con người thông minh đó cũng phải bị vô thường. Mà thông minh thì không cự lại nỗi nghiệp lực. Lúc chết là hải hùng sợ hãi, giận hờn tức tối, rồi quỷ sứ nó tới nó dắt đi là không thể nào cự lại nổi. Cho nên thông minh vẫn không cự lại nỗi nghiệp lực đó. Phú quý không thoát khỏi luân hồi. Vinh hoa phú quý khi chết rồi không lấy cái tiền đó để mua mình làm người lại, hoặc mình sanh cõi trời, đọa là phải đọa. Mà thường phú quý vinh hoa là có phước là hay tạo nghiệp. Có phước là có tiền của rồi ai cũng đi đâu, đi xuống biển ăn cua ghẹ rồi hưởng phước tạo nghiệp, đúng không? Nó hưởng phước là tạo nghiệp ha. Con người ở cõi này nè, cõi trời nè, cõi Atula là ba cõi đó là vô để hưởng phước. Rồi tạo nghiệp xấu ác để bắt đầu vô địa ngục ngạ quỷ chúc sanh để trả quả xấu ác đó. Nó cứ xoay quần như vậy hoài. Tuy rằng mình nghèo đúng không, nhưng mà cũng đang hưởng phước. Hưởng phước không con súc vật, con thú nó đâu có thể nào giống con người được đâu. Đã vào cõi người, cõi Atula, cõi trời là đang hưởng phước đó. Ba cõi này là hưởng phước. Mà thường hưởng phước là tạo nghiệp, chứ ít có ai mà gì hưởng phước là tạo ra phước, hoặc là bớt giảm đi cái hưởng phước để cho người khác hưởng, tạo để tịnh nghiệp, tạo được cái phước báu để mình hồi hướng về cực lạc. Ít ai họ tin lắm. Nghe hiểu đúng không? Cuộc đời nó là vậy, cho nên họ đọa lạc là nhiều lắm bói thôi. Đó, ví dụ quý vị có coi đi ăn một cái đám cưới là được bao nhiêu cái bàn ăn chay. Mình ăn chay người ta mỉa mai, người ta còn cười mặt mình nữa, kêu đồ ngu. Giống như bò trâu ăn rau cỏ thành bò trâu hết. Họ không có hiểu được cái đạo lý. Họ không có hiểu gì một cái việc mà tích phước ăn chay tu hành. Cho nên thành ra người này đáng đọa. Đáng đọa. Ngài khuyên nè, nếu mà mạng sống vô thường rồi phải lo liệu trước, chứ đừng có để sanh tử là lúc mà mình chuẩn bị chết rồi mới lo liệu là không kịp đâu. Nghiệp nó đoạt mất hết đi những cái việc mà mình ra đi. Đại sự sanh tử cần phải lo liệu sẵn. Nếu đợi đến lúc ra đi, tức là lúc lâm chung mới tu, mới lo, chỉ sợ bị nghiệp đoạt mất đi. Nghĩa là ngay cái lúc còn sống này mình không lo ăn chay, không lo niệm Phật, không lo tích phước, không lo tu hành. Rồi cái lúc lâm chung mình muốn để mà sống lại làm người hoặc ra đi an lành không được, do cái nghiệp xấu á, nó làm cho tâm mình bất an, làm cho tâm mình sợ hãi, làm cho cái tâm mình phải nói là bị đọa lạc đi, cho nghiệp lực nó đoạt mất đi cái chí hướng để làm người hoặc về cõi trời hoặc là vãng sanh về cực lạc, đoạt mất cái chí hướng. Cho nên là ra cái cận tử nghiệp là cái cực kỳ nguy hiểm. Vừa rồi đây có bà cụ Hà Nội, bà này kỳ tích, chúng tôi mới lên làm một cái đoạn phim trên đó, mới lên làm một cái đoạn phim trên đó, mới lên làm một cái đoạn phim trên đó, mới lên làm một cái đoạn phim trên đó, mới lên làm một cái đoạn phim trên đó, mới lên làm một cái đoạn phim trên đó. Đó. Cho nên có hai cách mà để nuôi dưỡng được thọ mạng. Thứ nhất là phát tâm rộng lượng, cúng dường, trai tăng, phóng sanh, kiên giết, ăn chay. Đó là cái công đức của tu tạo lợi tha. Phải làm cái điều này. Và gặp vật là phải cứu nó liền. Gặp người phải thương người liền. Giúp đỡ người liền. Thì đó là cái cách tu tạo để tích lũy cái âm đức công đức lợi tha. Bên cạnh đó phát tâm niệm Quan Âm Bồ Tát. Mà Bồ Tát Quan Âm có cái hạnh nguyện là ai muốn trường thọ thì niệm Nam Mô Quan Âm Bồ Tát được trường thọ. Ai muốn phú quý là giàu có, niệm Quan Âm Bồ Tát được phú quý. Thấy nghe lạ hả? Phú quý là giàu có phải không? Hôm bữa có một cô Phật tử, cô lên cô cúng dường trai tăng. Đáng lẽ tuần trước có nói cái câu chuyện này rồi mà không đủ thời gian. Nghe Bồ Tát Quan Âm phát Bồ Đề Tâm dõng mãnh, người nào mà phát Bồ Đề Tâm dõng mãnh đó nghe, niệm danh hiệu Bồ Tát Quan Thế Âm thì người này cầu phú quý được phú quý. Cái cô đó của làm ăn bị thất thoát, rồi trở ngại trục trặc gia đình lộn xộn rối beng, thì cổ nguyện Bồ Tát Quan Âm gia hộ cho con nghe thầy Nhàn nói cái ngày lễ vía Quan Âm là niệm Quan Âm Bồ Tát, cầu trường thọ được trường thọ, cầu phú quý là cầu giàu có là được giàu có. Thì cô phát Bồ Đề Tâm của niệm Quan Âm Bồ Tát và sáng tối cổ trì đủ 108 miếng đại bi. Cô này hơi cười khôi, tại nhà mà vẫn đủ 108 miếng đại bi, lấy cái máy của chúng tôi tặng á, là cô mở ra cổ trì tụng. Thì hàng ngày cô thường xuyên cổ niệm Quan Âm Bồ Tát, bắt đầu làm việc gì là có trúng bánh việc đó. Và khi mà cổ nghèo thì cổ túng thiếu, cổ nợ nần đến 1 tỷ mấy luôn. Sau đó rồi cổ phát tâm cổ niệm Quan Âm Bồ Tát thì cổ nói sao mấy trong người nó mát mẻ, nó dễ chịu. Buôn bán lúc trước là đáng lẽ người ta hỏi không mua là mình bực bội, mình chửi bới, mình khó chịu không. Bây giờ người ta không mua thôi cũng vui vẻ, cảm ơn người ta đàng hoàng.
cô vui vẻ, cô hoan hỷ, trong lòng nó mát mẻ do con niệm Quan Âm trì thần chú để bi, cho nên thành ra ai cũng thấy cổ mặt mày hoan hỷ sáng sủa, ai cũng tới mua đồ của cổ từ từ trong mấy tháng sau trả hết 1 tỷ còn dư mấy trăm triệu nữa. Có phải là từ nơi tâm của mình an vui rồi mình niệm danh hiệu Bồ Tát Quan Âm có phước báu không? Đúng. Nếu một thời lễ lạy cúng dường Bồ Tát Quan Âm, một thời lễ lạy niệm thần chú đại bi, một thời lễ lạy niệm Phật A Di Đà tụng kinh, công đức này thù thắng bất khả tư nghì, chỉ có Phật cùng Phật mới có thể thấy được đó. Chúng sanh khó tin vô cùng. Thì cô này cô lên cô cúng dường cái phong bì, cô không lật ra coi, thì cô đưa nhiều bỏ trong túi vậy thôi. Cô nói cảm ơn thầy, khi mà con trả nợ xong còn dư mấy trăm triệu, con xin xây cái thất tại nhà, có miếng đất ông chồng ông không cho. Ông kêu tu mà cất chùa, cất miễu, cất thất trong nhà nó xui lắm thôi, ông cũng không chịu. Rồi con, nguyện tiếp với Quan Âm, con kêu khi nào mà ông đồng ý đủ duyên rồi con lên con coi chỗ nào mua miếng đất hoặc mua cái nhà gì đó ở gần chùa thầy con niệm Phật giảng sanh. Mà con nghĩ chắc chắn là Bồ Tát gia hộ cho con sẽ được, bởi vì cái mà con thấy là linh nghiệm đó là nợ cả tỷ mà con trả hết mà còn dư tiền nữa, thì con thấy cái công đức niệm danh hiệu Bồ Tát Quan Âm đặc biệt. Ngoài cái việc mà mình niệm danh hiệu Bồ Tát Quan Âm nó có cái công đức gia trì đó, thì nó làm lại, nó hỗ trợ cho cái tâm của mình nó được an vui. Mà chính cái tâm an vui nó sanh ra cái phước báu. Cho nên cái người mà bực bội, tức tối, nhăn nhó, cãi cọ, bất hiếu cha mẹ, rồi sừng sổ với người khác, nóng nảy, thì người này lúc nào cũng gì gặp xui. Xui đó không phải ông trời ông ban đến cho mình, mà chính mình hành tâm trạng đó là tâm trạng xui xẻo. Tâm trạng đó là tâm trạng mà hết phước báu, chết yểu, chết non. Nhớ chỗ nào mà phải hiểu chỗ này và tin tưởng cái điều này mà chúng tôi nói. Cái phước báu của ngũ phước lâm môn, thứ nhất đó là sống lâu, thứ hai đó là giàu có, thứ ba là bình yên khỏe mạnh, thứ tư đó là ham chuộng phước đức, thứ năm đó là chết tốt lành. Ấn Tổ hay nhắc đến cái ngũ phước lâm môn này. Mà ngũ phước lâm môn này không phải là ai mang đến tự bên ngoài, mang đến tặng cho mình may rủi đâu, mà tự thân mình phải tạo. Cho nên thành ra cuộc đời người ta không có hiểu nhân quả, người ta sống trong mờ mịt tội ghê lắm. Người ta thấy người đó làm ăn giàu có, tự nhiên người ta nói sao? Trời hên quá, tự nhiên ông trời hay là ông thần nào đó, hoặc là thánh thần gì đó, hoặc người này gặp may quá ta. Không có hiểu được cái nguyên do là họ tạo cái phước rồi. Họ làm ăn giàu có, họ biết phát tâm cúng dường, mà đời này không cúng dường, không có làm phước, cái đời trước có, họ hưởng thừa cái phước mà họ đã làm, họ gieo, chứ không phải bỗng không. Khi mình hiểu nhân quả rồi, mình thấy mình nghèo phải không? An phận trong nghèo, bởi vì do đời trước và đời này mình không biết làm những cái pháp cúng dường, thương người thương vật, mình không có làm điều này cho nên mình nghèo. Biết rồi an phận thủ thường, bây giờ từ giờ cho đi bắt đầu mình phát tâm dõng mãnh tinh tấn để tạo phước báu. Cho nên ra Đức Phật là lưỡng túc tôn, đầy đủ hai cái tôn quý nhất, đó là phước đức và trí tuệ mới thành Phật được. Nhiều lúc mọi người nói rằng tu khỏi cần phải tạo phước, đóng cửa ở trong đó tu là được rồi. Một thời gian không ai cúng, thiếu phước không có gạo ăn. Có một cái vị đó hỏi Hòa Thượng Tịnh Không, tôi không tin nhân quả đâu, tôi không tin cái chuyện cảm ứng mà cầu được ước có đâu. Cái hòa thượng hỏi lý do làm sao vậy, kia hôm trước giờ tôi cầu cái tủ lạnh mà tôi cầu hoài không có. Còn cái rồi hòa thượng Tịnh Không hỏi là thầy ở với ai, kêu tôi ở con mình à. Thì hòa thượng Tịnh Không nói thầy ở mình cầu không có, đúng rồi, mình thầy đâu cần tủ lạnh chứ đâu, mua bữa nào ăn bữa đó là được rồi, với hai thầy sống một mình thầy cầu cho thầy không có đâu, thầy phải cầu vì chúng sanh cho đại chúng kìa, rồi bắt đầu thầy ở trong đại chúng đó thầy hưởng, chứ thầy cầu cho thầy không có là đúng rồi. Cái đạo lý nhân quả không có thâm. Cho nên để ý coi, người phụ nữ nào đó mà hiếu thảo với mẹ chồng, lo lắng cho chồng, không có xe xua hưởng phước, không có cầu về cho bản thân mình nhiều đó nghe, thì con người này được hạnh phúc và tuổi thọ người ta kéo dài, và cuộc đời về già người ta sẽ sung sướng, bởi vì người ta có tích phước mà. Đó mà đó. Thì cái phước báu thọ mạng là quan trọng nhất. Lắng nghe cho kỹ nè. Cho nên thành ra cái đợt nào cúng trai tăng của quý vị, chúng tôi cũng phát tâm để mà phóng sanh hết. Ngoài cái việc phóng sanh đó là tích lũy một phần đó để nuôi các cụ già, rồi đem cái ẩm thực cúng dường đó đó, đem cái đồng tiền đó cũng như ẩm thực hôm nay đó đó, là cúng dường cho chư tăng trên đó, và để toàn bộ đại chúng hôm nay về cổng tu ăn miễn phí, không có tính tiền.
Chúng tôi tin tưởng cái phước báu mà nấu đồ chay cho người đã ăn, người ta vui vẻ hoan hỷ để người tu hành, cái phước báu này lớn. Vậy cho nên ra trong tất cả các phước báu mà để mà tích lũy cái phước báu mà cho thọ mạng kéo dài, đây là quan trọng. Nếu quý vị có của cải vật chất giàu có, quý vị có trí tuệ sáng suốt, gia đình hạnh phúc, quý vị chết yểu, quý vị hưởng được gì không? Không. Thấy chưa? Như vậy mình cần phải thọ mạng kéo dài. Cái này là cái nền tảng quan trọng. Rồi mình mới làm được cái gì thì làm. Mà muốn được cái nền tảng thọ mạng kéo dài sống lâu á, thì mình phải gì? Ăn chay trường. Chỗ này quan trọng. Có một số người không bằng lòng với chúng tôi chỗ này, nói rằng thịt cá người ta bán bao nhiêu người ăn cũng vậy thôi chứ có gì đâu. Họ không hiểu được cái đạo lý nhân quả. Khi mình ăn thịt vào, có vay phải có trả. Vay ít trả ít, vay nhiều trả nhiều. Vay là mình ăn á, mà không vay không ăn không trả. Trả là làm sao? Trả là đến cái lúc mà mình bệnh hoạn, mình đau đớn, không ai đâm chém chặt mình, mà tự nhiên nó đau đớn trong ruột, trong gan, trong người, nó bầm dập phải vô bác sĩ rồi gì, ruột thừa nó phải cắt, nó mổ, bao tử, đủ thứ. Đó là một loại trả của nghiệp báo đấy. Mà mình không hiểu, mình cái ô chuyện đó chuyện đâu bình thường, không phải đâu. Nó có nguyên do của nó đó. Sao có những người người ta sống suốt cuộc đời không mổ cái gì hết trơn, không mổ ruột thừa, không mổ bao tử, không đau đớn một cái gì, mổ xẻ. Còn mình mới cái hai mấy tuổi mổ tùm lum hết trơn rồi. Nó có cái đạo lý nhân quả trong đó mà mình không hiểu. Cho nên muốn sống bình yên, chết an lành, làm ơn làm phước ăn chay giùm đi. Làm ơn làm phước kiên giết, khuyên người kiên giết đi. Có đồng tiền đó mình bớt xài ra mua cá mình thả. Bữa vừa rồi đây cô Lợi Hà Nội có phát tâm 10 triệu phóng sanh. Cái buổi giảng hôm đó biết sao tự nhiên lâu quá rồi không phóng sanh, chúng tôi cảm được cái điều phóng sanh chúng tôi nói. Và có một cái cô đó, cô nói 20 tháng 3 âm lịch cổ cũng làm cái lễ phóng sanh giống y chang như cô Lợi Hà Nội. Rồi một bà cụ ở đây bà cũng tích lũy được 10 triệu, mới hôm qua cũng làm được cái lễ mà chúng tôi bận lên ban tôn giáo có công việc đất đai trên chùa cho nên không có trực tiếp để giảng. Bởi vì hôm nay giảng rồi cho nên hôm qua chúng tôi nói thì mình chỉ làm lễ phóng sanh thôi. Cho nên thành ra khi mà làm một cái lễ phóng sanh như vậy đó, thì bao nhiêu người một đồng tiền đó, thay vì mình xài cho bản thân mình mua áo mua quần ăn uống thịt thà mình xài nó hết phải không, mà cái công đức phóng sanh đó bao nhiêu người hưởng luôn, và không những người sống hưởng mà người chết cũng được hưởng luôn, thù thắng. 10 công đức phóng sanh bất khả tư nghì. Cho nên tổ sư Ấn Quang ngài nói cái việc mà kiên giết ăn chay phóng sanh, đây là một loại phước báu của ngũ phước lâm môn, thọ mạng kéo dài cực kỳ quan trọng, người tu sĩ cần cũng phải có làm. Cho nên thành ra có một số các vị thầy không đủ phước duyên, và một chúng tôi xin không dám nói tên, mà một số các vị thầy bác luôn cái chuyện phóng sanh. Tiền để mà đem cho người nghèo, hoặc lo cho gia đình, lo cho con người, cho mua con cá thả ra làm gì, người ta bắt lại đủ kiểu để mà họ bác cái chuyện phóng sanh. Mà trong khi đó là Đức Phật nói 10 công đức phóng sanh, họ bác lời của Phật. Cho nên thành ra tà sư thuyết pháp như các sông Hằng, quý vị lớ sớ mà lên trên mạng coi họ mà mình không có vững tín tâm là bị cuốn theo đó liền. Bây giờ thôi, trên mạng biết bao nhiêu người giảng, lẽ dĩ nhiên mỗi người có mỗi cái cách thuyết giảng của họ, nhưng mà hầu như họ tự phát lên, họ nói theo ý nghĩ của họ chứ không theo một cái hướng đi nhất định của Phật hoặc của các vị tổ. Họ chạy hết trơn những cái ý nghĩ của Phật, họ làm thời đại hóa hết, nguy hiểm vô cùng, nguy hiểm. Cái thứ nhất là ngũ phước lâm môn, là cái phước thứ nhất đó là sống lâu. Cái chỗ này đại chúng nên lưu tâm. Ngoài cái việc ăn chay rồi, mình còn phải có cái phương cách để sinh hoạt cho khoa học một chút. Mà hôm trước Giác Nhàn nói, ba Giác Nhàn mà ông 73 tuổi bị suy tỷ, cuối cùng ông cụ này sống đến 82 tuổi, mà bà cụ mẹ của Giác Nhàn cũng vậy. Sư cô Liên Phương cũng sống thọ 83 tuổi, rồi ông cụ cũng là 82 tuổi. Họ có cái cách sống của họ, những người xưa họ có cách sống của họ. Mà cái cách sống của ông cụ mà Giác Nhàn ở bên cạnh đó là ông ngủ sớm, không khi nào quá 8 giờ. Chúng ta hôm nay thì 8 rưỡi, 1 giờ rưỡi dậy cho ông cụ là 8 giờ hoặc là 7 giờ mấy ông lên giường ngủ rồi. Ngủ sớm cực kỳ quan trọng, tốt cho bộ não và sống thọ. Thứ hai ông đi bộ. Cái dốc đó ông đi lên đi xuống, đi lên đi xuống, ông đi bộ. Đi bộ thiệt là nhiều. Uống nước lọc thôi, chứ qua bên chúng tôi là không còn uống bia uống rượu gì nữa rồi. Và ai cho đồng nào đó có thì ông gì? Đem đi phóng sanh. Rồi đi lên đi xuống ông niệm Phật. Có gì khác không? Có gì cao xa không? Có gì mà gọi là cao siêu lắm không? Niệm Phật, ăn chay,
phóng sanh, đi bộ, ngủ sớm. Vậy mà sống thọ. Vậy mà chuyển cái bệnh suy tỷ ung thư máu 73 tuổi mà kéo dài được 9 năm đến 82. Đây là sự thật. Đây là sự thật. Nhân vật này là sự thật. Bố Giác Nhàn là Giác Nhàn ở chung với ông cụ. Nên cái những cái ý niệm này rất quan trọng nha anh em vấn đề. Đó là cái cách sống thọ mà hôm nay Giác Nhàn nói. Sống thọ đó là một loại phước, nằm trong ngũ phước, mà phước thứ nhất gọi là sống thọ hay gọi là trường thọ. Đó. Cái thứ hai là phú quý là giàu có. Người biết bố thí cúng dường, phóng sanh, lấy đồng tiền mình ra để phóng sanh cứu mạng, người này gọi là tài thí. Rồi quý thầy quy y Tam Bảo sám hối nghiệp chướng cho nó và niệm Phật cho nó nghe và nói pháp cho nó nghe là bố thí pháp cho loài súc sanh đó. Vô y thí là đáng lẽ nó sợ hãi, nó chết trong thời gian ngắn ngủi, chuẩn bị là nó chết, mà mình mua cái chết đó là công đức vô y thí. Đây mới là công đức kéo dài thọ mạng. Và đây cũng là công đức mà phú quý là giàu có. Cho nên thành ra có một số Phật tử hay hỏi vì sao lúc trước mà thầy nghèo quá, chừng năm 2000 đến 2007 mà coi như là gạo không có nấu, đi mua thiếu lên thiếu xuống, bình ga lúc đó có 80.000 mà cũng không có tiền mua, mà lý do gì bữa nay hôm nay nuôi mấy trăm cụ rồi quý thầy đồ ở trên này sinh hoạt, cái nhiều lúc xây dựng nữa, vì sao có được cái đồng ngân này, có được cái đồng tiền này, bí quyết chỗ nào? Hôm nay Giác Nhàn nói quý vị nghe về cái phước báu để mà mình giàu có, lắng nghe. Chỗ này là kinh nghiệm thực tế, lắng nghe kỹ. Phước báu mình có 500.000 mỗi chủ nhật bắt đầu phóng sanh. 2007 bắt đầu mới làm được chuyện này đó. Rồi có được đồng tiền đó, bắt đầu mới in băng, in đĩa, mua kinh, mua sách, mua tượng tặng cho người ta. Không gồm cái đồng tiền đó gom tích lũy từng chút xây cái chùa to đùng lên, không, chưa làm chỗ này, không làm chuyện này. Cái đó là cái ngọn, không làm, chưa làm. Bây giờ phải tích lũy âm đức cái gốc chứ. Cái gốc đó là phóng sanh, cái gốc đó là 10 công đức in kinh tạo tượng, cái gốc đó là nuôi dưỡng các cụ già để họ yên ổn đó, họ tu. Đây là phước đức bậc trung. Và nuôi cho họ và nói cho họ nghe pháp môn tịnh độ để họ vãng sanh Tây Phương, đây là phước báu bậc thượng. Còn đem tiền tặng cho những người mà lúc mà họ bị ngặt, tức là họ bị lũ lụt đó, thì cứu cho họ như vậy trong một thời gian nhất định nào đó để họ qua cái cơn hoạn nạn đó, thì phước báu đó gọi là bậc hạ cũng phải làm. Phước báu bậc hạ này cũng phải làm. Mà phước báu bậc trung mà nuôi các cụ già, chúng đó chẳng nhà đâu có nghĩ có khả năng phước báu, có tài trí gì đâu mà có thể là nuôi các thầy hoặc độ các thầy đâu. Không có nghĩ đến điều này. Nghĩ rất là thấp. Nghĩ rất là thấp. Như vậy mà từ từ nuôi các cụ già có đồng nào tích góp, nuôi các cụ già, các cụ mà mất ha, con cái bỏ thì gì, lo quần, lo áo, lo ăn, lo uống, lo bệnh, lo hoạn. Hôm nay chúng ta không phải kể lễ khoe khoang mà nói cái cách để cho những người là quý thầy và các Phật tử nên tích lũy âm đức. Đừng vội vàng xây nhà cửa lớn, đừng vội vàng lo cho bản thân mình nhiều xe cộ và giống như cái cây để cứ hưởng trái chứ không có bón phân tưới nước cái gốc. Cái cây muốn ra trái nhiều thì gì? Bón phân tưới nước cái gốc thì trái nó tự ra. Còn mình quên bón phân tưới nước cái gốc mà cứ hái trái ăn hoài thì nó gì? Cái cây nó khô nó chết. Bản thân của mình phước báu không bao nhiêu mà cứ lo làm sao có tiền. Làm sao mà để mà những cái tiện nghi tốt nhất đến với mình. Không bao giờ nghĩ đến cái chuyện lợi tha, lợi ích chúng sanh. Không bao giờ nghĩ đến cái chuyện để mà lợi ích cho quần chúng. Thì giống như mình hái trái hoài là hết trái mà cây không ra nổi nó chết. Hưởng phước hoài trong mạng có bao nhiêu môi ra hết để hưởng rồi gì? Rồi hưởng phước bất khả hưởng tận. Nếu mà hưởng tận hết rồi thì gì? Đi ăn mày. Đây là cái bí quyết của sự thành công. Mua cuốn sách bên ngoài nó nói gì? Bí quyết của thành công đem về đọc làm được. Cái đó là chuyện đó của ổng. Còn ổng làm được. Tự nhiên ổng làm cái nghề đó ổng thành công. Ổng nói đủ thứ trong đó hết trơn. Mà trong cuối cùng cái gốc là trong mạng ổng có tài. Mà trong mạng mình không có tài, mình bắt chước thì ổng làm không xong. Thấy chưa? Mà cái phước báu này quan trọng. Phú quý ai cần không? Cần chứ. Mà biết cần trong cái thời điểm nào? Từ lúc 50 tuổi trở lên, ngũ thập tri thiên mạng, lúc đó có tiền trong tay rồi mới biết mình làm gì và không nên làm gì. Còn nếu mà dưới 50 tuổi thì có nên làm phước lợi ích chúng sanh đi. Đây là bài học của chúng ta.
cực kỳ quan trọng. Bởi vì chưa đến 50 tuổi là lời Thánh Hiền nói là ngũ thập tri thiên mạng, mà chưa đến 50 tuổi thì mình chưa biết thân mạng, thân tâm và hiểu biết của mình nên làm gì và không nên làm gì. Làm đôi khi dễ trật, cần phải hỏi những người đi trước. Muốn không trật thì cứ lợi tha vì lợi ích chúng sanh đi. Rồi tự nhiên khắc trong mạng mình nó có rồi ha. Giống như cái gốc mà mình làm cho nó vững rồi, bón phân tưới nước cho tốt rồi là cây coi như nó ra trái hoa, mình hái ăn không hết. Kêu nó đừng ra nữa, đừng ra nữa, nhưng mà nó cứ ra. Người cứ thương người, thương vật, phóng sanh, ăn chay, tu hành, tích đức. Nó đừng có tiền tới nữa, đừng có tiền tới nữa, mà nó cứ tới. Hiểu chỗ này không? Bí quyết của sự thành công, giàu có ở chỗ này, đó là cách sống của một con người thánh hiền. Bên cạnh đó họ tích lũy âm đức, có phước họ không muốn hưởng cho bản thân họ nhiều, họ đem cho người khác hưởng. Cái chỗ này là cái chỗ bí quyết. Và cuộc đời trải nghiệm của Giác Nhàn là trong một cuộc đời này, chứ không phải là đời trước hoặc đời sau nữa đâu, mà trong cuộc đời này, trời ơi, nó quá trời thiếu thốn luôn. Quá trời thiếu thốn, từ 2000 đến 2007 là quá trời thiếu thốn. Mình biết rồi, bây giờ mình không có thể nào có một chút phước là mình làm cho nó thêm để mình hưởng, mà phải cho người khác hưởng để đắp cái nền móng cho vững, thì người này phú quý sẽ đến với họ. Bên cạnh đó chịu khó niệm Quan Âm, giống như cô hồi nãy Giác Nhàn kể đó, chịu khó niệm Quan Âm thêm đi. Tâm nó sẽ thanh tịnh an vui. Mà khi tâm thanh tịnh an vui rồi, bắt đầu nó gì? Nó thích đi làm phước, nó thích cứu người, thương vật. Nhất là cái tâm Bồ Tát Quan Âm mà đi vào trong cái tâm của con người mình, cái hạnh nguyện Bồ Tát Quan Âm mà đi vào cái hạnh nguyện của mình à, thì nó thay đổi tâm tánh mình nhanh. Ngũ phước lâm môn. Thứ ba là bình yên khỏe mạnh. Khi mà có phước báu, khi mà người này người ta sống lâu được rồi đó ha, thì cuộc sống họ rất là yên ả, ít có khi nào bị trắc trở trở ngại. Bây giờ cái phước báu nó bảo bọc cho cuộc sống của họ, ít có gì lên đên gặp gờn lắm. Ổn định, cuộc sống họ rất ổn định. Họ nghèo họ sống theo nghèo, họ giàu họ sống theo giàu, nhưng mà họ gì, luôn luôn họ tích lũy cái phước báu, cuộc sống họ rất yên ả. Quý vị coi lại đi, quý vị coi kỹ lại đi, có nhiều người giàu có, tỷ phú, đủ thứ của cải vật chất có, nhưng mà lúc nào cũng đau khổ, tâm bất an, rồi công việc làm ăn trở ngại, rồi nó cứ bấp bênh, nó quằn chịu không nổi, không được bình yên. Mà tâm không được bình yên thì bắt đầu bệnh xảy ra thôi, làm gì có khỏe mạnh, đúng không? Những cái phước này quan trọng nha, nhớ nha, cái này quan trọng cực kỳ ạ. Rồi cái thứ tư đó là ham chủ đức hạnh. Họ thấy người có đức hạnh là họ gì, họ muốn bằng. Họ thấy người không có đức hạnh, người tệ bạc, họ không có chê bai, chỉ trích. Họ ưa chuộng người có đức hạnh. Mà Phật là người có đức hạnh nhất trong tất cả các người. Và có đức hạnh các vị trời thì Phật là có phước nhất hơn tất cả các trời. Đặc biệt Đức Phật là một vị có đức hạnh thù thắng, mà mình thành tâm xưng niệm danh hiệu Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, mà đảnh lễ bậc Nhị Túc Tôn có đức hạnh này giống như nhiễm hương á, thì cái đức hạnh đó sẽ đi vào trong con người của mình. Cho nên 10 công đức lễ Phật là vậy. Tôn kính Phật, mình đảnh lễ Phật thì cái công đức này rất là thù thắng, gọi là gì? Ham chủ đức hạnh. Và cuối cùng cái phước báu thứ 5 là chết tốt lành. Khi họ chết tốt lành là sao? Khi lúc ra đi thì gia đình của người này biết ăn chay làm lành phước báu. Rồi nếu ngoài đời á thì gia đình của họ là sẽ mời thầy đến để mà liệm cúng kiến, rồi họ sẽ xây mồ, hoặc giả là họ sẽ làm cho cái người sống và người chết này rất là yên ổn và sắc diện họ rất là an vui. Thường những người mà có sống được bình yên, ham chuộng đức hạnh, rồi giàu có, sống lâu, có ngũ phước á, thì lúc lâm chung gương mặt của họ rất là hoan hỷ. Coi như là gương mặt của họ nhìn đẹp mà hoan hỷ vô cùng, thì gọi là chết tốt lành. Còn cái người mà tâm bực bội, tức tối, rồi giận hờn, không biết tích phước, không biết ăn chay, thì lúc lâm chung nhìn gương mặt họ dữ dằn. Có nhiều người mà họ kể lại mà chết rồi mà đắp mền rồi mà dở cái mền ra, hoặc dở cái mền quang minh ra, mà nhìn gương mặt là thôi không dám nhìn, trợn mắt le lưỡi. Có nhiều người đã mất rồi mà học máu ra, nó nhìn nó kinh khủng luôn. Do bình thời họ không có tích ngũ phước này, cho nên lúc lâm chung họ rất là kinh hồn khiếp vía, hiểu không ạ? Cho nên thành ra là ngũ phước này Tổ sư Ấn Quang nói nên phải tích giữ. Mà khi có ngũ phước rồi là nó bảo bọc thân tâm của mình, sống thọ yên vui, giàu có,
khỏe mạnh, ham chuộng đức hạnh và chết được an lành. Đây là ngũ phước. Đặc biệt có một con người nếu không tích ngũ phước thì con người này sống sẽ rất là đau khổ. Thì cái việc mà hôm nay Vấn Nhàn nói đến cái ngũ phước đó, thì Tổ sư Ấn Quang có khai thị về cái việc đó là mạng sống vô thường. Mạng sống mình chỉ qua một cái hơi thở, nếu mà hít vô mà không thở ra thì con người này chết hết một đời. Cho nên thành ra Ngài răng nhắc mạng sống vô thường. Cái đoạn này trong văn sao Ngài có nói, chút xíu nữa Vấn Nhàn có nói đoạn này. Bây giờ nói đến cái mạng sống vô thường qua hơi thở. Con người mình sống ở cõi này khi sanh ra đó, thì từ nhỏ rồi bắt đầu nó lớn từ từ. Mà có những người họ có phước báu, họ sanh ra họ lành lặn. Ví dụ đang ngồi dưới đó mà có mắt nhìn thấy được, tai nghe, miệng ăn được, rồi thân thể mạnh khỏe, thì người này có phước báu đời trước, cho nên sanh ra thân thể không bị tật nguyền thì là một cái phước báu của ngũ phước đó. Nhưng mà họ không biết xài cái ngũ phước, họ đắp thêm cái ngũ phước, họ tích lũy ngũ phước đó, mà họ trái lại họ phá hủy cái ngũ phước đó. Họ ăn thì họ ăn thịt chúng sanh, họ nói bậy, họ nói hỗn, họ nói làm cha mẹ đau khổ, họ nói cho người khác để mà hả giận, thì họ mất đi cái phước của cái lời nói. Cho nên thành ra đời sau hoặc trong đời này có nhiều lúc họ bị ngọng, họ bị trở ngại về cái âm thanh, xài hết cái phước của âm thanh. Mắt của họ đáng lẽ nhìn Phật, đảnh lễ Phật, hoặc nhìn những cái điều mà thiện thư tốt, họ đem nhìn đi cái chuyện bậy bạ xấu xa, cho nên hết phước con mắt, bị mù sớm hoặc giả bị cận, bị đuôi gì đó, hết cái phước của con mắt. Đúng không ạ? Rồi cái gì nữa? Thêm cái thân họ đáng lẽ lành lặn, phải không? Rồi cuối cùng gì? Họ không biết hưởng cái phước của cái thân của họ. Rồi họ gì? Họ xài hết cái phước là gì? Tà dâm quá độ, dẫu vợ chồng họ không biết giữ cái thân của họ, cuối cùng gì? Bệnh mà chết luôn cũng có. Nó con người mình không có biết cái tích phước, không học lời thánh hiền để tích phước, toàn là hưởng phước mà phá luôn nữa chứ. Phước đâu mà chịu cho nó đó. Thì mạng sống con người nó mong manh như chỉ mành treo chuông, quý vị để coi. Trời, nghe ông thầy bạn, ông vừa lái Honda, ông đi ngang tới, qua khỏi cái bến xe tỉnh Lâm Đồng mình, bến xe trên thành phố, vừa qua khỏi xong cái tự nhiên mặt mày tối thui, xe té rầm cái chết. Quý vị thấy không? Quý thầy, vậy mà đôi khi cũng gì, cũng gặp nạn. Cái mạng sống mình nó mong manh như cái cọng chỉ mà nó mỏng lét, mà nó treo cái chuông thiệt lớn. Bởi vì mình không có ngũ phước để bảo bọc, cho nên là nó chết một cách quá dễ dàng luôn. Còn người sanh ở cõi Tây Phương Cực Lạc, hoa nở ra, họ thấy Phật, họ ngộ vô sanh, họ bên cái cảnh giới bên đó, không bị xe tông, không bị đói khát mà chết. Mà họ đi bằng thần thông chứ không cần xe nữa, thần túc thông, họ vận động đi cõi này đến cõi nọ luôn, chứ không phải ở đây mình đi tỉnh này qua tỉnh nọ mà phải dùng phương tiện xe, bất tiện vô cùng. Cho nên là đang nghĩ đến Tây Phương Cực Lạc, đối chiếu vào cõi này, mà người nào tin tưởng là họ gì? Sống đây tạm bợ, họ tích lũy phước đức để họ về bên đó. Cái chỗ này quan trọng. Không phải nói chuyện bánh vẽ đâu, có sự thật đó. Nhiều người về rồi đó, về cũng không khó đâu. Như vậy hôm nay mình biết rằng là mạng sống của mình vô thường, mong manh như chỉ mành treo chuông, thì phải biết cách để mà bảo vệ cái mạng sống mình bằng cách tích ngũ phước, là phóng sanh, ăn chay để thọ mạng kéo dài, và kiên giết và thương loài động vật hoang dã. Và muốn giàu có là phải bố thí cúng dường, đừng có vơ vét vô bản thân mình nhiều quá. Nhớ, nhớ cái chỗ này là cái bí quyết của thánh hiền mà họ có phước báu, họ thành tựu. Lúc nào họ cũng nghĩ để mà giúp cho chúng sanh, lúc nào họ cũng muốn làm một cái gì đó lợi ích cho chúng sanh, thì người này bắt buộc phải có phước. Còn những người mà lúc nào họ cũng nghĩ phải làm lợi ích cho họ, lúc nào họ cũng muốn vơ vét cho họ một chút xíu phước báu cũng không biết làm, thì người này từ từ sẽ nghèo và bằng cùng. Dẫu cho họ đang giàu, phước thừa đời trước có, nhưng mà cũng phải nghèo đó. Do họ nghĩ riêng tư cho họ không, nghĩ cho mình không, không có một ý niệm gì mà nghĩ cho gia đình, để cho chúng sanh, thì phước báu người này làm gì có. Họ nghèo từ chỗ này đó. Cho nên đây là cái bài học kinh nghiệm sống của Vấn Nhàn. Gặp một người đó là gì? Không có nghĩ là họ phải cúng cho mình, mà gặp họ là phải gì? Nói pháp cho mấy, và hỏi họ có chuyện gì ông, tạo điều kiện giúp đỡ. Cái chỗ này là chỗ quan trọng. Giao tiếp đừng mong lợi mình, vì mong lợi mình thì hắc ám tâm trí, và giao tiếp đó có ý mưu đồ, và giao tiếp này sẽ tổn phước. Mà giao tiếp là muốn làm sao lợi ích cho họ, thì tự nhiên cái lợi mình có. Cho nên nhà tích phước điều vui có thừa là vậy đó.
Khi Đức Phật còn tại thế hỏi tất cả các vị tỳ kheo mạng sống con người sống bao lâu, thì có các vị tỳ kheo mới nói: bạch Đức Thế Tôn, mạng sống con người 100 năm. Thì thời Đức Phật là tuổi thọ 100 năm. Thì một số các vị tỳ kheo nói rằng là bạch Đức Thế Tôn là 70 năm cuộc đời là một mạng sống con người. Đức Phật cũng lắc đầu kêu không phải. Có nhiều người, các vị tỳ kheo nói là 60, rồi có người nữa 50, 40, 30, 20. Cuối cùng gì? Sai hết, không ai nói đúng hết. Đức Phật nói mạng sống con người qua hơi thở. Vừa mới đẻ ra thôi mà gì? Không thở được nữa, chết. 20-30 tuổi thôi, hơi thở hít vô, không thở ra, chết. Mạng sống con người qua hơi thở. Mà hơi thở đó nó cũng có cái sự rằng rịch, và nó có một cái sự mà gọi rằng là kết hợp với lại cái phước báu của con người, chứ không phải là hết thở là bỗng không đâu. Chết mà phải bỗng không đâu, mà do thọ mạng hết. Thọ mạng hết do mình xài cái thọ mạng này quá, xài qua cách là ăn mặn, sát sanh, và cứ giết các loài chúng sanh, bẻ chân bẻ cẳng nó, và dế chim rồi muỗi mồng, cái con gì mình cũng gì, mình không có có thả nó, mình phát tâm để mình phóng sanh, mà con gì mình cũng giết nó, thì thọ mạng mình ngắn. Có cái chú đó, ông nói, ông kêu trời, lúc trước con mới sinh ra nhìn bảnh trai, mặt mày tròn trịa đẹp lắm. Khi bắt đầu lớn lên đi học lớp 5, lớp 7 gì đó, rồi bạn bè rủ đi câu cá, chỉ có 1-2 năm thôi mà cái mặt nó biến dạng kinh khủng luôn. Dễ sợ, thì một cái tâm sắc xanh mà nó biến dạng cái mặt như vậy. Cái người mà họ sanh về Tây Phương Cực Lạc cũng phải cần có ngũ phước và có tịnh nghiệp tam phước. Họ phát tâm, họ niệm Phật, họ về bên đó rồi hoa nở thấy Phật, ngộ vô sanh, và họ trở thành một thân tướng y hệt như Đức Phật Di Đà, có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, chứ không phải như một con người ở cõi này khi sanh ra giống như là cục thịt đỏ que bằng cái bắp đùi, xong bắt đầu từ từ lớn lên, phải gọi là thân vô thường. Nó từ nhỏ nó lớn lên, nó vô thường, nó lớn lên như vậy. Vì sao mà cái thân nó nhỏ rồi nó lớn từ từ lên vậy, rồi già rồi chết? Do sống với tâm vô thường, và hoàn cảnh ở đây cũng vô thường luôn. Cho nên thành ra con người sống ở đây là không ổn định, bất thường. Mà con người sống ở Tây Phương Cực Lạc với tâm chân thường, cho nên thành ra khi họ sanh ra một cái thân họ đẹp đẽ, 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, giống hệt như Đức Phật Di Đà, là họ sống với tâm chân thường, họ với tâm thanh tịnh, cho nên họ mới được cái thân nó như vậy. Quý vị để ý thôi, nhìn người gương mặt của người đó xấu xa, họ nhìn mấy cái thân tướng của họ không đẹp đẽ, vậy mà họ phóng sanh, họ ăn chay, họ niệm Phật, họ tích phước một thời gian, thân tướng họ đổi ra, họ đẹp, họ đẹp lạ kỳ, đặc biệt như vậy. Bây giờ quý vị nghe cái đoạn mà Tổ sư Ấn Quang có khai thị về cái việc mà khi mà người sanh về Tây Phương Cực Lạc đó, thì cái thân tướng của họ sẽ đặc biệt hơn, không phải như thân tướng của một con người. Và hơn nữa đó là một cái câu chuyện của ông Hiền Ấm mà hôm nay Giác Nhàn muốn nói. Sư Hiền Ấm này là một vị sư mà rất là tài năng, xuất chúng, thông kinh luận và giỏi về mật tông, nhưng mà cuối cùng thì chết yểu, mới có 24 tuổi mà chết. Có nguyên do, đệ tử ngài Đế Nhàn có hai vị. Một vị là Hòa Thượng Tịnh Không, kể đó là ông thợ vá nồi, nghèo khổ đi vá nồi mà không đủ tiền để mà sinh sống, khổ quá. Cuối cùng gặp ngài Đế Nhàn, ngài cạo đầu xuống, tóc xuất gia, ngài giao tới một cái miếu đó, ngài tiêu ở tại cái miếu đó mà niệm Phật, có người bưng cơm đến cho ăn. Và ông thợ vá nồi này, những cái nồi hồi xưa, nồi chảo bằng gang bị lủng xong rồi người ta giá lại đó, gọi là thợ vá nồi, không đủ sống luôn, khổ như vậy đó, khổ cùng cực luôn. Rồi cuối cùng ông tới đó, ông niệm Phật 3 năm, ông đứng ông vãng sanh, đợi ngài Đế Nhàn đến rồi bắt đầu đỡ, nằm xuống mới khiêng về. Ngài Đế Nhàn nói: các vị trụ trì, các vị học thức, tiến sĩ mà những giỏi cũng không thể qua nổi ông thợ vá nồi này. Ông niệm Phật 3 năm thôi mà ông đứng ông vãng sanh luôn. Thì đây là một vị mà đệ tử ngài Đế Nhàn mà Hòa Thượng Tịnh Không có giới thiệu. Vị thứ hai là sư Hiển Ấm, thông minh xuất chúng luôn. Và lúc thông minh quá cho nên ngài Đế Nhàn hay nói những cái việc là tốt, khen tặng, nghe quen tai, thích thú quá rồi. Rồi bắt đầu đi qua bên Nhật học mật tông, rồi được các vị bên mật tông truyền thừa về mật tông Quán Đảnh, về bên này truyền bá mật tông mà chê bai Tịnh Độ rồi thiền những pháp môn khác. Ấn Tổ có gửi lá thư cho ông sư Hiền Ấm này.
Và Ấn Tổ có khuyên là nên hàm dưỡng ẩn tính tài năng tu hành đi. Rồi sau đó Ngài Đế Nhàn cũng khuyên nữa là ông còn trẻ tuổi, học thức ông thì giỏi, nhưng mà ông phải ẩn tính tài năng, ông hàm dưỡng bế quan tịnh tu 3 năm đi. Khi mà sư Hiện Ấm nghe như vậy rồi kêu sao thầy mình lúc trước khen mình, bây giờ lại thầy mình kêu mình vô tu, mình giỏi vậy mà còn tu vậy nữa. Cuối cùng gì, bực tức đi qua tới cư sĩ Lâm và ôm cái khó chịu mà thầy mình nói như vậy đó là chết. Thì tổ sư Ấn Quang nói sư Hiện Ấm là người thông minh xuất chúng, nhưng mà không nghe lời thầy là Ngài Đế Nhàn khuyên rằng nên hàm dưỡng, ỷ vào cái tài năng của mình giỏi, cho nên thành ra gì, muốn làm gì làm và không nghe lời thầy, bất kính thầy, rồi cuối cùng gì, trắc trở. Không trắc trở thì cũng phải chết non, cái này bị chết non. Cho nên trong cái phước mà để kéo dài thọ mạng trong ngũ phước, nó có một cái phước gọi là tôn kính sư trưởng, hiếu dưỡng cha mẹ. Đây là hai cái phước này kéo dài thọ mạng đặc biệt. Cho nên sư Hiện Ấm chết, chết mà lúc chết đó có người nói với Ấn Tổ rằng Phật niệm không được mà chú trì cũng không xong luôn. Mới có 24 tuổi ra đi chết. Cho nên là đây là một nhân vật mà Tổ Ấn Quang hay nhắc rằng là gì? Thiếu sự hàm dưỡng. Người lớn khuyên không nghe. Muốn đi là đi. Muốn học nơi nào đó là học. Muốn làm gì thì làm. Trong khi đó là kinh nghiệm tu chưa có, hàm dưỡng chưa có. Khả năng tài trí thì giỏi, nhưng mà đó chỉ là học thức thôi, không hàm dưỡng. Ấn Tổ viết cái thư cho Ngài sư Hiện Ấm này rất hay. Cho nên ra chúng tôi khuyên quý vị, học thì phải thực học và bắt chước theo cái hạnh của các vị thời xưa. Ngài Lý Bỉnh Nam cũng không ngoại lệ. Cái việc mà hàm dưỡng cho Hòa Thượng Tịnh Không 5 năm, tự Hòa Thượng Tịnh Không phải xin ở lại 5 năm nữa để hàm dưỡng cho nó đủ cái công phu. Cho nên thành ra thời xưa học trò, thầy nói như sao họ nghe như vậy. Và bắt đầu thời Ngài Đế Nhàn như vậy rồi mà vẫn không có thể nói cho sư Hiện Ấm có thể nghe được. Cho nên người thông minh có hai cái xuất hiện. Thứ nhất là cống cao ngã mạn, thứ hai là dâm tâm khó trừ. Hai cái nghiệp này, hai nghiệp này là hai cái nghiệp đáng đọa, nguy hiểm cực kỳ luôn. Cho nên kẻ học thức giỏi giang thường là phạm phải hai cái lỗi này, Ấn Tổ nói nguy hiểm cực kỳ. Đó. Thì bây giờ thầy Nhuận Minh sẽ đọc cho đại chúng nghe cái lá thư của Ấn Tổ gửi cho sư Hiện Ấm nhé. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Vâng, theo lời sư phụ chỉ dạy, con xin phép được đọc những lời khai thị của tổ sư Ấn Quang trích trong văn sao. Thành tâm dâng lên cúng dường chư tôn đức tăng và toàn thể đại chúng trong buổi sáng ngày hôm nay. Nam mô A Di Đà Phật. Tổ sư Ấn Quang trả lời lá thư số 28, thư trả lời pháp sư Hiện Ấm. Nhận được thư khôn ngăn mừng rỡ an ủi, tọa hạ túc căn sâu dày, thông minh hơn người. Chưa đầy mấy năm mà đối với tông, đối với giáo, đối với mật đều đã thông đạt. Đáng hận là quan già rồi, chẳng thể học theo những sở đắc của tọa hạ được. Chỉ mong tọa hạ từ đây chân tu thập chứng, thì hai tông Thiên Thai lẫn Mật giáo từ nay sẽ được chấn hưng lớn lao. Nhưng hiện thời tuổi ông hãy còn quá trẻ, hãy nên gấp rút ẩn kính tài năng, tận lực tu hành, đợi đến khi công phu hàm dưỡng sâu đậm mới ra hoằng pháp thì lợi ích lớn lắm. Thông minh và có hàm dưỡng sẽ thành pháp khí, thiếu hàm dưỡng thì đối với bản thân, đối với pháp, chắc rằng lời lẽ hành vi sẽ chẳng tương ứng mà chính mình không biết. Đây là lòng khăng khăng ngu thành cửu quan. Thầy Liễu Đạo đã đến đây, đừng lo, gió xuân dễ xâm nhập vào người, xin hãy giữ gìn điều dưỡng, ác sẽ không cần thuốc mà được yên vui vậy. Sư Hiện Ấm là đệ tử của pháp sư Đế Nhàn, cực thông minh, chưa đầy 20 tuổi đã thông thạo giáo nghĩa tông Thiên Thai, qua Nhật học Mật tông, sau 3 năm đã thấu hiểu giáo nghĩa Mật tông. Do quá thông minh nên đâm ra ngạo nghễ, thường viết những bài gửi đăng trên tờ Hải Triều Âm đề cao Mật tông, cho rằng các tông phái khác đều là thấp kém và chỉ có mình mới hiểu đúng Mật tông.
Khi sư trở về nước, đến gặp thầy với vẻ hiu hiu tự đắc, Pháp sư Đế Nhàn từ bi khuyên Hiện Ấm nên ẩn cư hàm dưỡng cho sâu dày rồi mới ra hoằng pháp để tránh va vấp. Nhưng Hiện Ấm lại tưởng lầm thầy mình đố kỵ, cố tình chèn ép, nên đau bực đến nỗi ngã bệnh. Trong khi bị bệnh vẫn dùng thế trí biện thông để tranh biện với những ai vấn nạn, nên cuối cùng đã phải kiệt sức chết khi chưa đầy 24 tuổi. Khi mất, sư thần trí mê loạn, không niệm Phật mà cũng không trì chú được, nên rất khó thể khỏi bị đọa. Lá thư số 507, thư trả lời cư sĩ Ôn Quang Hy. Ông vọng tưởng tơi bời mà vẫn gấp muốn được nhất tâm bất loạn, tâm ấy chính là cái gốc cho ma dừa. Vì thế Quang nói pháp môn tịnh độ trọng tại tính nguyện. Nếu tính nguyện chân thật thiết tha, dẫu chưa đắc nhất tâm, vẫn có thể vãng sanh. Nếu không có tính nguyện dẫu đắc nhất tâm, vẫn chẳng thể cậy vào tự lực để liệu sanh thoát tử. Vì thế chẳng khuyên ông miệt mài cầu nhất tâm, do ông vọng tưởng tơi bời, hễ cầu nhất tâm nhất định sẽ bị ma dừa. Ông chẳng xét hiểu ý Quang, bèn nghĩ là mặc kệ, miễn sao thuận tiện thì thôi. Những kẻ đối với chuyện trước mắt bèn tùy tiện, chắc chắn chẳng phải là người tín nguyện chân thiết. Nếu tín nguyện chân thiết, quyết chẳng đến nỗi hờ hững tùy tiện để rồi đều chẳng được vãng sanh. Lý vốn chẳng chướng, do ông coi vô lý là hợp lý, nên tự sanh chướng ngại thì còn quán trách ai? Quán Âm đại sĩ chính là quá khứ cổ Phật, nhà khảo chứng tầm mắt nhỏ tí như hạt đậu, nhưng cứ nói bừa đạo lý. Há ông chẳng từng đọc phẩm Phổ Môn trong quyển 7 Kinh Pháp Hoa, chương Quán Âm Viên Thông trong quyển 6 Kinh Lăng Nghiêm. Đọc hai kinh ấy sẽ bật cười trước những lời lẽ của bọn khảo chứng. Sách Quán Thế Âm Bồ Tát Bổn Tích Cảm Ứng Tụng không gì chẳng nói rõ. Chỉ vì ông tâm khí thô phù, trọn chưa hề hiểu rõ ngữ khí và ý nghĩa của đoạn văn trước lẫn đoạn văn sau, nên mới mờ mịt không biết theo hướng nào. Bà cô con gái của vua Diệu Trang là Ngoa Truyền, Cao Vương Kinh là Ngụy Kinh. Tụng kinh ấy thì vẫn có công đức chẳng ít, do trong ấy có thật nhiều danh hiệu Phật. Kinh này đã lưu truyền từ thời Lục Triều. Người thật sự thông hiểu Phật Pháp chẳng đời sướng, nhưng muốn cho tục nhân gieo thiện căn nên cũng chẳng ra sức ngăn trở. Ông thật đáng gọi là kẻ cuồng bậc nhất. Tầm vinh hoa trong cõi đời như sóng biển vỗ đập ào ào, mà muốn ngay lập tức gió yên sóng lặng, lắng trong bất động. Tâm gấp muốn cầu được bất động chính là cái gốc của mọi sự đua nhau giấy động đấy. Lại như nồi đã sôi trào, cứ tận lực tăng thêm lửa mà mong cho nó chẳng trào sùng sục, há có được chăng? Quang nói với ông toàn là những chuyện lặng gió rút bớt củi, nhưng ông chẳng xét kỹ, vẫn cho là khuấy sóng sôi trào thêm, há chẳng đáng buồn quá đỗi ư? Ông hãy đọc kỹ văn sao và ngôn lục, ắt sẽ chẳng đến nỗi tự phụ bạc ông. Nếu không, đừng coi tôi là thầy, hãy bái vị cao minh nào khác làm thầy. Quang cũng chẳng hỏi đến ông nữa. Tổ sư Ấn Quang khai thị người sanh thế giới cực lạc. Thế giới cực lạc không có nữ nhân. Nữ nhân xuất sanh hệ sanh về thế giới ấy đều mang tướng đồng nam trẻ trai, liên hoa hóa sanh. Vừa từ trong hoa sen ra đều giống hệt như người trong thế giới cực lạc, chứ không phải là trước hết bé nhỏ rồi sau đấy mới dần dần khôn lớn. Người trong thế giới ấy không có phiền não, không có vọng tưởng, không có chuyện tạo nghiệp, do cậy vào Phật từ lực nên hết sức dễ sanh. Nhưng phải lấy niệm Phật làm nhân, đã vãng sanh rồi thấy Phật nghe Pháp, nhất định viên thành Phật Đạo. Trong 10 phương thế giới chỉ có cõi này là thù thắng vượt trội nhất. Trong hết thảy pháp môn tu trì, chỉ có pháp này dễ tu nhất mà công đức lại lớn nhất. Trích Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên, quyển 2 thư trả lời cư sĩ Diệp Phước Bì. Vì thế hãy nên chuyên tu tịnh nghiệp cầu sanh cực lạc, nương theo Phật từ lực vãng sanh Tây Phương. Đã được vãng sanh thì liên hoa hóa sanh, không có các khổ,
Thuần là tướng đồng nam bé trai, thọ như hư không, thân không tai biến. Những danh từ như già, bệnh, chết vân vân, chẳng còn nghe đến huống gì thật có. Theo chân thánh chúng, thân cận Di Đà, nước, chim, cây cối đều diễn pháp âm. Tùy theo căn tánh mình do nghe pháp bèn chứng, thân còn trọn chẳng thể được huống gì có oán. Nghĩ đến áo bèn có áo, nghĩ ăn bèn có ăn, lầu gác nhà viện đều do bảy báo hợp thành, chẳng nhọc sức người tạo tác, chỉ là hóa ra biến bảy sự khổ nơi ta bà thành bảy niềm vui. Lại thêm thân có đại thần thông, có đại oai lực, chẳng lìa chỗ mình liền có thể trong một niệm ở khắp trong mười phương thế giới chư Phật, làm các Phật sự thượng cầu hạ hóa. Tâm có đại trí tuệ, có đại biện tài, từ một pháp biết trọn thật tướng của các pháp, tùy cơ thiết pháp không lầm lạc. Dẫu nói bằng ngôn ngữ thế đế, nhưng đều khế hợp diệu lý thật tướng, không có nỗi khổ ngủ ấm hừng hực, hưởng niềm vui thân tâm tịch diệt. Vì thế kinh nói không có các khổ, chỉ hưởng các sự vui nên gọi là cực lạc. Ta bà khổ, khổ không nói nổi, cực lạc vui, vui chẳng ví tày. Tin sâu lời Phật, trọn chẳng nghi hoặc mới gọi là chân tính. Cho nên dùng tri kiến phàm phu ngoại đạo, lầm sanh suy lường, bảo các thứ thù thắng trang nghiêm màu nhiệm trong tịnh độ, đều là ngụ ngôn nhằm tỷ dụ tâm pháp, chẳng phải là thật cảnh. Nếu có sự thấy biết tà vậy sai lầm như thế sẽ mất lợi ích thật sự, được vãng sanh tịnh độ, tai hại quá lớn, không thể không biết. Trích Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tăng Quảng Chánh Biên Nguyễn Một, thư gửi cư sĩ Trần Tích Châu. Nam Mô A Di Đà Phật. Quý vị biết hiện giờ thì thường 300 đến 500 người đang xem trực tiếp trên toàn thế giới, cũng như gia đình của Nguyễn Thành Sơn, Pháp Dân Từ Phước ở Kentucky, nghe nói cũng xem trực tiếp một số với Phật tử Oregon, rồi Chicago, Cali, vân vân. Mười mấy cái tiểu bang lúc trước chúng tôi qua 2 năm bên đó, họ vẫn còn cái nhân duyên mà mỗi lần chủ nhật như vậy chúng tôi giảng họ đều xem trực tiếp hết. Đó là một cái nhân duyên mà hôm nay họ được nghe văn sao của Tổ sư Ấn Quang từ nơi Thầy Nhuận Minh đọc. Đây là một thiện thư. Bất cứ ở trong đạo cũng như ngoài đời không có vội vàng bợp chợt. Tu hành cũng vậy, làm ăn cuộc sống cũng vậy. Mới gieo mạ xuống, mới bỏ lúa xuống lên mạ mà mong có lúa có hạt thì người này quá đáng, không hiểu gì được cái cuộc sống và sự sinh tồn của vạn vật, sẽ gây trở ngại cho mình rất lớn. Dục tốc bất đạt, không vội vàng. Mà đến hôm nay chúng ta nói được cái câu nói này là 50 tuổi hôm nay á nha, sinh năm 72 nhâm tí ha, 50 tuổi hôm nay mới thực sự để mà cảm nhận được cái lời của Tổ sư Ấn Quang, mới có thọ dụng. Từ khi đọc văn sao bên Mỹ về đây 4 năm trời, hơn 4 năm ở đây bằng chiêm nghiệm văn sao, mới đọc từng chút áp dụng, thấy có thọ dụng. Hồi nãy ngài quở cái ông đó, cái tâm ông còn vọng động điên đảo mà vọng tưởng như vậy, mà ông cứ gấp muốn nhất tâm. Họ yên một chỗ để tịnh tu, để mà làm cho lắng dịu xuống, không chịu, cứ đi rong hết chỗ này đến chỗ nọ mà muốn để thành tựu đạo nghiệp thì làm gì có đạo lý đó. Đó là bản thân chúng ta hôm trước dấp phải. Thấy một số các vị đi thuyết pháp đồ, đi hoàn pháp nước này nước nọ cũng thích quá, hàm dưỡng mấy cái 3 năm 207, 210 chưa đủ, đi ra rồi một cái thôi chướng ngại đùng đùng, chùa thì không ai coi ngó hết trơn, giao cho một số người, mấy chú mấy thầy mà làm đủ kiểu hết trơn, nhận người ào ào chư ni vô, mấy cô trẻ vô đầy hết trơn trong đó, không biết cách nào để mà mình quản lý, về dọn ứ nữ muốn chết luôn. Bổn phận của mình đó là lo cho cái chùa dưới này chưa xong mà vượt quá phận, cứ nghĩ như vậy là mình là ngon thành tựu, coi lại văn sao là dở ẹt luôn. Là gì vậy? Nôn nóng vội vàng bực chột. Mà cái tuổi nó là nó như vậy, ngộ vậy. Lúc đó ba mấy 40 tuổi, bốn mấy tuổi là thôi chứ ai nói mà nghe đâu. Vậy mà có văn sao trị được. Văn sao để đọc vào cho nên chúng tôi kháng cự, và gì, hàm dưỡng mình còn thiếu.
Khi mà mình không bợp chợp vội vã nha, mình yên ổn ở một cái nơi nào, chọn một cái nơi đó ở để mình dụng công tu hành. Đọc cái bộ văn sao này chúng tôi thực sự là thấy có thọ dụng, cho nên thành ra mà không biết quý vị ngồi nghe sao, chứ mà chúng tôi soạn ra cho thầy Nhuận Minh đọc thì chúng tôi cảm giác thấy thấm thía cuộc đời vô cùng. Mà những người mà họ nghe văn sao họ cảm nhận được rồi thì cái hữu ích này bất khả tư nghị lớn lắm. Vậy cho nên thành ra là cái việc mà để mà ngài khai thị thì cần phải học. Mà bản thân chúng tôi nghĩ anh em huynh đệ cần phải 10 năm đèn sách, công thành mới danh toại được. Rồi thêm 10 hoặc 20 năm dụng công nữa thì bảo đảm cuộc đời của mình có sự thành tựu cho 30 năm. Mà thường chúng tôi thấy những người họ không có đi đây đi đó, đi nhiều là tuổi thọ kéo dài như Hòa Thượng Trí Tịnh. Ít khi nào người bước ra khỏi chùa, có công việc gì ngày lên nuôi cấm một chút rồi ngày về dịch kinh, ngày coi sách đồ, ít cái chuyện ngày phóng tâm ra ngoài ngày đi lắm. Là một vị hòa thượng mà chúng tôi lúc trước cũng hay xuống để đảnh lễ thăm hòa thượng. Thứ hai là hòa thượng ở ngoài Bắc là 104-105 tuổi. Trời ơi, ngài ở yên một cái chỗ, một cái chùa ngài cũng đơn giản, 105 tuổi thôi. Nên cái người mà họ không có đi nhiều cho nên họ không có xài cái phước. Đi thì phải tốn tiền xài phước đúng không ạ? Họ ở nhà họ đem cái tiền, cái phước đó họ hỗ trợ, họ hiến cho người khác, họ yên một chỗ để họ tu. Nghề nghiệp cũng vậy, tạo một cái nghề nghiệp là làm cho tới nơi. Nó có thất bại cũng là gì? Là kinh nghiệm cho tương lai. Họ một nghề mà họ làm, một chỗ mà họ ở, một pháp môn đó mà họ hành trì lâu ngày dài tháng, một vị thầy đó với Ấn Tổ họ theo, có thọ dụng. Ngài khai thị về mạng sống vô thường. Mạng người vô thường, vinh hoa phú quý chẳng tồn tại dài lâu, hãy gấp đi theo diệu pháp niệm Phật để khỏi bị trầm luân. Đơn giản vài chữ vậy thôi, công hiệu lớn. Mạng người vô thường, mà thường con người họ không thấy họ vô thường, bệnh hoạn gần chết rồi họ kêu ô sao vô thường dữ ta, lúc đó muộn. Mà bây giờ họ nhận chân được cái vô thường rồi, rồi bắt đầu họ sẽ làm gì? Họ sống an vui với cái vô thường và họ trở về với cái chân thường là cái tâm thanh tịnh của họ. Thì đây mới đây gọi là chân thường. Và con người thông minh đó cũng phải bị vô thường. Mà thông minh thì không cự lại nỗi nghiệp lực. Lúc chết là hải hùng sợ hãi, giận hờn tức tối, rồi quỷ sứ nó tới nó dắt đi là không thể nào cự lại nổi. Cho nên thông minh vẫn không cự lại nỗi nghiệp lực đó. Phú quý không thoát khỏi luân hồi, vinh hoa phú quý khi chết rồi không lấy cái tiền đó để mua mình làm người lại, học mình sanh cõi trời, đọa là phải đọa. Mà thường phú quý vinh hoa là có phước là hay tạo nghiệp, có phước là có tiền của rồi, ai cũng đi đâu, đi xuống biển ăn cua ghẹ rồi hưởng phước tạo nghiệp đúng không? Nó hưởng phước là tạo nghiệp ha. Con người ở cõi này nè, cõi trời nè, cõi Atula là ba cõi đó là vô để hưởng phước. Rồi tạo nghiệp xấu ác để bắt đầu vô địa ngục ngạ quỷ chúc sanh để trả quả xấu ác đó. Nó cứ xoay quần như vậy hoài. Tuy rằng mình nghèo đúng không? Nhưng mà cũng đang hưởng phước. Hưởng phước không con súc vật, con thú nó đâu có thể nào giống con người được đâu. Đã vào cõi người, cõi Atula, cõi trời là đang hưởng phước đó. Ba cõi này là hưởng phước. Mà thường hưởng phước là tạo nghiệp. Chứ ít có ai mà gì hưởng phước là tạo ra phước, hoặc là bớt giảm đi cái hưởng phước để cho người khác hưởng, tạo được tịnh nghiệp, tạo được cái phước báu để mình hồi hướng về cực lạc. Ít ai họ tin lắm. Nghe hiểu đúng không? Cuộc đời nó là vậy, cho nên họ đọa lạc là nhiều lắm bói thôi. Đó, bây giờ quý vị có coi đi ăn một cái đám cưới là được bao nhiêu cái bàn ăn chay. Mình ăn chay người ta mỉa mai, người ta còn cười mặt mình nữa, kêu đồ ngu. Giống như bò trâu ăn rau cỏ thành bò trâu hết. Họ không có hiểu được cái đạo lý. Họ không có hiểu gì một cái việc mà tích phước ăn chay tu hành. Cho nên thành ra người này đáng đọa. Đáng đọa. Ngài khuyên nè, nếu mà mạng sống vô thường rồi phải lo liệu trước, chứ đừng có để sanh tử là lúc mà mình chuẩn bị chết rồi mới lo liệu là không kịp đâu. Nghiệp nó đoạt mất hết đi những cái việc mà mình ra đi. Đại sự sanh tử cần phải lo liệu sẵn, nếu đợi đến lúc ra đi, tức là lúc lâm chung mới tu, mới lo, chỉ sợ bị nghiệp đoạt mất đi. Nghĩa là ngay cái lúc còn sống này mình không lo ăn chay, không lo niệm Phật, không lo tích phước, không lo tu hành. Rồi cái lúc lâm chung mình muốn để mà sống lại làm người hoặc ra đi an lành không được, do cái nghiệp xấu á, nó làm cho tâm mình
bất an, làm cho tâm mình sợ hãi, làm cho cái tâm mình phải nói là bị đọa lạc đi, cho nghiệp lực nó đoạt mất đi cái chí hướng để làm người hoặc về cõi trời hoặc là vãng sanh về cực lạc, đoạt mất cái chí hướng đó. Cho nên là ra cái cận tử nghiệp là cái cực kỳ nguy hiểm. Vừa rồi đây có bà cụ Hà Nội, bà này kỳ tích, chúng tôi mới lên làm một cái đoạn phim trên đó, mới lên làm một cái đoạn phim trên đó, mới lên làm một cái đoạn phim trên đó, mới lên làm một cái đoạn phim trên đó, mới lên làm một cái đoạn phim trên đó, mới lên làm một cái đoạn phim trên đó. Đó. Cho nên có hai cách mà để nuôi dưỡng được thọ mạng. Thứ nhất là phát tâm rộng lượng, cúng dường, trai tăng, phóng sanh, kiên giết, ăn chay. Đó là cái công đức của tu tạo lợi tha, phải làm cái điều này. Và gặp vật là phải cứu nó liền, gặp người phải thương người liền, giúp đỡ người liền. Thì đó là cái cách tu tạo để tích lũy cái âm đức công đức lợi tha. Bên cạnh đó phát tâm niệm Quan Âm Bồ Tát, mà Bồ Tát Quan Âm có cái hạnh nguyện là ai muốn trường thọ thì niệm Nam Mô Quan Âm Bồ Tát được trường thọ. Ai muốn phú quý là giàu có, niệm Quan Âm Bồ Tát được phú quý. Thấy nghe lạ hả? Phú quý là giàu có phải không? Hôm bữa có một cô Phật tử, cô lên cô cúng dường trai tăng. Đáng lẽ tuần trước có nói cái câu chuyện này rồi mà không đủ thời gian. Nghe Bồ Tát Quan Âm phát Bồ Đề Tâm dõng mãnh, người nào mà phát Bồ Đề Tâm dõng mãnh đó nghe, niệm danh hiệu Bồ Tát Quan Thế Âm thì người này cầu phú quý được phú quý. Cái cô đó của làm ăn bị thất thoát, rồi trở ngại trục trặc gia đình lộn xộn rối beng. Thì có nguyện Bồ Tát Quan Âm gia hộ cho con nghe thầy nhàn nói cái ngày lễ vía Quan Âm là niệm Quan Âm Bồ Tát, cầu trường thọ được trường thọ, cầu phú quý là cầu giàu có là được giàu có. Thì cô phát Bồ Đề Tâm của niệm Quan Âm Bồ Tát và sáng tối cổ trì đủ 108 miếng đại bi. Cô này hơi cười khôi, tại nhà mà vẫn đủ 108 miếng đại bi, lấy cái máy của chúng tôi tặng á là cô mở ra cổ trì tụng. Thì hàng ngày cô thường xuyên cổ niệm Quan Âm Bồ Tát, bắt đầu làm việc gì là có trúng bánh việc đó. Và khi mà cổ nghèo thì cổ túng thiếu, cổ nợ nần đến 1 tỷ mấy luôn. Sau đó rồi cổ phát tâm cổ niệm Quan Âm Bồ Tát thì cổ nói sao biết trong người nó mát mẻ, nó dễ chịu. Buôn bán lúc trước là đáng lẽ người ta hỏi không mua là mình bực bội, mình chửi bới, mình khó chịu không? Bây giờ người ta không mua thôi cũng vui vẻ cảm ơn người ta đàng hoàng. Cổ vui vẻ, cổ hoan hỷ, trong lòng nó mát mẻ do cổ niệm Quan Âm trì thần chú đại bi. Cho nên thành ra ai cũng thấy cổ mặt mày hoan hỷ sáng sủa, ai cũng tới mua đồ của cổ. Từ từ trong mấy tháng sau trả hết 1 tỷ, còn dư mấy trăm triệu nữa. Có phải là từ nơi tâm của mình an vui rồi mình niệm danh hiệu Bồ Tát Quan Âm có phước báu không? Đúng. Nếu một thời lễ lạy cúng dường Bồ Tát Quan Âm, một thời lễ lạy niệm thần chú đại bi, một thời lễ lạy niệm Phật A Di Đà tụng kinh, công đức này thù thắng bất khả tư nghì, chỉ có Phật cùng Phật mới có thể thấy được đó. Chúng sanh khó tin vô cùng. Đó. Thì cô này cô lên cô cúng dường cái phong bì, cô không lật ra coi. Thì con đưa nhiều bỏ ống túi vậy thôi, con nói cảm ơn thầy. Khi mà con trả nợ xong còn dư mấy trăm triệu, con xin xây cái thất tại nhà, có miếng đất, ông chồng không cho. Ông kêu tu mà cất chùa, cất miễu, cất thất trong nhà nó xui lắm thôi, ông không chịu. Rồi con, nguyện tiếp với Quan Âm, con kêu khi nào mà ông đồng ý đủ duyên rồi, con lên con coi chỗ nào mua miếng đất, con mua cái nhà gì đó ở gần chùa thầy, con niệm Phật giảng sanh. Mà con nghĩ chắc chắn là Bồ Tát gia hộ cho con sẽ được, bởi vì cái mà con thấy là linh nghiệm đó là nợ cả tỷ mà con trả hết mà còn dư tiền nữa, thì con thấy cái công đức niệm danh hiệu Bồ Tát Quan Âm, đặc biệt ngoài cái việc mà mình niệm danh hiệu Bồ Tát Quan Âm nó có cái công đức gia trì đó, thì nó làm lại, nó hỗ trợ cho cái tâm của mình nó được an vui, mà chính cái tâm an vui nó sanh ra cái phước báu. Cho nên cái người mà bực bội tức tối nhăn nhó cãi cọ bất hiếu cha mẹ rồi sừng sổ với người khác nóng nảy thì người này lúc nào cũng gì gặp xui. Xui đó không phải ông trời ông ban đến cho mình, mà chính mình hành tâm trạng đó là tâm trạng xui xẻo, tâm trạng đó là tâm trạng mà hết phước báu, chết yểu chết non. Nhớ chỗ nào mà phải hiểu chỗ này và tin tưởng cái điều này mà chúng tôi nói. Cái phước báu của ngũ phước lâm môn, thứ nhất đó là sống lâu, thứ hai đó là giàu có, thứ ba là bình yên khỏe mạnh, thứ tư đó là ham chuộng phước đức, thứ năm đó là chết tốt lành. Ấn Tổ hay nhắc đến cái ngũ phước lâm môn này. Mà ngũ phước lâm môn này không phải là ai mang đến tự bên ngoài, mang đến tặng cho mình may rủi đâu, mà tự thân mình phải tạo. Cho nên thành ra cuộc đời người ta không có hiểu nhân quả, người ta sống trong mờ mịt tội ghê lắm. Người ta thấy người đó làm ăn giàu có, tự nhiên người ta nói làm sao? Trời hên quá, tự nhiên ông trời hay là
ông thần nào đó hoặc là thánh thánh thần gì đó, hoặc người này gặp may quá ta, không có hiểu được cái nguyên do là họ tạo cái phước rồi. Họ làm ăn giàu có, họ biết phát tâm cúng dường, mà đời này không cúng dường, không có làm phước cái đời trước có. Họ hưởng thừa cái phước mà họ đã làm, họ gieo, chứ không phải bỗng không. Khi mình hiểu nhân quả rồi, mình thấy mình nghèo phải không? An phận trong nghèo, bởi vì do đời trước và đời này mình không biết làm những cái pháp cúng dường, thương người thương vật, mình không có làm điều này cho nên mình nghèo. Biết rồi, an phận thủ thường. Bây giờ từ giờ cho đi bắt đầu mình phát tâm dũng mãnh tinh tấn để tạo phước báu. Cho nên ra Đức Phật là lưỡng túc tôn, đầy đủ hai cái tôn quý nhất, đó là phước đức và trí tuệ, mới thành Phật được. Nhiều lúc mọi người nói rằng tu khỏi cần phải tạo phước, đóng cửa ở trong đó tu là được rồi. Một thời gian không ai cúng, thiếu phước, không có gạo ăn. Có một cái vị đó hỏi Hòa Thượng Tịnh Không: tôi không tin nhân quả đâu, tôi không tin cái chuyện cảm ứng mà cầu được ước có đâu. Cái Hòa Thượng hỏi lý do làm sao vậy? Kêu hôm trước giờ tôi cầu cái tủ lạnh mà tôi cầu hoài không có. Còn cái rồi Hòa Thượng Tịnh Không hỏi là: thầy ở với ai? Kêu tôi ở con mình. Hòa Thượng Tịnh Không nói: thầy ở mình cầu không có. Đúng rồi, mình thầy đâu cần tủ lạnh chứ đâu, mua bữa nào ăn bữa đó là được rồi. Với hai thầy sống một mình, thầy cầu cho thầy không có đâu. Thầy phải cầu vì chúng sanh, cho đại chúng kìa. Rồi bắt đầu thầy ở trong đại chúng đó thầy hưởng, chứ thầy cầu cho thầy không có là đúng rồi. Cái đạo lý nhân quả không có thâm. Cho nên để ý coi, người phụ nữ nào đó mà hiếu thảo với mẹ chồng, lo lắng cho chồng, không có xe xua hưởng phước, không có cầu về cho bản thân mình nhiều đó nghe, thì con người này được hạnh phúc và tuổi thọ người ta kéo dài, và cuộc đời về già người ta sẽ sung sướng, bởi vì người ta có tích phước mà. Đúng không? Đó. Thì cái phước báu thọ mạng là quan trọng nhất, lắng nghe cho kỹ nè. Cho nên thành ra cái đợt nào cúng trai tăng của quý vị, chúng tôi cũng phát tâm để mà phóng sanh hết. Ngoài cái việc phóng sanh đó là tích lũy một phần đó để nuôi các cụ già, rồi đem cái ẩm thực cúng dường đó đó, đem cái đồng tiền đó cũng như ẩm thực hôm nay đó đó, là cúng dường cho chư tăng trên đó, và để toàn bộ đại chúng hôm nay về cổng tu ăn miễn phí, không có tính tiền. Chúng tôi tin tưởng cái phước báu mà nấu đồ chay cho người đó ăn, người ta vui vẻ hoan hỷ để người tu hành, cái phước báu này lớn. Vậy cho nên ra trong tất cả các phước báu mà để mà tích lũy cái phước báu mà cho thọ mạng kéo dài, đây là quan trọng. Nếu quý vị có của cải vật chất giàu có, quý vị có trí tuệ sáng suốt, gia đình hạnh phúc, quý vị chết yểu quý vị hưởng được gì không? Không. Thấy chưa? Như vậy mình cần phải thọ mạng kéo dài. Cái này là cái nền tảng quan trọng. Rồi mình mới làm được cái gì thì làm. Mà muốn được cái nền tảng thọ mạng kéo dài, sống lâu á, thì mình phải gì? Ăn chay trường. Chỗ này quan trọng. Có một số người không bằng lòng với chúng tôi chỗ này, nói rằng thịt cá người ta bán bao nhiêu người ăn cũng vậy thôi chứ có gì đâu. Họ không hiểu được cái đạo lý nhân quả. Khi mình ăn thịt vào, có vay phải có trả, vay ít trả ít, vay nhiều trả nhiều. Vay là mình ăn á, mà không vay không ăn không trả. Trả là làm sao? Trả là đến cái lúc mà mình bệnh hoạn, mình đau đớn, không ai đâm chém chặt mình, mà tự nhiên nó đau đớn trong ruột, trong gan, trong người, nó bầm dập phải vô bác sĩ rồi gì, ruột thừa nó phải cắt, nó mổ, bao tử, đủ thứ. Đó là một loại trả của nghiệp báo đấy. Mà mình không hiểu, mình cái ô chuyện đó chuyện đâu bình thường, không phải đâu, nó có nguyên do của nó đó. Sao có những người ta sống suốt cuộc đời không mổ cái gì hết trơn, không mổ ruột thừa, không mổ bao tử, không đau đớn một cái gì mổ xẻ, còn mình mới cái hai mấy tuổi mổ tùm lum hết trơn rồi. Nó có cái đạo lý nhân quả trong đó mà mình không hiểu. Cho nên muốn sống bình yên, chết an lành, làm ơn làm phước ăn chay giùm đi. Làm ơn làm phước kiên giết, khuyên người kiên giết đi. Có đồng tiền đó mình bớt xài ra mua cá mình thả. Bữa vừa rồi đây cô Lợi Hà Nội có phát tâm 10 triệu phóng sanh. Cái buổi giảng hôm đó biết sao tự nhiên lâu quá rồi không phóng sanh, chúng tôi cảm được cái điều phóng sanh chúng tôi nói. Và có một cái cô đó, cô nói 20 tháng 3 âm lịch cổ cũng làm cái lễ phóng sanh giống y chang như cô Lợi Hà Nội. Rồi một bà cụ ở đây bà cũng tích lũy được 10 triệu, mới hôm qua cũng làm được cái lễ mà chúng tôi bận lên ban tôn giáo có công việc đất đai trên chùa cho nên không có trực tiếp để giảng. Bởi vì hôm nay giảng rồi cho nên hôm qua chúng tôi nói thì mình chỉ làm lễ phóng sanh thôi. Cho nên thành ra khi mà làm một cái lễ phóng sanh như vậy đó, thì bao nhiêu người một đồng tiền đó, thay vì mình xài cho bản thân mình mua áo mua quần ăn uống thịt thà, mình xài nó hết phải không? Mà cái công đức phóng sanh đó bao nhiêu người hưởng luôn, và không những người sống hưởng mà người chết cũng được hưởng luôn, thù thắng.
10 công đức phóng sanh bất khả tư nghì. Cho nên Tổ sư Ấn Quang ngài nói cái việc mà kiên giết ăn chay phóng sanh, đây là một loại phước báu của ngũ phước lâm môn, thọ mạng kéo dài cực kỳ quan trọng, người tu sĩ cần cũng phải có làm. Cho nên thành ra có một số các vị thầy không đủ phước duyên, và một chúng tôi xin không dám nói tên, mà một số các vị thầy bác luôn cái chuyện phóng sanh. Tiền để mà đem cho người nghèo, hoặc lo cho gia đình, lo cho con người, cho mua con cá thả ra làm gì, người ta bắt lại đủ kiểu để mà họ bác cái chuyện phóng sanh. Mà trong khi đó là Đức Phật nói 10 công đức phóng sanh, họ bác lời của Phật. Cho nên thành ra tà sư thuyết pháp cho các sông Hằng, quý vị lớ sớ mà lên trên mạng coi họ mà mình không có vững tính tâm là bị cuốn theo đó liền. Bây giờ thôi, trên mạng biết bao nhiêu người giảng, lẽ dĩ nhiên mỗi người có mỗi cái cách thuyết giảng của họ, nhưng mà hầu như họ tự phát lên, họ nói theo ý nghĩ của họ, chứ không theo một cái hướng đi nhất định của Phật hoặc của các vị tổ. Họ chạy hết trơn những cái ý nghĩ của Phật, họ làm thời đại hóa hết, nguy hiểm vô cùng, nguy hiểm. Cái thứ nhất là ngũ phước lâm môn, là cái phước thứ nhất đó là sống lâu. Cái chỗ này đại chúng nên lưu tâm, ngoài cái việc ăn chay rồi, mình còn phải có cái phương cách để sinh hoạt cho khoa học một chút. Mà hôm trước Giác Nhàn nói, ba Giác Nhàn mà ổng 73 tuổi bị suy tỷ, cuối cùng ông cụ này sống đến 82 tuổi, mà bà cụ mẹ của Giác Nhàn cũng vậy, sư cô Liên Phương cũng sống thọ 83 tuổi, rồi ông cụ cũng là 82 tuổi. Họ có cái cách sống của họ, những người xưa họ có cách sống của họ. Mà cái cách sống của ông cụ mà Giác Nhàn ở bên cạnh đó là ông ngủ sớm, không khi nào quá 8 giờ. Chúng ta hôm nay thì 8 rưỡi, 1 giờ rưỡi dậy, chứ ông cụ là 8 giờ hoặc là 7 giờ mấy ông lên giường ngủ rồi. Ngủ sớm cực kỳ quan trọng, tốt cho bộ não và sống thọ. Thứ hai, ông đi bộ. Cái dốc đó ông đi lên đi xuống, đi lên đi xuống, ông đi bộ. Đi bộ thiệt là nhiều, uống nước lọc thôi, chứ qua bên chúng tôi là không còn uống bia uống rượu gì nữa rồi. Và ai cho đồng nào đó có thì ông gì, đem đi phóng sanh. Rồi đi lên đi xuống ông niệm Phật. Có gì khác không? Có gì cao sao? Có gì mà gọi là cao siêu lắm không? Niệm Phật, ăn chay, phóng sanh, đi bộ, ngủ sớm, vậy mà sống thọ. Vậy mà chuyển cái bệnh suy tỷ, ung thư máu 73 tuổi mà kéo dài được 9 năm đến 82. Đây là sự thật, đây là sự thật. Nhân vật này là sự thật. Bố Giác Nhàn là Giác Nhàn ở chung với ông cụ, nên cái những cái ý niệm này rất quan trọng nha anh em vấn đề. Đó là cái cách sống thọ mà hôm nay Giác Nhàn nói. Sống thọ đó là một loại phước nằm trong ngũ phước, mà phước thứ nhất gọi là sống thọ hay gọi là trường thọ. Đó. Cái thứ hai là phú quý là giàu có. Người biết bố thí cúng dường phóng sanh, lấy đồng tiền mình ra để phóng sanh cứu mạng, người này gọi là tài thí. Rồi quý thầy quy y tâm bảo sám hối nghiệp chướng cho nó, và niệm Phật cho nó nghe, và nói pháp cho nó nghe, là bố thí pháp cho loài súc sanh đó. Vô y thí là đáng lẽ nó sợ hãi, nó chết trong thời gian ngắn ngủi, chuẩn bị là nó chết, mà mình mua cái chết đó là công đức vô y thí. Đây mới là công đức kéo dài thọ mạng. Và đây cũng là công đức mà phú quý là giàu có. Cho nên thành ra có một số Phật tử hay hỏi, vì sao lúc trước mà thầy nghèo quá, chừng năm 2000 đến 2007 mà coi như là gạo không có nấu, đi mua thiếu lên thiếu xuống bình ga, lúc đó có 80 ngàn mà cũng không có tiền mua, mà lý do gì bữa nay hôm nay nuôi mấy trăm cụ rồi quý thầy đồ ở trên này sinh hoạt, cái nhiều lúc xây dựng nữa, vì sao có được cái đồng ngân này, có được cái đồng tiền này, bí quyết chỗ nào? Hôm nay Giác Nhàn nói quý vị nghe về cái phước báu để mà mình giàu có, lắng nghe. Chỗ này là kinh nghiệm thực tế, lắng nghe kỹ. Phước báu mình có 500 ngàn mỗi chủ nhật bắt đầu phóng sanh, 2007 bắt đầu mới làm được chuyện này đó. Rồi có được đồng tiền đó, bắt đầu mới in băng, in đĩa, mua kinh, mua sách, mua tượng tặng cho người ta. Không gom cái đồng tiền đó, gom tích lũy từng chút xây cái chùa to đùng lên, không, chưa làm chỗ này, không làm chuyện này. Cái đó là cái ngọn, không làm, chưa làm. Bây giờ phải tích lũy âm đức cái gốc chứ. Cái gốc đó là phóng sanh, cái gốc đó là 10 công đức in kinh tạo tượng, cái gốc đó là nuôi dưỡng các cụ già để họ yên ổn đó họ tu. Đây là phước đức bậc trung. Và nuôi cho họ và nói cho họ nghe pháp môn tịnh độ để họ vãng sanh Tây Phương, đây là phước báu bậc thượng. Còn đem tiền tặng cho những người mà lúc
mà họ bị ngặt, tức là họ bị lũ lụt đó, thì cứu cho họ như vậy trong một thời gian nhất định nào đó để họ qua cái cơn hoạn nạn đó, thì phước báo đó gọi là bậc hạ cũng phải làm. Phước báo bậc hạ này cũng phải làm, mà phước báo bậc trung mà nuôi các cụ già, chúng đó chẳng nhà đâu có nghĩ có khả năng phước báo có tài trí gì đâu mà có thể là nuôi các thầy hoặc độ các thầy đâu, không có nghĩ đến điều này, nghĩ rất là thấp. Như vậy mà từ từ nuôi các cụ già, có đồng nào tích góp nuôi các cụ già, các cụ mà mất ha, con cái bỏ thì gì, lo quần lo áo, lo ăn lo uống, lo bệnh lo hoạn. Hôm nay chúng ta không phải kể lễ khoe khoang mà nói cái cách để cho những người là quý thầy và các Phật tử nên tích lũy âm đức. Đừng vội vàng xây nhà cửa lớn, đừng vội vàng lo cho bản thân mình nhiều xe cộ và giống như cái cây để cứ hưởng trái chứ không có bón phân tưới nước cái gốc. Cái cây muốn ra trái nhiều thì gì? Bón phân tưới nước cái gốc thì trái nó tự ra. Còn mình quên bón phân tưới nước cái gốc mà cứ hái trái ăn hoài thì nó gì? Cái cây nó khô nó chết. Bản thân của mình phước báo không bao nhiêu mà cứ lo làm sao có tiền. Làm sao mà để mà những cái tiện nghi tốt nhất đến với mình. Không bao giờ nghĩ đến cái chuyện lợi tha lợi ích chúng sanh, không bao giờ nghĩ đến cái chuyện để mà lợi ích cho quần chúng, thì giống như mình hái trái hoài là hết trái mà cây không ra nổi nó chết. Hưởng phước hoài, trong mạng có bao nhiêu môi ra hết để hưởng rồi gì, rồi hưởng phước bất khả hưởng tận. Nếu mà hưởng tận hết rồi thì gì, đi ăn mày. Đây là cái bí quyết của sự thành công. Mua cuốn sách bên ngoài nó nói gì, bí quyết của thành công đem về đọc làm được, cái đó là chuyện đó của ổng. Còn ổng làm được, tự nhiên ổng làm cái nghề đó ổng thành công. Ổng nói đủ thứ trong đó hết trơn, mà trong cuối cùng cái gốc là trong mạng ổng có tài, mà trong mạng mình không có tài, mình bắt chước thì ổng làm không xong. Thấy chưa? Mà cái phước báo này quan trọng. Phú quý ai cần không? Cần chứ. Mà biết cần trong cái thời điểm nào? Từ lúc 50 tuổi trở lên, ngũ thập tri thiên mạng, lúc đó có tiền trong tay rồi mới biết mình làm gì và không nên làm gì. Còn nếu mà dưới 50 tuổi thì có nên làm phước lợi ích chúng sanh đi. Đây là bài học của chúng ta, cực kỳ quan trọng. Bởi vì chưa đến 50 tuổi là lời Thánh Hiền nói là ngũ thập tri thiên mạng, mà chưa đến 50 tuổi thì mình chưa biết thân mạng, thân tâm và hiểu biết của mình nên làm gì và không nên làm gì. Làm đôi khi dễ trật, cần phải hỏi những người đi trước. Muốn không trật thì cứ lợi tha vì lợi ích chúng sanh đi. Rồi tự nhiên khắc trong mạng mình nó có rồi ha. Giống như cái gốc mà mình làm cho nó vững rồi, bón phân tưới nước cho tốt rồi là cây coi như nó ra trái hoa, mình hái ăn không hết. Kêu nó đừng ra nữa, nhưng mà nó cứ ra. Người cứ thương người, thương vật, phóng sanh, ăn chay, tu hành, tích đức. Nó đừng có tiền tới nữa, mà nó cứ tới. Hiểu chỗ này không? Bí quyết của sự thành công giàu có ở chỗ này, đó là cách sống của một con người thánh hiền. Bên cạnh đó họ tích lũy âm đức, có phước họ không muốn hưởng cho bản thân họ nhiều, họ đem cho người khác hưởng. Cái chỗ này là cái chỗ bí quyết. Và cuộc đời trải nghiệm của Giác Nhàn là trong một cuộc đời này, chứ không phải là đời trước hoặc đời sau nữa đâu, mà trong cuộc đời này, trời ơi, nó quá trời thiếu thốn luôn. Quá trời thiếu thốn, từ 2000 đến 2007 là quá trời thiếu thốn. Mình biết rồi, bây giờ mình không có thể nào có một chút phước là mình làm cho nó thêm để mình hưởng, mà phải cho người khác hưởng để đắp cái nền móng cho vững, thì người này phú quý sẽ đến với họ. Bên cạnh đó chịu khó niệm Quan Âm, giống như cô hồi nãy Giác Nhàn kể đó, chịu khó niệm Quan Âm thêm đi. Tâm nó sẽ thanh tịnh an vui. Mà khi tâm thanh tịnh an vui rồi, bắt đầu nói gì? Nó thích đi làm phước, nó thích cứu người, thương vật. Nhất là cái tâm Bồ Tát Quan Âm mà đi vào trong cái tâm của con người mình, cái hạnh nguyện Bồ Tát Quan Âm mà đi vào cái hạnh nguyện của mình, thì nó thay đổi tâm tánh mình nhanh. Ngũ phước lâm môn. Thứ ba là bình yên khỏe mạnh. Khi mà có phước báu, khi mà người này người ta sống lâu được rồi đó ha, thì cuộc sống họ rất là yên ả, ít có khi nào bị trắc trở trở ngại. Bây giờ cái phước báu nó bảo bọc cho cuộc sống của họ, ít có gì lên đên gặp gờn nữa. Ổn định, cuộc sống họ rất ổn định. Họ nghèo họ sống theo nghèo, họ giàu họ sống theo giàu. Nhưng mà họ gì? Luôn luôn họ tích lũy cái phước báu. Cuộc sống họ rất yên ả. Quý vị coi lại đi, quý vị coi kỹ lại đi. Có nhiều người giàu có, tỷ phú, đủ thứ của cải vật chất có, nhưng mà lúc nào cũng đau khổ, tâm bất an, rồi công việc làm ăn trở ngại, rồi nó cứ bấp bênh, nó quằn chịu không nổi, không được bình yên. Mà tâm không được bình yên thì bắt đầu bệnh xảy ra thôi. Làm gì có khỏe mạnh.
đúng không? Những cái phước này quan trọng nha, nhớ nha, cái này quan trọng cực kỳ à. Rồi, cái thứ tư đó là ham chủ đức hạnh. Họ thấy người có đức hạnh là họ gì? Họ muốn bằng. Họ thấy người không có đức hạnh, người tệ bạc, họ không có chê bai, chỉ trích. Họ ưa chuộng người có đức hạnh. Mà Phật là người có đức hạnh nhất trong tất cả các người. Và có đức hạnh các vị trời thì Phật là có phước nhất hơn tất cả các trời. Đặc biệt Đức Phật là một vị có đức hạnh thù thắng. Mà mình thành tâm xưng niệm danh hiệu Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, mà đảnh lễ bậc nhị túc tôn có đức hạnh này giống như nhiễm hương á, thì cái đức hạnh đó sẽ đi vào trong con người của mình. Cho nên 10 công đức lễ Phật là vậy. Tôn kính Phật, mình đảnh lễ Phật thì cái công đức này rất là thù thắng, gọi là gì? Ham chủ đức hạnh. Và cuối cùng cái phước báu thứ 5 là chết tốt lành. Khi họ chết tốt lành là sao? Khi lúc ra đi thì gia đình của người này biết ăn chay làm lành phước báu. Rồi nếu buổi đời á thì gia đình của họ là sẽ mời thầy đến để mà liệm cúng kiến. Rồi họ sẽ xây mồ, hoặc giả là họ sẽ làm cho cái người sống và người chết này rất là yên ổn, và sắc diện họ rất là an vui. Thường những người mà có sống được bình yên, ham chuộng đức hạnh, rồi giàu có, sống lâu, có ngũ phước á, thì lúc lâm chung gương mặt của họ rất là hoan hỷ. Coi như là gương mặt của họ nhìn đẹp mà hoan hỷ vô cùng, thì gọi là chết tốt lành. Còn cái người mà tâm bực bội, tức tối, rồi giận hờn, không biết tích phước, không biết ăn chay, thì lúc lâm chung nhìn gương mặt họ dữ dằn. Có nhiều người mà họ kể lại mà chết rồi mà đắp mền rồi mà dỡ cái mền ra, hoặc dỡ cái mền quang minh ra, mà nhìn gương mặt là thôi không dám nhìn, trợn mắt le lưỡi. Có nhiều người đã mất rồi mà học máu ra, nó nhìn nó kinh khủng luôn. Do bình thời họ không có tích ngũ phước này, cho nên lúc lâm chung họ rất là kinh hồn khiếp vía. Hiểu không ạ? Cho nên thành ra là ngũ phước này Tổ sư Ấn Quang nói nên phải tích giữ. Mà khi có ngũ phước rồi là nó bảo bọc thân tâm của mình, sống thọ yên vui, giàu có, khỏe mạnh, ham chuộng đức hạnh và chết được an lành. Đây là ngũ phước. Đặc biệt của một con người, nếu không tích ngũ phước thì con người này sống sẽ rất là đau khổ. Thì cái việc mà hôm nay Vấn Nhàn nói đến cái ngũ phước đó, thì Tổ sư Ấn Quang có khai thị về cái việc đó là mạng sống vô thường. Mạng sống mình chỉ qua một cái hơi thở, nếu mà hít vô mà không thở ra thì con người này chết hết một đời. Cho nên thành ra Ngài răng nhắc mạng sống vô thường. Cái đoạn này trong văn sao Ngài có nói, chút xíu nữa Vấn Nhàn có nói đoạn này. Bây giờ nói đến cái mạng sống vô thường qua hơi thở. Con người mình sống ở cõi này khi sanh ra đó, thì từ nhỏ rồi bắt đầu nó lớn từ từ. Mà có những người họ có phước báu, họ sanh ra họ lành lặn. Ví dụ đang ngồi dưới đó mà có mắt nhìn thấy được, tai nghe, miệng ăn được, rồi thân thể mạnh khỏe, thì người này có phước báu đời trước, cho nên sanh ra thân thể không bị tật nguyền, thì là một cái phước báu của ngũ phước đó. Nhưng mà họ không biết xài cái ngũ phước, họ đắp thêm cái ngũ phước, họ tích lũy ngũ phước đó, mà họ trái lại họ phá hủy cái ngũ phước đó. Họ ăn thì họ ăn thịt chúng sanh, họ nói bậy, họ nói hổn, họ nói làm cha mẹ đau khổ, họ nói cho người khác để mà hả giận, thì họ mất đi cái phước của cái lời nói. Cho nên thành ra đời sau hoặc trong đời này có nhiều lúc họ bị ngọng, họ bị trở ngại về cái âm thanh, xài hết cái phước của âm thanh. Mắt của họ đáng lẽ nhìn Phật, đảnh lễ Phật, hoặc nhìn những cái điều mà thiện thư tốt, họ đem nhìn đi cái chuyện bậy bạ xấu xa, cho nên hết phước con mắt, bị mù sớm, hoặc giả bị cận, bị đuôi gì đó, hết cái phước của con mắt. Đúng không ạ? Rồi cái gì nữa? Thêm cái thân họ đáng lẽ lành lặn, phải không? Rồi cuối cùng gì? Họ không biết hưởng cái phước của cái thân của họ. Rồi họ gì? Họ xài hết cái phước là gì? Tà dâm quá độ. Dẫu vợ chồng họ không biết giữ cái thân của họ, cuối cùng gì? Bệnh mà chết luôn cũng có. Nó con người mình không có biết cái tích phước, không học lời thánh hiền để tích phước, toàn là hưởng phước mà phá luôn nữa chứ. Phước đâu mà chịu cho nó đó. Thì mạng sống con người nó mong manh như chỉ mành treo chuông, quý vị để coi. Trời, nghe ông thầy bạn, ông vừa lái Honda, ông đi ngang tới, qua khỏi cái bến xe tỉnh Lâm Đồng mình, bến xe trên thành phố, vừa qua khỏi xong cái tự nhiên mặt mày tối thui, xe té cái rầm cái chết. Quý vị thấy không? Quý thầy
vậy mà đôi khi cũng gì cũng gặp nạn. Cái mạng sống mình nó mong manh như cái cọng chỉ mà nó mỏng lép mà nó treo cái chuông thiệt lớn. Bởi vì mình không có ngũ phước để bảo bọc cho nên là nó chết một cách quá dễ dàng luôn. Còn người sanh ở cõi Tây Phương Cực Lạc hoa nở ra.